Diệp Thần có chút im lặng, liền người hắn đều không gặp qua, cứ như vậy khẳng định mình làm không tới. Xem thường hắn. Ha ha. Nếu không phải bởi vì, Ninh Thải Hà đúng là một bé gái ngoan, bằng cái này cái gọi là tỉ tỉ những lời này, hắn cũng không muốn trị. Đây là, Ninh Thải Hà nhưng là vô cùng kiên quyết nói, tỉ tỉ, ta tin tưởng hắn, ta nguyện ý cầm mệnh giao cho hắn, bất quá, hắn ở là ta chữa trị trước, cần tỉ tỉ đem chồng ở ta cấm chế trên người giải trừ. Ngươi nói gì sao? Lần này, Thiên Âm Thần Loa bên trong, truyền ra chính là giống giận. Cho dù chỉ nghe thanh âm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cuồn cuộn sát ý. Phụ nữ kia gào thét nói, đến tột cùng là đâu tên khốn kiếp lại dám cầm muội muội ta lừa gạt thành cái bộ dáng này, ta nhất định phải đem bằng thây vạn đoạn. Thải Hà, ở nơi đó chờ ta hiện tại cứ tới đây. Một khắc sau, vậy ốc biển linh quang liền phai nhạt xuống. Nam Tiêu Ly hừ lạnh một tiếng nói, thật là lớn khí phái, hừ, cùng Diệp Thần đem ngươi chỉ tốt, ta ngược lại là phải xem ngươi người chị này sẽ là cái gì hình dáng. Ninh Thải Hà có chút áy náy địa đạo, thật xin lỗi, tỷ tỷ ta chính là như vậy tính cách. Nam Tiêu Ly vậy có chút hiếu kỳ nói, tỷ tỷ ngươi kết quả là người nào? Có thể lấy ra cái này Thiên Âm Thần Loa, thân phận chắc hẳn vậy không bình thường chứ. Ninh Thải Hà do dự một tí, vẫn mở miệng nói, tỷ tỷ ta. Tên là Ninh Xích Âm. Lời vừa nói ra, Diệp Thần còn không như thế nào, mọi người chung quanh nhưng là rối rít sắc mặt cuồng biến. Nam Tiêu Ly lại là trợn to cặp mắt, kinh hô, Ninh Xích Âm. Bắc Lăng Thiên Điện cái đó tu la tuyệt sát Ninh Xích Âm. Ninh Thải Hà sắc mặt có chút phức tạp gật đầu một cái. Cái này một tí, liền liền Nam Tiêu Ly sắc mặt đều thay đổi. Cái này Ninh Xích Âm, chính là Bắc Lăng Thiên Điện trưởng lão, thiên nhân vực danh tiếng bên ngoài một trong cường giả, thực lực cực kỳ khủng bố, bất quá, để cho người kiêng kỵ, thậm chí, không phải Ninh Xích Âm thực lực, mà là tính nàng. Ninh Xích Âm thân là cô gái, lại bị quan lấy tu la tên, không phải là không có nguyên nhân. Đó chính là Ninh Xích Âm người này mặc dù sinh được tuyệt đẹp, tánh tình lại hết sức ngoan trương dịch giận, hở một tí giết người. Hơn nữa, nàng giết người căn bản không quản thân phận địa vị, thật là xem là tên điên vậy, phải biết, tu vi đạt tới trình độ nhất định, là sẽ bị vực ngoại thiên đạo tiến hành chú ý, đây cũng là tại sao này chờ thực lực cường giả, vậy sẽ không dễ dàng ra tay. Loại này cường giả nếu như tạo quá nhiều sát nghiệt, hoặc là cực lớn phá hoại, ảnh hưởng vực ngoại trật tự nói, vực ngoại thiên đạo liền sẽ tiến hành trừng phạt, thậm chí còn là chế tài. Có thể, Ninh Xích Âm đừng nói là ỷ vào thân phận mình, liền vực ngoại thiên đạo trừng phạt cũng chẳng ngó ngàng gì tới, muốn giết người liền giết người. Hơn nữa, cho dù là loại thực lực đó nhỏ, con kiến hôi tồn tại, nàng một cái khó chịu vậy chiếu giết không lầm, một chút cũng không có cái gọi là cường giả phong độ à. Cái này, mới là hắn được gọi là tu la tuyệt sát nguyên nhân. Trong chốc lát, vậy vây xem võ giả chỉ là nghe được cái tên này, đều là có chút sợ hãi, cùng Diệp Thần các người kéo ra khoảng cách, rất sợ Ninh Xích Âm giận dữ, cầm người ở tại tràng toàn bộ giết sạch cho hả giận. Liền liền Nam Tiêu Ly, cũng là kéo Diệp Thần nói, không chữa, không chữa. Diệp Thần, chúng ta đi nhanh đi, Ninh Xích Âm người phụ nữ kia phát điên lên tới, liền cha ta cũng sẽ nhức đầu. Diệp Thần lắc đầu nói, nàng tỷ tỷ là nàng tỷ tỷ, nàng là nàng, nếu ta quyết định phải cứu nàng, vậy thì sẽ cứu, ai tới đều giống nhau. Nam Tiêu Ly nghe vậy, có chút nóng nảy, nếu như nói Diệp Thần có thể đánh bại Bạch Tự Kỳ coi như là kỳ tích nói, như vậy, Ninh Xích Âm chính là căn bản không có thể chống lại tồn tại à. Bất quá, đoạn thời gian này xuống, nàng vậy tính rõ ràng Diệp Thần tính tình, quyết định sự việc liền sẽ không thay đổi, chỉ có thể đứng ở một bên sinh khó chịu. Không lâu lắm, thiên chi đỉnh không gian, chính là chợt một hồi vặn vẹo. Nháy mắt tới giữa, bầu trời bị đánh vỡ một cái lỗ thủng to, một đạo đỏ thẫm lưu quang, giống như ngoài bầu trời sao xa vậy, rơi xuống xuống, rơi vào Ninh Thải Hà trước người, ầm cả người vang lớn, toàn bộ thiên chi đỉnh đều ác tàn nhẫn rung động một tí. Hồng quang tản đi, tại chỗ xuất hiện hai đạo cô gái bóng người. Cái này hai người phụ nữ, một vị trong đó cả người màu đỏ cung trang. Hai hàng lông mày nhập tấn, nơi mi tâm, sinh một chút mụt ruồi son, ánh mắt vô cùng là lạnh lùng, mặt mũi xinh đẹp bên trong, mang nồng đậm anh khí, mà hắn tu vi lại là sâu không lường được, người ở tại tràng không một người có thể nhìn thấu. Liền liền Diệp Thần cảm nhận được cô gái này hơi thở, đều là con ngươi co giúp một cái, trong lòng áp lực tăng thêm,
cô gái này, không nghi ngờ chút nào, chính là vậy tu la tuyệt sát Ninh Xích Âm. Ninh Xích Âm, đã hơn 10.000 tuổi, cái tuổi này đặt ở thiên điện bên trong, có thể nói là vô cùng là trẻ tuổi, có thể tuổi tác của nó, vốn là không cách nào tiến vào cái này thiên chi đỉnh. Bởi vì, được võ vương ý chí bài xích, nhưng cô gái này lại là không để ý cái này võ vương hơi thở cưỡng ép đem kích phá, xông vào. Có thể gặp, thực lực quả thật tuyệt mạnh. Mà ở nàng bên người, còn đứng một tên màu da vô cùng là trắng bệch, mang một bộ mặt nạ, nhìn như lạnh như băng, giống như một cổ thi thể vậy người phụ nữ. Ninh Xích Âm tùy ý lau đi vết máu ở khóe miệng, nàng ánh mắt đảo qua, ngay tức thì phong tỏa Diệp Thần, mở miệng nói, ngươi chính là Diệp Thần. Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, ngay tức thì có một loại bị hồng hoang cự thú theo dõi vậy cảm giác. Nhưng, hắn vẫn là nhàn nhạt đáp, không sai. Ninh Xích Âm nghe vậy, thần sắc ngay tức thì một nghiêm túc, một cổ kinh thiên uy thế từ trong cơ thể, bộc phát ra, toàn bộ thiên chi đỉnh tựa hồ cũng ở uy thế này bên trong phát ra một tiếng kêu gào, chung quanh không thiếu võ giả không kịp đề phòng dưới, cho dù đứng được cực xa, như cũng được uy thế này ảnh hưởng, thân thể thiếu chút nữa thì phải lại không dậy nổi. Mà giờ khắc này, cái này uy áp ngay tức thì luyện thành một phiến hồng đào, hướng Diệp Thần cuồng dũng tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần mặt đất dưới chân khoảnh khắc sụp xuống, Diệp Thần sắc mặt đông lại một cái, cho dù lấy hắn hôm nay thực lực, ở nơi này uy áp bên trong cũng là cảm giác thân thể bị trăm nghìn ngọn núi lớn qua lại nghiền ép vậy, bất quá, lấy thể chất ngược lại là còn ở phạm vi thừa nhận bên trong. Còn như tâm cảnh, bất kỳ uy áp đều không cách nào ảnh hưởng được hắn võ tổ đạo tâm. Ừ, cái này một tí, Ninh Xích Âm ngược lại có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới, trước mắt cái này bất quá là càn khôn cảnh tiểu tử, lại thật chống đỡ nàng uy áp. Phải biết, một ít thiếu chút nữa còn chân cảnh bảy tầng thiên tồn tại cũng sẽ ở hắn dưới sự uy áp ngay tức thì trọng thương, thậm chí còn đạo tâm tan vỡ chứ. Có thể Diệp Thần, không chỉ có chịu đựng được, hơn nữa, lại liền dấu hiệu bị thương cũng không có. Ước chừng như vậy. Liền đủ để thuyết minh Diệp Thần có bao nhiêu yêu nghiệt, nhưng, cái này bất quá cũng là tu võ thiên phú thôi, tu võ thiên phú mạnh hơn nữa thì thế nào? Nàng thân là vực ngoại nổi danh cường giả, cũng không vẫn là không cách nào chữa khỏi Ninh Thải Hà sao? Ninh Xích Âm sắc mặt run lên, tựa hồ thì phải đối với Diệp Thần ra tay, nhưng vào lúc này, một bóng người liền đột nhiên chắn Diệp Thần trước người, chính là Ninh Thải Hà. Ninh Xích Âm có chút khó có thể tin nhìn cái này nguyên bản nghe lời muội muội. Giờ phút này nhưng là chút nào không để cho chắn Diệp Thần trước người, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Càng đối với Ninh Xích Âm hô lớn, tỷ tỷ, dừng tay, nếu như ngươi nếu không phải là đối với Diệp Thần xuất thủ, trước hết giết ta. Dứt lời, nàng lại là trực tiếp nhào vào Diệp Thần trong ngực. Như vậy thứ nhất, hai người thân thể trọng hợp, vậy vô cùng uy áp cũng là sẽ rơi vào Ninh Thải Hà trên mình. Ninh Xích Âm sắc mặt biến đổi. Kinh hô, Ninh Thải Hà, ngươi làm gì? Nàng vội vàng thu hồi hơi thở, nhưng, dù vậy, Ninh Thải Hà cũng là rên lên một tiếng, hơi thở nhanh chóng yếu xuống, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng, nàng nhưng vẫn quật cường nhìn Ninh Xích Âm nói, tỷ tỷ, ta nói, ta không cho phép ngươi tổn thương Diệp Thần. Ngươi, Ninh Xích Âm thật nổi giận, nàng chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, quát lên, Thải Hà, ta cuối cùng nói một lần, tránh ra, nếu không. Đừng trách tỷ tỷ liền ngươi cùng nhau giết. Ninh Thải Hà không nói gì, nhưng, ôm trước Diệp Thần tay nhưng chặt hơn một phần. Ninh Xích Âm thấy vậy, quanh thân sát khí một thịnh, chợt hướng về phía Diệp Thần một chút, một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng ngay tức thì hướng Diệp Thần bắn nhanh đi. Nam Tiêu Ly thấy vậy, không nhịn được kinh hô một tiếng nói, Diệp Thần. Có thể giờ phút này, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp, Ninh Xích Âm muốn giết người, không người nào có thể ngăn cản được. Đừng nói là nàng, coi như là nàng phụ thân Nam Tiêu Đế Tôn ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể để cho nàng dừng tay. Có thể, Ninh Thải Hà nhưng là chút nào không lùi, chặt chẽ chắn Diệp Thần trước người, mắt thấy vậy ánh sáng đỏ thẫm thì phải đem hai người cùng nhau xuyên qua. Ninh Thải Hà theo bản năng nhắm hai mắt lại, nội tâm nhưng là không khỏi cảm thấy một hồi ung dung, nhiều năm qua như vậy, nàng một mực bị cái này cùng bẩm sinh tới bệnh ách nơi hành hạ. Hôm nay, có thể chết ở Diệp Thần bên người, đối với nàng mà nói cũng coi là một loại giải thoát. Trên thực tế, đối với Ninh Thải Hà mà nói, nàng cũng không phải là thật cảm thấy Diệp Thần có thể hóa giải mình bệnh ách, chỉ là, có thể trước khi chết sáng tạo một đoạn như vậy nhớ lại,
đối với nàng mà nói cũng là một loại thu hoạch. Có thể, sẽ ở đó hồng mang khoảng cách Ninh Thải Hà chỉ có một tấc không tới lúc đó, nhưng là bỗng nhiên tiêu tán. Ninh Xích Âm chặt chẽ cắn răng, cả người tựa như cũng lập tức thương tang một phần, nàng khẽ thở dài một hơi nói, Thải Hà, thằng nhóc này rốt cuộc đối với ngươi đổ cái gì mê hồn canh? Tại sao ngươi phải tin mặc hắn đến tình cảnh này? Ninh Thải Hà ngưng mắt nhìn Ninh Xích Âm nói, tỷ tỷ, một năm sau đó, ngươi có thể bảo đảm tìm được chữa trị ta phương pháp sao? Ninh Xích Âm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nàng sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, Thải Hà, nếu như liền ta ở trong một năm này đều không cách nào tìm được cứu ngươi phương pháp, như vậy, trên cái thế giới này liền không người có thể làm được. Ninh Thải Hà nhàn nhạt nói, tỷ tỷ, ta từ ra đời bắt đầu liền bị cái này bệnh lạ dây dưa, từ nhỏ các ngươi vì cứu ta liền hao hết tâm huyết, cho nên, các ngươi để cho ta làm gì, ta cho tới bây giờ không có cự tuyệt qua, đây là ta thiếu các ngươi, nhưng... Hai tròng mắt của nàng bên trong bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng nói, mạng ta thủy chung là thuộc về ta, coi như phải chết, ta cũng hy vọng có thể tự quyết định kiểu chết. Cho nên, tỷ tỷ mời ngươi tháo ra cấm chế, ta muốn cho Diệp Thần thử một chút. Ninh Xích Âm vậy uy nghiêm khí thế, vào giờ khắc này không còn gì vô tồn, mọi người ở đây ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái này đứng ở vực ngoại đỉnh cấp cao cấp cường giả, lại là giống như một đứa bé vậy khóc giống lên. Nàng vừa khóc bên đối với Ninh Thải Hà hỏi, Thải Hà, hôm nay, tỷ tỷ cũng chỉ có ngươi một người thân nhân, chẳng lẽ, ngươi thật muốn bởi vì thằng nhóc này một câu nói, liền đem mệnh giao cho hắn sao? Nếu như thất bại, ngươi ngày hôm nay sẽ chết. Ngươi thật nhẫn tâm, cứ như vậy ném xuống tỷ tỷ sao? Thải Hà, đừng bảo là một năm, cho dù, là có thể để cho ngươi nhiều sống một ngày, tỷ tỷ đều nguyện ý dùng mình sinh mạng trao đổi. Giờ phút này... Cho dù là Diệp Thần nhìn khóc lớn Ninh Xích Âm cũng là ánh mắt chớp mắt, Ninh Xích Âm ngay từ đầu thái độ quả thật làm cho hắn khó chịu, bất quá, bây giờ nhìn lại, nữ nhân này mặc dù cổ quái, nóng nảy chút, nhưng, ngược lại là một cái tính tình cũng được, hơn nữa, nàng là thật nguyện ý vì Ninh Thải Hà mà chết, điều này cũng làm cho Diệp Thần đối với Ninh Xích Âm ấn tượng, có chút đổi cái nhìn. Bất quá, trước mắt một màn này để cho hắn có chút im lặng, hắn là tới cứu người. Làm sao làm thật tốt xem sinh ly tử biệt như nhau. Những người này liền không thể tín nhiệm mình một chút sao? Ninh Thải Hà nhìn tỷ tỷ bộ dáng này, không đành lòng mở miệng nói, tỷ tỷ, ta tin tưởng Diệp Thần, không phải tất cả mọi người đều có thể một mắt nhìn ra bệnh ta, mặc dù, ta và hắn biết thời gian không dài, nhưng, ta tin tưởng hắn không phải một cái ăn nói lung tung, cầm tánh mạng của người khác làm trò đùa người. Ninh Xích Âm hít sâu một hơi, bình phục một tí tâm tình. Đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi có thể biết nàng là ai? Ninh Xích Âm nói nàng, chính là tên kia màu da trắng bệch, mang mặt nạ cô gái. Diệp Thần nhàn nhạt nói, nàng là ai và ta có quan hệ thế nào? Ninh Xích Âm cười lạnh nói, và ngươi có quan hệ thế nào? Họ nàng Phạm, tên Tuyết Thược, ngươi nói cho ngươi có quan hệ thế nào? Diệp Thần tuy là thần sắc bình tĩnh, nhưng... Mọi người chung quanh nghe vậy nhưng là rối rít sắc mặt biến đổi, thậm chí bao gồm Nam Tiêu Ly. Trong đó, không ít người kinh hô, Phạm Tuyết Thược. Cô gái này, chính là truyền thuyết bên trong Phạm Tuyết Thược. Không thể nào, ta lại gặp được Phạm Tuyết Thược. Chẳng lẽ, cô gái này bệnh, liền Phạm Tuyết Thược đều không cách nào chữa trị. Nhìn như thật là so thấy Ninh Xích Âm còn không tưởng tượng nổi. Có thể gặp. Phạm Tuyết Thược ở thiên nhân vực danh vọng là hạng liền được. Nguyên bản, Ninh Xích Âm lấy là nói ra Phạm Tuyết Thược tên chữ, nhất định có thể trấn áp Diệp Thần, có thể. Ai cũng không nghĩ tới, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là lướt nhẹ nói, chưa nghe nói qua. Mọi người chung quanh thật là đều phải bị kinh được té ngã trên đất à. Liền Phạm Tuyết Thược cũng chưa có nghe nói qua. Nam Tiêu Ly không nhịn được nói, Diệp Thần, cái này Phạm Tuyết Thược. Là thiên nhân vực chí tôn thần y, truyền thuyết bên trong truyền thuyết, hơn nữa, hắn tu tập là hôm nay đã ở vực ngoại thất truyền cổ y đạo. Nàng đã từng hóa giải qua vô số kỳ độc, bệnh ách, thiên nhân vực bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe nói qua tuyết nữ thần y danh hiệu. Sở dĩ gọi là tuyết nữ thần y, thứ nhất, bởi vì nàng màu da, vô cùng là trắng bệch, thứ hai, chính là bởi vì nàng tính cách, lãnh ngạo cực kỳ. Ninh Xích Âm nhìn Diệp Thần nói, hiện tại, người biết chứ? Liền Tuyết Thược đều không cách nào hoàn toàn chữa khỏi Thải Hà, chớ nói chi là ngươi. Diệp Thần nghe vậy,
nhưng là thờ ơ nói, nàng không thể trị, không đại biểu ta không thể trị. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh đều là không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệp thần cũng có phần qua cuồng vọng đi. Lời này, há chẳng phải là nói hắn so Phạm Tuyết Thư còn lợi hại hơn. Phải, bọn họ thừa nhận, Diệp thần thiên phú võ đạo cực kỳ nghịch thiên, có thể hiện tại, Diệp thần lại là ở trên y đạo cũng không cầm tuyết nữ thần y Phạm Tuyết Thư không coi vào đâu sao. Trên thực tế, Diệp thần ngược lại không phải là cảm giác được mình ở trên y đạo so Phạm Tuyết Thư xuất sắc hơn, chỉ là, hắn có thể xác định mình có thể cứu được Ninh Thải Hà mà thôi. Còn như, tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là, tiểu hắc thức tỉnh. Không chỉ có thức tỉnh, hơn nữa, tiểu hắc lần này sau khi tỉnh lại có linh trí. Căn cứ tiểu hắc truyền tới thần niệm, hắn lần này ngủ say sau đó, tựa như trong giấc mộng, sau khi tỉnh lại liền hiểu được rất nhiều thứ. Lúc ấy, Diệp thần sở dĩ nhìn Ninh Thải Hà ngẩn ra, chính là bởi vì tiểu hắc nói cho hắn, Ninh Thải Hà trong cơ thể có một cái cổ trùng. Bất quá, cái này cổ trùng cũng không phải là người khác trồng, mà là trời xanh cũng có. Trên thực tế, Ninh Thải Hà có thể nói là một loại vô cùng là thể chất đặc thù, tên là Bách Thải Thanh Tủy Cổ Thể. Thể chất này rất cường đại, nhưng, vậy rất đòi mạng. Bách Thải Thanh Tủy Cổ Thể người có, xương tủy bên trong trời xanh liền dài một cái Bách Thải Thanh Tủy Cổ, cái này cổ trùng cùng ký chủ cùng làm một thể, nhưng, trời xanh liền quyết định muốn lẫn nhau chiếm đoạt. Bách Thải Thanh Tủy Cổ cướp đoạt túc chủ sức sống trưởng thành, mà ký chủ thì cướp đoạt Bách Thải Thanh Tủy Cổ huyết mạch lực, cường hóa tự thân, luyện liền Bách Thải Thanh Tủy Cổ thể. Giống như, là lên trời đang nuôi cổ vậy. Bất kỳ ngoại lực đều không cách nào ngăn cản hai bên lẫn nhau chiếm đoạt, cho dù giết cái này Bách Thải Thanh Tủy Cổ, Ninh Thải Hà vậy sẽ theo cổ trùng cùng chết đi. Nói cách khác, loại thể chất này người có, chỉ có thể dựa vào mình chiến thắng trong cơ thể cổ trùng. Có thể. Ninh Thải Hà hiển nhiên ở nơi này trận đấu tranh bên trong thất bại, hôm nay, trong cơ thể Bách Thải Thanh Tủy Cổ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà Ninh Xích Âm hao hết tâm cơ cùng thủ đoạn, cũng chỉ có thể thông qua cấm chế, tạm thời trì hoãn Bách Thải Thanh Tủy Cổ tốc độ trưởng thành, mỗi tháng là nàng tẩy tủy đổi máu, lấy này kéo dài tánh mạng thôi. Nhưng là, tối đa thêm một năm nữa, cái này Bách Thải Thanh Tủy Cổ muốn hoàn toàn trưởng thành. Nhìn như, Ninh Thải Hà đã lâm vào tử cục. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu hắc nói cho Diệp thần, hắn có thể chiếm đoạt vậy Bách Thải Thanh Tủy Cổ, hơn nữa, đối với cái này cổ trùng có chút khát vọng. Trọng yếu nhất chính là, tiểu hắc chỉ sẽ chiếm đoạt cổ trùng sinh mạng căn nguyên cùng trong cơ thể lực lượng, đối với huyết mạch nhưng không cảm thấy hứng thú. Nói cách khác, hắn cắn nuốt cái này Bách Thải Thanh Tủy Cổ sau đó, không chỉ có sẽ không giết chết Ninh Thải Hà, ngược lại, sẽ giúp hắn luyện thành Bách Thải Thanh Tủy Cổ thể. Cái này nghe thật là không thể tưởng tượng nổi, lấy Ninh Xích Âm thực lực cũng không thể nào làm được, nhưng, đối với tiểu hắc mà nói nhưng là dễ như trở bàn tay chuyện. Đây là, Phạm Tuyết Thược chậm rãi đi tới Diệp Thần trước người, một đôi lạnh như băng trong mắt, xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn về phía Diệp Thần giọng vô cùng lãnh đạm nói, người có thể biết, toàn bộ vực ngoại, ở trên y đạo có thể thắng được ta không vượt qua 5 ngón tay số. Người lại biết, trong này... Còn có mấy tên là lánh đời không ra lão quái vật. Ta Phạm Tuyết Thược, thành thạo đi thế gian thầy thuốc bên trong, cho dù không dám gọi thứ nhất, vậy tuyệt đối là có thể xếp nhập trước 3. Liền ta đều không cách nào giải quyết cái này Bách Thải Thanh Tủy Cổ, ngươi lại có cái gì tư cách là Thải Hà chữa bệnh. Diệp thần nghe vậy, nhưng chỉ là nhìn Phạm Tuyết Thược, cười nhạt, không nói gì, ở hắn xem ra, Phạm Tuyết Thược rất buồn cười. Dựa vào cái gì, nàng không cách nào giải quyết. Người khác liền không cách nào giải quyết. Nàng y đạo bất quá là đặt ở vực ngoại trên có điểm thành thì thôi, liền thật đem mình làm thần y. Diệp thần sở dĩ sẽ không để ý, là bởi vì là khinh thường. Hắn ở trên y đạo, có lẽ thật không bằng Phạm Tuyết Thược, nhưng, hắn có thể khẳng định, mình ánh mắt là vượt qua Phạm Tuyết Thược. Phạm Tuyết Thược ánh mắt, như cũ giới hạn ở vực ngoại cái này cùng vị diện bên trên, mà hắn ánh mắt nhưng đã sớm vượt qua vực ngoại. Bất luận là tiểu hắc, vẫn là huyền yêu tinh huyết, thiên yêu huyết mạch, thậm chí còn hắn đạo linh lửa, hủy diệt hắc dương vân. Vân, cũng đã là không cách nào lấy vực ngoại võ đạo suy nghĩ để cân nhắc tồn tại. Giống như, người cầm 100 năm trước khoa học ánh mắt có thể hiểu được bây giờ khoa học kỹ thuật sản phẩm sao. Cho nên, không có gì đáng nói, hai người căn bản không ở một tầng thứ trên. Nhưng, Phạm Tuyết Thược cũng không như thế cho rằng,
nàng cảm thấy Diệp Thần là bị chấn nhiếp, là chột dạ, là sợ mình bị vạch trần. Vì vậy, nàng chẳng những không có im miệng, ngược lại thanh âm bộc phát lạnh lùng mở miệng nói, làm sao, không nói. Có thể ngươi liền cái này bách thải thanh tủy cổ là cái gì cũng không biết chứ. Nếu như ngươi biết bách thải thanh tủy cổ là cái gì nói, ta muốn ngươi vậy sẽ không nói ra muốn giải khai cấm chế cái loại này ngu xuẩn bảo, bách thải thanh tủy cổ, vốn là đã sớm muốn trưởng thành, là bị cấm chế cưỡng ép áp chế, dù vậy, đều cần thường xuyên cho thải hà tẩy tủy đổi máu, mới có thể phòng ngừa hắn sức sống hao hết, nếu như tháo ra cấm chế, bách thải thanh tủy cổ sẽ ngay tức thì đem thải hà hút thành người khô. Ta không biết, ngươi là như thế nào để cho thải hà như vậy tin tưởng ngươi, nhưng, nếu như ngươi còn có từng tia lương tâm nói, ta hy vọng ngươi có thể ở tay, không muốn hại chết liền như vậy tin cậy ngươi người bệnh. Phạm Tuyết Thực biết, Ninh Thải Hà đã hoàn toàn bị tẩy não, thì không cách nào thuyết phục, lúc này chỉ có thể kỳ vọng Diệp Thần biết khó mà lui. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Thần trên mình, mong đợi Diệp Thần trả lời. Ở bọn họ xem ra, Phạm Tuyết Thực phen này khiển trách, cho dù Diệp Thần tâm tính cao hơn nữa cũng phải cúi đầu liền chứ. Mạnh hơn nữa chống đỡ sẽ để cho người có chút khinh thường. Có thể, ra tất cả mọi người ý liệu, Diệp Thần nhưng là cười. Vô cùng khinh thường cười, tựa như Phạm Tuyết Thực mới vừa rồi một phen, đối với hắn mà nói chính là nói dóc vậy. Phạm Tuyết Thực ánh mắt trầm xuống, đang chuẩn bị nghiêm nghị dày, nhưng, đây là, Diệp Thần nhưng là lên tiếng. Hắn nhìn Phạm Tuyết Thực, nhàn nhạt nói, người nói đủ chưa? Tĩnh mịch, toàn bộ thiên tri đỉnh tựa như cũng lâm vào tĩnh mịch. Diệp Thần lại là đối với Phạm Tuyết Thực hỏi ra lời như vậy. Cái này, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích à. Có thể, theo để cho bọn họ thần kinh nổ tung phải, cái này còn chỉ là một bắt đầu. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, để cho ngươi nói hai câu, ngươi còn ghiền. Thật lấy vì mình y đạo thông thần liền đúng không? Tuyết nữ thần y, ta nghĩ ngươi nhất định rất đẹp chứ. Đã như vậy, nếu không ngươi cầm mặt nạ tháo xuống để cho mọi người xem. Phạm Tuyết Thực nghe vậy, trong mắt rõ ràng run rẩy một tí, Diệp Thần nói đến nàng chỗ đau, nàng cả người hơi thở một thịnh, trong mắt là vô cùng lửa giận, nhưng vào lúc này, Diệp Thần nhưng là lần nữa mở miệng nói, làm sao, bị đả kích. Ta đây thật là tò mò, truyền thuyết này bên trong hóa âm tà thể sẽ là như thế nào một loại dung mạo. Diệp Thần những lời này, liền giống như là một chậu nước lạnh, ngay tức thì tạt vào liền Phạm Tuyết Thực đỉnh đầu, nàng khó có thể tin nhìn Diệp Thần, gần như nghẹt thở liền mở miệng nói, ngươi. Ngươi là làm sao biết? Nàng có hóa âm tà thể chuyện, cho tới bây giờ chưa nói với người bất kỳ à? Diệp Thần cười lạnh nói, biết ngươi có hóa âm tà thể, rất khó sao? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, đừng quá cầm mình coi ra gì, liền hóa âm tà thể đối với ngươi dung mạo ảnh hưởng đều không cách nào khôi phục, vậy không biết xấu hổ ở ta trước mặt chỉ điểm giang sơn. Thật lòng nói cho ngươi, ngươi cái này hóa âm tà thể ảnh hưởng, ta có thể vì ngươi giải quyết. Chả ngươi diện mạo như trước, nhưng, ngươi thái độ làm cho ta khó chịu, cho nên, thật đáng tiếc, ta sẽ không vì ngươi ra tay. Còn nữa, Tuyết nữ thần y, ở ta trong mắt, ngươi thật không coi vào đâu. Phạm Tuyết Thực thái độ thật là làm hắn kẻ ác, một bộ ưu việt vô cùng, đem mình làm người trên người hình dáng, vốn là lười để ý, có thể, Phạm Tuyết Thực lại vẫn dẫm lên mặt mũi. Mình tìm mắng, vậy không có biện pháp. Còn như Phạm Tuyết Thực thể chất. Đồng dạng là tiểu hắc nói cho hắn, tiểu hắc giống vậy có thể hấp thu trong cơ thể dư thừa âm tà lực, nhưng không có quá nhiều hứng thú, hiển nhiên, cái này âm tà lực không có bách thải thanh tủy cổ sinh mạng căn nguyên hấp dẫn hắn. Tiểu hắc lần này tỉnh lại nhiều rất nhiều kiến thức, đặc biệt, là liên quan tới tất cả loại huyết mạch, thể chất, so với sóc lão và huyền hàn ngọc, cũng phải rõ ràng rất nhiều. Phạm Tuyết Thực, giờ phút này nhưng là hoàn toàn thừa ra, vốn là tuyết nữ thần y. Giờ phút này thật biến thành một pho tượng đá vậy, không nhúc nhích đứng tại chỗ, nói đều không nói ra được. Nguyên bản nàng là muốn dạy bảo Diệp Thần một phen, có thể, hiện tại nhưng ngược lại bị Diệp Thần dạy dỗ. Hơn nữa, nàng còn không có biện pháp phản bác. Liền nàng cũng không khỏi không thừa nhận, Diệp Thần một mắt nhìn thấu nàng chỗ mấu chốt, thủ đoạn này để cho nàng kinh ngạc. Hiện tại, Phạm Tuyết Thực cũng không cách nào khẳng định Diệp Thần rốt cuộc có hay không bản lãnh thật sự. Mà Ninh Xích Âm cũng là rung động, chỉ là xem Phạm Tuyết Thực phản ứng, nàng là có thể đoán ra đại khái, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng thay đổi được kinh nghi không chừng.
Nếu như nói nguyên bản, Diệp Thần ở nàng trong lòng 100% là tên lường gạt mà nói, hiện tại chính là 90%. Đừng xem nhẹ, cái này là 10% à. Cái này là 10%, nhưng mà có thể cứu sống Ninh Thải Hà cơ hội. Liền nàng đều bắt đầu có chút lộ vẻ do dự. Mà ngay lúc này, phốc thông một tiếng, Ninh Thải Hà quỳ xuống ở Ninh Xích Âm trước mặt, vô cùng nghiêm túc nói, tỷ tỷ, ta cho tới bây giờ không có cầu qua ngươi chuyện gì, lần này, ta cầu ngươi để cho Diệp Thần là ta ra tay. Ninh Xích Âm thấy vậy, há miệng một cái, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng, lại trở thành khẽ than một tiếng, nàng gật đầu một cái, không nói gì. Nàng không cách nào cự tuyệt. Nàng rất rõ ràng, Ninh Thải Hà nhiều năm qua như vậy sống được có bao nhiêu khổ cực, không chỉ có không lúc nào bị chiếm đoạt sức sống, cùng Bách Thải Thanh Tủy cổ cạnh tranh trước, còn muốn chịu đựng tất cả loại chữa trị, cùng với tẩy tủy đổi máu, loại đau khổ này gọi là hành hạ cũng không quá đáng. Nhưng, Ninh Thải Hà, cho tới bây giờ không có than phiền qua một câu. Có thể, ngày hôm nay, như vậy một cô thiếu nữ, nàng muội muội nhưng đối với nàng quỳ xuống, đối với nàng khẩn cầu, nàng không nhẫn tâm cự tuyệt, thật không nhẫn tâm. Chỉ có thể đáp ứng. Ninh Thải Hà mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ vui mừng, vô cùng vui vẻ nhìn Diệp Thần một mắt, sau đó lại là đối với Ninh Xích Âm nói, tỷ tỷ, lựa chọn tiếp nhận chữa trị, hoàn toàn là chính ta quyết định, nếu như, Diệp Thần thất bại, hy vọng, người không nên làm khó hắn. Ninh Xích Âm mặt đẹp ảm đạm một phần, nhưng, vẫn là trầm mặc trước gật đầu. Nếu như nói, trên cái thế giới này có ai có thể để cho nàng thật đang cúi đầu mà nói, chính là mình cô em gái này. Ninh Thải Hà càng vui vẻ, cười nói, vậy, tỷ tỷ thay ta tháo ra cấm chế đi. Ninh Xích Âm nghe vậy hít sâu một hơi, mặt không thay đổi nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần gật đầu một cái. Một khắc sau, Ninh Xích Âm cả người linh lực vừa chuyển, thiên địa biến sắc, một đạo vô cùng là chói mắt linh quang ở hắn chỉ trưởng gian tách thả ra, biến thành một đạo phù văn kia chớp mắt liền ngay tức thì khắc ở Ninh Thải Hà nơi ngực. Ninh Thải Hà trên ngực xuất hiện một vô cùng là phức tạp trận pháp, nhìn qua lại là chừng hơn ngàn đạo trận pháp tương hợp. Trận pháp này ở Ninh Xích Âm thao túng dưới, không ngừng xoay tròn, từng tầng một chia lìa, phá giải, mỗi một tầng cũng muốn cởi bỏ hơn ngàn cái trạm kiểm soát, cho dù lấy Ninh Xích Âm thực lực, trong mắt cũng là hiện lên vô cùng là ngưng trọng thần sắc, trên trán rịn ra tầng mồ hôi mịn. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, có thể tạm thời ngăn cản xanh tủy cổ lớn lên cấm chế, quả nhiên không giống bình thường. Không lâu lắm, vậy cấm chế cuối cùng một tầng, rốt cuộc vậy biến thành hư không tiêu tán. Hoàn toàn phá giải. Cùng lúc đó, Ninh Thải Hà cả người run rẩy một tí, một đạo màu xanh đường vân ngay tức thì trải rộng nàng toàn thân, đồng thời, cặp mắt bên trong toát ra vô cùng hoa mỹ ánh sáng, phảng phất trăm thải hội tụ. Có thể, tia sáng này nhưng là chí mạng. Cơ hồ là nháy mắt tới giữa, Ninh Thải Hà liền phát ra một tiếng vô cùng thống khổ kêu thảm thiết, cả người đều không ngừng nhăn nhó, máu tươi, vô cùng máu tươi, từ trong cơ thể xông ra, nhìn như, thê thảm, vô cùng kinh khủng. Thải Hà. Ninh Xích Âm thấy một màn này, hốc mắt đều phải vỡ vụn, phát ra một tiếng vô cùng là không đành lòng hô to. Vậy Bách Thải Thanh Tủy Cổ phát tác. Hắn phát tác lúc lại là quỷ dị như vậy. Ngay tại lúc này, Diệp Thần chợt thân hình động một cái, đem Ninh Thải Hà dùng sức ôm ở trong ngực, hắn trong mắt tinh quang cuồng tránh ám thầm hô lên, tiểu hắc, động thủ. Nháy mắt tức thì, một hồi tản ra bất tường hơi thở màu đen kiêu căng ngay tức thì ở Diệp Thần bề mặt phun trào, một đạo cổ quái màu đen dấu vết cũng là xuất hiện ở nơi mi tâm của hắn, mà màu đen kia kiêu căng, ngay tức thì biến thành từng đạo xúc tu vậy tồn tại, một cái co rúc liền chui vào Ninh Thải Hà thân thể mềm mại bên trong. Đây là, Ninh Thải Hà ngược lại không hét thảm, cũng không phải là nói, nàng thống khổ hóa giải, mà là, kêu không được à. Miệng của nàng ba, giờ phút này đang bị một đạo to lớn hỗn độn khí diễm, trận được nghiêm nghiêm thật thật. Mọi người thấy một màn này đều có chút ngu. Cái này Diệp Thần đang làm gì đó? Vốn cho là Diệp Thần nói như vậy nhiều huynh hoang, sẽ thi triển cái gì thông thiên y thuật, coi như cái này. Dùng cái này xúc tu, chui vào thiếu nữ thân thể mềm mại bên trong, chính là chữa trị. Là đang nói đùa chứ? Đừng nói trị liệu, hình ảnh này nhìn như thậm chí có điểm. Không cách nào hình dạng. Ninh Xích Âm thấy một màn này, là vừa vội vừa tức, muốn nổi điên.
nếu như không phải là đáp ứng Ninh Thải Hà, nàng hiện tại cũng không nhịn được phải đem Diệp Thần trực tiếp nghiền thành bột liền à. Ninh Sích Âm lập tức quay đầu nhìn về phía Phạm Tuyết Thược nói, thần y, mời ngươi ra tay, mau cứu Thải Hà. Nàng không cách nào lại nhìn thấy, muội muội mình chịu khổ. Tẩy tủy đổi máu, loại đau này, đối với vậy võ giả mà nói, so chết còn khó chịu hơn, có thể, Ninh Thải Hà không có đã phát ra một chút thanh âm, có thể hiện tại nhưng là kêu thảm thiết à. Có thể tưởng tượng được, nàng lúc này có bao nhiêu thống khổ. Mà Diệp Thần cái loại này chữa trị. Ở nàng trong mắt đơn giản là ở làm bậy, thậm chí, đang chơi làm Ninh Thải Hà à. Có thể, Phạm Tuyết Thực nhưng là khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, ánh mắt ảm đạm nói, bách thải thanh tủy cổ một khi trưởng thành, bùng nổ, không người nào có thể nghịch chuyển, thần tới cũng không được, hiện tại, tối đa chỉ có thể đem cái này bách thải thanh tủy cổ chu diệt, nhưng, bất luận vì sao loại thủ đoạn, giết xanh tủy cổ đồng thời, Thải Hà, cũng sẽ chết. Nàng nhìn Diệp Thần là thất vọng. Nguyên bản Diệp Thần nói ra nàng bí mật, nàng đối với Diệp Thần còn có một phần mong đợi, có thể bây giờ nhìn lại, Diệp Thần quả nhiên không có thật tài thực liệu. Ninh Sích Âm nghe vậy, lập tức rớt ở trên mặt đất, liền đứng khí lực cũng không có, trong mắt hoàn toàn không có ánh sáng mang, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Diệp Thần cặp mắt, giờ phút này đã biến thành một phiến đen nhánh, nhìn như giống như không có mắt như nhau, mà ở trong cơ thể hắn tiểu hắc nhưng là đang không ngừng gào thét. Tựa hồ đang cùng thứ gì phát sinh kịch liệt chiến đấu. Bỗng nhiên, Ninh Sích Âm đứng lên, cổ tay nàng lộn một cái, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, một chuôi vô cùng là sắc bén kiếm, nàng ngưng mắt nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói, buông ra Thải Hà. Giờ phút này, Diệp Thần cũng là đem hết toàn lực, cả người linh lực điên cuồng tràn vào tiểu hắc trong cơ thể, hắn vô cùng là khó khăn quay đầu, nhìn về phía Ninh Sích Âm nói, người muốn làm gì? Ninh Sích Âm trên gương mặt hiện lên vô cùng bi thống thần sắc nói, để cho ta cho Thải Hà một thống khoái, đây là ta cuối cùng có thể là nàng làm. Vừa nói, nàng giọng bỗng nhiên lạnh lùng xuống nói, ta chỉ nói một lần, buông ra Thải Hà, nếu không, liền ngươi ta cũng cùng nhau giết. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt nhưng là bộc phát vẻ tức giận, gân xanh trên trán cũng lộ ra rồi, hắn hướng về phía Ninh Sích Âm gào thét nói, ngươi cho ta cút. Đám người nghe vậy đều là sửng sốt một chút. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần là chữa trị thất bại, thà để cho Ninh Thải Hà thống khổ, ngược lại không như, hiện tại do Ninh Sích Âm tự tay là hắn chấm dứt. Hơn nữa, nhìn như, Ninh Sích Âm là thật không dự định truy cứu Diệp Thần, đối với Diệp Thần tới nói không có gì chỗ xấu, có thể, Diệp Thần tại sao nổi cơn thịnh nộ. Thời khắc này Diệp Thần, thậm chí so Ninh Sích Âm còn muốn tức giận à. Liền liền Ninh Sích Âm cũng là sững sờ, không hiểu, bởi vì, nàng nhìn ra được. Diệp Thần không phải là giả bộ, là thật tức giận. Diệp Thần chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, giống như là một đầu tức giận mãnh hổ vậy, quát lên, người biết, Thải Hà lúc này, còn ở đem hết toàn lực vùng vẫy, đem hết toàn lực cầu sinh sao. Cho dù đau khổ đi nữa, cũng không có buông tha. Có thể ngươi đâu, ha ha, lại muốn kết thúc nàng thống khổ, cười chết người. Kết thúc thống khổ, Ninh Sích Âm, muội muội ngươi đau khổ đi nữa, nàng vậy sẽ không chọn tử vong. Ngươi luôn mồm cũng là vì ngươi muội muội tốt, nhưng nếu như ta không có đoán sai, ngươi muội muội ghét nhất chính là như vậy chủ động buông tha sinh mạng người đi. Ninh Sích Âm nghe vậy, giống như bị một tiếng sấm đánh trúng vậy, cặp mắt đăm đăm nhìn Diệp Thần không nói ra lời, bởi vì Diệp Thần nói đều là đúng, mình đang suy nghĩ gì? Thải Hà còn đang kiên trì, có thể nàng lại muốn đích thân cướp đi, để cho Thải Hà chiến đấu tiếp cơ hội. Ninh Sích Âm hít sâu một hơi, đem trường kiếm trong tay thu hồi, nhìn Diệp Thần một mắt, không có nói gì, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Nhìn dáng dấp, là hoàn toàn không dự định quấy nhiễu Diệp Thần. Cho dù Ninh Thải Hà thật muốn vô cùng là thống khổ chết đi, nàng vậy sẽ tôn trọng Ninh Thải Hà lựa chọn. Diệp Thần cắn răng, nhìn Ninh Thải Hà, gầm nhẹ nói, ta đã đáp ứng muốn cứu ngươi, liền tuyệt sẽ không để cho ngươi chết. Nguyên bản, tiểu hắc hàng phục cái này bách thải thanh tủy cổ. Là khá là ung dung chuyện, nhưng, ra một cái ngoài ý muốn. Đó chính là, bọn họ bỏ quên cái này bách thải thanh tủy cổ bị áp chế thời gian quá dài. Trong đoạn thời gian này, bách thải thanh tủy cổ không cách nào trưởng thành, nhưng, cũng không có nhàn rỗi, nó lại là đang không ngừng dần dần cường hóa tự thân. Hôm nay cái này bách thải thanh tủy cổ, xa so vậy thời kỳ trưởng thành bách thải thanh tủy cổ mạnh hơn. Trên thực tế, nếu không phải Diệp Thần ra tay,
lại còn một tháng thời gian, thậm chí cũng không cần một năm, Bách Thải Thanh Tủy Cổ thì sẽ hoàn toàn xông phá vậy cấm chế, giết Ninh Thải Hà. Diệp Thần trong mắt ngoan sắc chớp mắt, cả người linh lực không muốn sống xông ra, thậm chí, liền huyền linh lực cũng vận dụng. Âm một tiếng, hắn quanh thân màu đen kiêu căng, bỗng nhiên một thịnh, màu đen kia kiêu căng biến thành xúc tu, cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất, khuấy động tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần khuấy động, trên thực tế đều là chui vào Ninh Thải Hà trong cơ thể, theo Ninh Thải Hà kinh mạch, đối với vậy Bách Thải Thanh Tủy Cổ một lần công kích. Diệp Thần hiện tại chính là ở điên cuồng công kích trước vậy Bách Thải Thanh Tủy Cổ, nhưng, không phải thân thể, mà là trực tiếp công kích nó sinh mạng căn nguyên, cũng chỉ có Tiểu Hắc có thể làm được loại chuyện này. Diệp Thần sau lưng, giờ phút này cũng là hiện lên một đạo mơ hồ đại ma ảnh, mơ hồ cho người một loại cực kỳ kinh khủng cảm giác. Ở Diệp Thần liều mạng dưới, Ninh Thải Hà vùng vẫy, rốt cuộc giảm yếu xuống, Ninh Xích Âm thấy vậy vui mừng, chẳng lẽ Ninh Thải Hà thật được cứu rồi. Giờ phút này, Diệp Thần trong mắt hắc quang lớn thả, cả người dùng sức ôm chặt lấy Ninh Thải Hà, cơ hồ muốn đem nàng thân thể mềm mại cho chen bể. Mà hắn cả người trên dưới, cũng là đồng thời toát ra màu đen kiêu căng, tràn vào Ninh Thải Hà trong cơ thể, điên cuồng đánh thẳng vào vậy Bách Thải Thanh Tủy Cổ. Rốt cuộc, mơ hồ tới giữa, vậy núp ở Ninh Thải Hà xương tủy bên trong Bách Thải Thanh Tủy Cổ phát ra một tiếng vô cùng là không cam lòng kêu gào, mắt thấy, nó thì phải trở thành người thắng. Nhưng vào lúc này, nhưng là phải bị Diệp Thần hủy diệt à. Càng mấu chốt chính là, giờ phút này, nó sinh mạng căn nguyên, duy trì tồn tại căn bản nhất lực lượng, đã cơ hồ bị cướp đoạt không còn một mống, nhưng còn lưu tồn từng tia. Mà thân thể không có bị tổn thương chút nào, còn sống, có thể nó trạng thái bây giờ, đừng nói là chiếm đoạt Ninh Thải Hà, rất có thể ngược lại sẽ bị Ninh Thải Hà chiếm đoạt. Ngay tại lúc này, vậy Bách Thải Thanh Tủy Cổ đối với đậu xanh mắt bên trong, bỗng nhiên bạo phát ra hòa mi ánh sáng, màu xanh trùng thân thể bên trên, lại là thanh mang bạo tránh, hiển nhiên, nó cũng muốn làm liều chết đánh cuộc một lần. Nháy mắt tới giữa, Diệp Thần con ngươi chợt co rúm một cái, rồi sau đó nhẹ thở một hơi nói, thành công. Hắn chậm rãi buông ra trong ngực Ninh Thải Hà, những cái kia màu đen xúc tu vậy tiêu tán. Mà nguyên bản, không ngừng gào thảm Ninh Thải Hà, giờ phút này nhưng là chậm rãi mở hai mắt ra. Đám người, mỗi một người đều là há hốc miệng ba khó có thể tin. Diệp Thần lại thật làm được. Mà Ninh Xích Âm cũng là hơi sững sờ, theo sau chính là mặt đầy vẻ mừng rỡ như điên đứng lên. Phạm Tuyết Thược cũng là bưng kín miệng mình không để cho mình kinh hô lên. Có thể, không cùng đám người cao hứng, hoan hô, Ninh Thải Hà sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi, cuồn cuộn màu xanh ở hắn dưới da phun trào, hô hấp của nàng ngay tức thì một ngừng. Rồi sau đó, thân thể mềm mại mềm nhũn buông mình ngã xuống Diệp Thần trong ngực. Hiện trường, một phiến tĩnh mịch. Đây là thế nào? Rất nhanh, thì có người ánh mắt chớp mắt, thấp giọng mở miệng nói, cô gái này. Thật giống như không có khí tức. Đám người nghe vậy, đều là thần sắc biến đổi, ngay sau đó, hướng Ninh Thải Hà nhìn. Quả nhiên, thời khắc này Ninh Thải Hà giống như là một cổ thi thể vậy, một chút sức sống cũng không có à. Ninh Thải Hà. Cuối cùng lại vẫn phải chết. Mới vừa rồi chẳng lẽ chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Nguyên bản còn mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên Ninh Xích Âm nụ cười ngay tức thì đọng lại, óc ông một tiếng, cảm giác, ngày nay muốn sập xuống à. Liền liền Diệp Thần cũng là cho mày, nhìn trong ngực Ninh Thải Hà, ánh mắt cuồng tránh. Tại sao có thể như vậy? Ở nó cảm giác bên trong, Tiểu Hắc rõ ràng chiến thắng Bách Thải Thanh Tủy Cổ mới đúng a. Trong chốc lát, Diệp Thần hô hấp vậy có chút dồn dập. Chẳng lẽ, cho dù là Tiểu Hắc thủ đoạn giết Bách Thải Thanh Tủy Cổ sau đó, Ninh Thải Hà vẫn là được chết? Vẫn là, Bách Thải Thanh Tủy Cổ ở sau cùng phản công bên trong, cuối cùng là lấy đi Ninh Thải Hà tánh mạng. Hắn vậy không hiểu. Phạm Tuyết Thược lắc đầu một cái, xem ra, quả nhiên không tồn tại cái gì kỳ tích. Diệp Thần quay đầu lại, hay là hại chết Ninh Thải Hà? Giờ phút này, Diệp Thần cắn răng một cái, chợt cắn bể ngón tay mình, liền muốn cho Ninh Thải Hà này máu, thử một chút mình máu tươi, có thể hay không đem Ninh Thải Hà cứu lại được, dưới mắt, cũng chỉ có đem hy vọng gửi nhờ với mình máu tươi bên trên. Hắn máu tươi rất thần kỳ. Có thể, ngay tại lúc này, Ninh Thải Hà thân thể nhưng là chợt co rút một tí, tim nàng đột nhiên bắt đầu nhảy động, nặng nề hít một hơi. Một khắc sau, Ninh Thải Hà cặp mắt lần nữa mở ra. Cùng lúc đó,
Ninh Thải Hà trong cơ thể bạo phát ra vô cùng là sinh cơ cường đại. Thân thể mềm mại trên tổn thương, cũng là thật nhanh khôi phục, cả người giống như là lột xác liền vậy. Liên Diệp Thần thấy một màn này đều có chút ngây ngẩn. Ninh Thải Hà chớp chớp mắt to, ngay sau đó, mặt đẹp đỏ bừng hướng về phía Diệp Thần hỏi, Diệp. Diệp Thần, người muốn làm gì? Giờ phút này, Diệp Thần động tác vô cùng là mập mờ, hắn ôm thật chặt Ninh Thải Hà, ngón tay đưa về phía môi của nàng bên, dường như muốn cắm vào nàng đôi môi bên trong vậy. Mà mọi người chung quanh chính là một hồi tĩnh mịch, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ninh Thải Hà, cho đến mấy cái hô hấp sau đó, lại cũng không có phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ mới rốt cục xác định, Ninh Thải Hà thật sống lại à. Trong chốc lát, vậy một đám võ giả nhìn Diệp Thần, thật là giống như là đang nhìn thần vậy. Không chỉ có ở võ đạo, có thiên phú nghịch thiên, thậm chí, liền Phạm Tuyết Thực cũng không cứu sống người, Diệp Thần lại có thể cứu sống. Đây sẽ không là đang nói đùa chứ. Thiên hạ lại có như vậy không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Diệp Thần có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, buông ra Ninh Thải Hà hỏi, Thải Hà, mới vừa ngươi tại sao đột nhiên giống như là chết vậy? Ninh Thải Hà trầm tư chốc lát nói, cần phải là của ta thân thể đang hấp thu bách thải thanh tủy cổ huyết mạch, là huyết mạch dung hợp lúc chết giả hiện tượng. Hôm nay, ta thể chất đã hoàn toàn từ bách thải thanh tủy cổ thể, lên cấp vì trăm thải xanh tủy thể. Vừa nói, nàng mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ hưng phấn nói, ở ta cảm giác bên trong, cái này trăm thải xanh tủy thể rất cường đại, thậm chí, đã vượt qua vực ngoại huyết mạch trình độ cao nhất. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, căn cứ Tiểu Hắc nói, cái này trăm thải xanh tủy thể quả thật mạnh mẽ, mặc dù Ninh Thải Hà ăn rất nhiều đắng, nhưng, hiện tại cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nói thật, Ninh Thải Hà trăm thải xanh tủy huyết mạch đã đạt đến có thể làm cho hắn kích thích luân hồi huyết mạch tiêu chuẩn, nhưng, Diệp Thần tự nhiên không sẽ vì đạt được huyết mạch này giết Ninh Thải Hà, hắn không phải loại người như vậy, bất quá, vậy như vậy có thể gặp, thể chất này cường đại bao nhiêu. Đây là, Ninh Xích Âm vậy cuối cùng từ cực độ khiếp sợ bên trong, khôi phục thanh tỉnh, nàng mặt đầy vẻ mừng rỡ như điên vào tới Ninh Thải Hà trước mặt, đối với Ninh Thải Hà hỏi, Thải Hà, người thật không sao chứ? Ninh Thải Hà cười nói, tỷ tỷ, ta không chỉ có không sao, hơn nữa, nhân họa đắc phúc. Ta cảm thấy muốn không được bao lâu, có lẽ ta liền có thể đột phá. Ninh Xích Âm cười, giống như một đứa nhỏ vậy cười. Mà Phạm Tuyết Thược cũng là thừa ra, nhìn Diệp Thần lần nữa biến thành tượng đá vậy, giờ phút này, nàng đầu óc bên trong không ngừng vang trở lại một câu nói, đó chính là. Thật lòng nói cho ngươi, ngươi cái này hóa âm tà thể ảnh hưởng, ta có thể vì ngươi giải quyết, trả ngươi diện mạo như trước, nhưng, ngươi thái độ làm cho ta khó chịu. Cho nên, thật đáng tiếc, ta sẽ không vì ngươi ra tay. Chính là Diệp Thần mới vừa đối với nàng nói câu nói kia à. Giờ phút này, Phạm Tuyết Thược trong lòng là hối hận. Trên thực tế, nàng ban đầu bước vào y đạo, vì chính là tự cứu. Hóa âm tà thể coi như mạnh mẽ, nhưng cũng là một loại rất có thể sẽ muốn chủ tánh mạng người thể chất. Có thể, Phạm gia là nàng lần tìm danh y đều không cách nào hóa giải. Cho nên, Phạm Tuyết Thược cần tự cứu. Cuối cùng, nàng có thể nói là thành công, cũng có thể nói thất bại. Bởi vì, mệnh giữ được, có thể bởi vì hóa âm tà thể, nàng nhưng mất đi vốn là dung mạo. Đây đối với nam tử mà nói có thể không coi vào đâu, nhưng, đối với cô gái mà nói nhưng là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chuyện à. Bất kỳ người phụ nữ đều là thích đẹp, trong trẻo lạnh lùng như Phạm Tuyết Thược cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là ở hắn nguyên bản dung mạo có thể nói tuyệt thế dưới tình huống. Nàng cũng không muốn mang mặt nạ, qua một đời người. Ngay tại lúc này, thiên tri đỉnh bên trong bỗng nhiên vang lên từng tiếng kêu lên. Tất cả người, đều là trong mắt điên cuồng run rẩy, óc đều phải sôi trào nhìn trước mắt một màn. Một màn này, bọn họ 10 đời sợ rằng cũng sẽ không quên. Chỉ gặp, giờ phút này Ninh Xích Âm lại là trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Hơn nữa, quỳ vô cùng thành khẩn. Ninh Xích Âm là ai? Là bị gọi là Tu La Tuyệt Sát Thiên Nhân vực siêu cấp cường giả à? Hiện tại, lại là cho một cái hơn 20 tuổi, càn khôn cảnh người tuổi trẻ, quỳ xuống. Không cách nào tưởng tượng bên trong không cách nào tưởng tượng. Ninh Xích Âm nhìn Diệp Thần, vô cùng là áy náy mở miệng nói, Diệp Thần, thật xin lỗi, nếu như không phải là ngươi, Thải Hà đã chết. Cảm ơn ngươi. Cứu Thải Hà một mạng, Thải Hà mệnh, chính là mạng ta, cái mạng này là ta thiếu ngươi.
Nàng không chỉ là vì Diệp Thần chữa hết Ninh Thải Hà cảm ơn Diệp Thần, cũng là bởi vì là Diệp Thần mới vừa ngăn cản nàng ngu xuẩn cử động. Nếu không, nàng chính là tự tay giết muội muội mình, cái này ở trên thế giới thân nhân duy nhất à. Diệp Thần ánh mắt lóe lên nói, đứng lên đi. Ninh Xích Âm người này mặc dù điên cuồng, nóng nảy một ít, nhưng quả thật trước sau như một, không làm bộ, không giả, cái loại này tính cách, là Diệp Thần thưởng thức. Ninh Xích Âm đứng lên, theo vung tay lên, một đạo linh quang rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, vậy linh quang chính là Thiên Âm Thần Loa. Ninh Xích Âm nói, đi về sau, bất luận tình huống gì, ta sẽ vì ngươi ra tay một lần. Mọi người hô hấp lần nữa ngưng. Để cho Ninh Xích Âm ra tay một lần cơ hội. Cái này so bảo vật gì đều trọng yếu à. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, đem cái này Thiên Âm Thần Loa thu vào. Ninh Xích Âm đột nhiên mở miệng nói, Diệp Thần, người hiện tại hẳn còn không có gia nhập thiên điện chứ. Không bằng, tới ta Bắc Lăng thiên điện, như thế nào? Mặc dù, ta không phải ngũ đế hoàng tộc, nhưng, ở trên trời điện bên trong coi như là có chút quyền lực, ta có thể để cho ngươi không cần đi qua trăm năm khảo hạch, liền gia nhập thiên điện bên trong. Nàng ánh mắt có chút lửa nóng. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần như vậy trình độ cao nhất thiên tài, nếu là có thể gia nhập Bắc Lăng thiên điện, như vậy, là cả Bắc Lăng thiên điện lớn nhất từ trước tới nay cơ hội chứ. Ninh Xích Âm mình chính là một cái trình độ cao nhất yêu nghiệt, 10.000 tuổi liền có thể có hôm nay thành tựu, vậy gọi là khoáng cổ tuyệt kim, chấn động tủng vạn thế. Cho nên, nàng rất tin tưởng mình ánh mắt, nàng biết, so với Diệp Thần, mình thành tựu thậm chí không coi vào đâu. Hơn nữa, Ninh Xích Âm lặng lẽ nhìn lướt qua mặt đẹp đỏ bừng, cúi đầu, siết chặt hai tay Ninh Thải Hà, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, mình cô em gái này sợ rằng đã bị Diệp Thần mê được gắt gao chứ. Coi như không là Bắc Lăng thiên điện không để cân nhắc, cũng phải là muội muội suốt đời hạnh phúc cân nhắc, nàng rất rõ ràng, các nàng hai chị em gái, đều là như vậy coi trọng một người đàn ông, liền trên căn bản không thể nào thay đổi tính cách, nếu như, Ninh Thải Hà không thể và Diệp Thần ở chung với nhau, phỏng đoán chỉ có thể cô độc nhất sinh. Nhưng vào lúc này, Nam Tiêu Ly nhưng là lập tức chắn Diệp Thần trước người, nhìn về phía Ninh Xích Âm nói, cái này không thể được, Diệp Thần đã là ta Nam Tiêu thiên điện người. Kia cũng sẽ không đi. Nàng mới sẽ không để cho Diệp Thần, bị người khác cướp đi đâu. Ninh Xích Âm ánh mắt chớp mắt nói, ngươi là Nam Tiêu Ly. Nam Tiêu nghe tiếng con gái. Người khác không nhận biết Nam Tiêu Ly, lấy Ninh Xích Âm thân phận, tự nhiên sẽ không nhận biết. Nam Tiêu Ly có chút ngạo nghễ gật đầu nói, không tệ. Ninh Xích Âm có chút bất ngờ, Diệp Thần lại liền Nam Tiêu thiên điện đế quân con gái cũng hấp dẫn. Bất quá. Cân nhắc đến hắn thiên phú cùng tánh tình, Ninh Xích Âm cũng có chút có thể hiểu. Ưu tú người đàn ông, tới chỗ nào đều là tiêu điểm, đặc biệt là đối với những cái kia ưu tú cô gái mà nói. Giờ phút này, Ninh Xích Âm nghe vậy nhưng là mỉm cười nói, Nam Tiêu Ly, ngươi có biết, ngươi nói đã là Nam Tiêu thiên điện người, ý vị như thế nào? Ngươi mặc dù là ngũ đế hoàng tộc, có thể cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện sẽ để cho người gia nhập thiên điện, trừ phi. Ngươi và Diệp Thần, cộng kết liền cành, ngươi là đã làm xong cái này chuẩn bị sao? Nam Tiêu Ly nghe vậy, mặt đẹp lập tức liền đỏ phải cùng trái táo vậy, nàng há miệng một cái, nhưng chỉ có thể lắp bắp nói cái này, ngươi. Cuối cùng, mới biệt xuất liền một câu, không cần ngươi lo. Dù sao, hắn chính là Nam Tiêu thiên điện người. Phản ứng này, không khỏi chọc cười được mọi người chung quanh, phá lên cười, Nam Tiêu Ly nhìn như có chút trong trẻo lạnh lùng. Trên thực tế tính cách lại để cho người cảm thấy rất đáng yêu. Ninh Xích Âm mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ giảo hoạt vẻ nói, nếu ngươi còn không có cùng Diệp Thần cộng kết liền cành, như vậy, hắn liền còn không phải là các ngươi Nam Tiêu thiên điện người, ta liền như cũ có mời chào hắn cơ hội. Vừa nói, nàng nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi cân nhắc thế nào? Muốn gia nhập Bắc Lăng thiên điện sao? Trong chốc lát, Nam Tiêu Ly và Ninh Thải Hà cũng vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Thần. Bọn hắn tim đập, thật nhanh ra tốc. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, nhưng là đối với Ninh Xích Âm mỉm cười nói, đa tạ Ninh tiền bối thưởng thức, bất quá, ta quyết định cùng Ly Nhi gia nhập Nam Tiêu thiên điện. Hắn dẫu sao là trước biết Nam Tiêu Ly, hơn nữa, cùng Nam Tiêu Ly tới giữa cảm tình đã rất sâu, đổ không nhất định nói, là tình yêu nam nữ, chỉ là, Nam Tiêu Ly trong lòng, đã có bằng hữu sức nặng,
cho nên, hắn tự nhiên sẽ không ở đây thời điểm rời đi Nam Tiêu Ly. Nam Tiêu Ly nghe vậy, mặt đẹp bên trên tràn đầy vui mừng, nhưng hết sức khắc chế, làm bộ như nội tâm không có chút nào chập chờn hình dáng, mà Ninh Thải Hà chính là cúi đầu, trên mặt rõ ràng vẻ mất mát. Ninh Xích Âm khẽ thở dài một tiếng, bất quá, cũng không có miễn cưỡng Diệp Thần, mà là có chút bất mãn nói, đừng gọi ta tiền bối, thật giống như ta có nhiều lão tựa như được, sau này, kêu ta Xích Âm tỷ. Diệp Thần nghe vậy cười một tiếng nói, được, Xích Âm tỷ. Đây là, Ninh Xích Âm nhìn về phía Phạm Tuyết Thược nói, Tuyết Thược, người có cái gì sẽ đối Diệp công tử nói sao? Diệp Thần nếu cứu Ninh Thải Hà, thuyết minh, hắn nói không ngoa, có thể làm cho Phạm Tuyết Thược khôi phục dung mạo, đối với Phạm Tuyết Thược, Ninh Xích Âm vẫn là cảm kích trong lòng. Nếu không phải Phạm Tuyết Thược, Ninh Thải Hà căn bản không sống tới hiện tại. Tự nhiên, vậy hy vọng nàng có thể giải quyết cho tới nay trong lòng tiếc nuối. Phạm Tuyết Thược mắt đẹp lóe lên, có chút do dự, cuối cùng, vẫn là không nhịn được mở miệng nói, ngươi. Diệp công tử, ngươi thật có thể để cho ta khôi phục dung mạo. Diệp Thần không có xem nàng. Nhàn nhạt nói, lừa gạt ngươi làm gì, bất quá, ta nói, ngươi mất đi cái này cơ hội. Phạm Tuyết Thược nghe vậy, có chút tịch mịch cúi đầu, nàng không trách Diệp Thần, là mình nhìn mình quá cao, xem thường Diệp Thần như thế đối đãi nàng dễ hiểu. Nhưng, hắn trong lòng có hơn không cam lòng, có thể tưởng tượng được. Đây là, Ninh Thải Hà trần chờ một tí, hay là đối với Diệp Thần mở miệng nói, Diệp Thần. Phạm tỷ tỷ người thật ra thì rất tốt. Chỉ là, nói chuyện tương đối ngạo, nhưng, đại đa số tình huống cũng là vì người bệnh lo nghĩ, cho nên. Diệp Thần nghe vậy, trầm mặc chốc lát, nhìn về phía Phạm Tuyết Thược nói, nếu như, ngươi có thể lấy ra để cho ta hài lòng giá phải trả, ta vậy không phải là không thể thử một lần, nhưng, hiện tại không được. Hôm nay hắn linh lực, đặc biệt là huyền linh lực đều đã tiêu hao được xong hết rồi, mấu chốt nhất là, Tiểu Hắc lấy được bách thải thanh tủy cổ căn nguyên sau đó. Liền tựa hồ lâm vào ngủ say, không cách nào có liên lạc, hẳn là ở tập trung tinh thần luyện hóa vậy bách thải thanh tủy cổ căn nguyên. Phạm Tuyết Thược nghe vậy, có chút kích động gật đầu một cái nói, đây là tự nhiên. Vì khôi phục dung mạo, trả giá cao gì, nàng cũng có thể tiếp nhận. Có lúc, đối với đàn bà mà nói, dung mạo so mệnh còn trọng yếu. Ninh Xích Âm khẽ mỉm cười, như vậy thứ nhất, ngược lại cũng coi là viên mãn kết cục, ngay sau đó. Nàng liền đối với Ninh Thải Hà nói, Thải Hà, ngươi mặc dù dung hợp trăm thải xanh tủy huyết mạch, nhưng, thân thể vẫn là có nơi thiếu hụt, hiện tại, ta trước mang ngươi trở về, điều dưỡng một đoạn thời gian đi. Ninh Thải Hà gật đầu một cái, ngay sau đó, có chút không thôi nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, hy vọng, chúng ta còn có thể gặp mặt lại, nếu như ngươi gia nhập Nam Tiêu Thiên Điện. Ta sẽ thường xuyên, đi cùng ngươi đòi luận võ đạo. Nam Tiêu Ly nghe vậy. Có chút khó chịu nói, thảo luận cái gì võ đạo, các người Bắc Lăng Thiên Điện liền cùng Bắc Lăng Thiên Điện người thảo luận đi. Ninh Thải Hà nghe vậy, tựa hồ có chút sợ Nam Tiêu Ly, lui về phía sau nửa bước. Diệp Thần chính là mỉm cười gật đầu, hắn đối với Ninh Thải Hà vẫn đủ có hảo cảm. Thấy Diệp Thần gật đầu, Ninh Thải Hà mắt đẹp sáng một tí, liền đứng ở Ninh Xích Âm bên người. Nam Tiêu Ly, chính là có chút cáu phẫn hừ một tiếng. Một khắc sau, Ninh Xích Âm liền dẫn Ninh Thải Hà cùng Phạm Tuyết Thược, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao, rời đi cái này thiên chi đỉnh. Diệp Thần nhìn lướt qua bốn phía, ngay sau đó nhìn về phía Nam Tiêu Ly nói, hôm nay, cái này thiên chi đỉnh bên trong võ vương hóa thân, đều bắt đầu thu liễm đạo vận cùng võ ý, tựa hồ muốn lần nữa rơi vào ngủ say, chúng ta ở lại chỗ này, thật giống như cũng không có chuyện có thể làm, chuẩn bị một tí, liền rời đi đi. Có thể. Đây là Nam Tiêu Ly nhưng là lắc đầu nói, chúng ta không rời đi. Không rời đi, Diệp Thần có chút không hiểu nói, tại sao? Nam Tiêu Ly mặt đẹp bên trên, hiện lên lau một cái thần bí vẻ, mỉm cười nói, bởi vì, ta ở nơi này thiên chi đỉnh bên trong có bất trắc phát hiện. Ở ta hiểu võ ý đạo vận lúc đó, từng cùng thần vân võ vương có ngắn ngủi trao đổi, nàng nói cho ta một cái liên quan tới thiên chi đỉnh bí mật. Diệp Thần nghe vậy. Bất kinh thần sắc động một cái nói, tin tức gì? Nam Tiêu Ly nghe vậy, nhưng là quyết liền quyết miệng nói, muốn cho ta nói cho ngươi, ngươi trước hết trả lời ta một cái vấn đề. Vấn đề? Diệp Thần có chút kỳ quái nói, vấn đề gì? Nam Tiêu Ly nghiêm túc nhìn Diệp Thần nói, ngươi nói, ta và Ninh Thải Hà, ai đẹp hơn?
Diệp Thần nghe vậy, khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ cười khổ, xem ra, Nam Tiêu Ly là ghen. Hắn có chút cân nhắc nhìn Nam Tiêu Ly, cố làm vẻ trầm tư. Nam Tiêu Ly thấy vậy có chút xấu hổ nói, ngươi. Ngươi lại, còn muốn lâu như vậy. Diệp Thần cười nói, chọc cười ngươi, thật ra thì, ta đã sớm suy nghĩ xong. Nam Tiêu Ly có chút mong đợi nói, là ai? Nói mau. Diệp Thần hắng giọng một cái nói, đương nhiên là Ninh. Ngươi nói gì sao? Diệp Thần vẫn chưa nói hết, Nam Tiêu Ly liền giống như là một cái nổ mau mèo vậy hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Thần. Không thể không nói, liền Diệp Thần đối mặt Nam Tiêu Ly ánh mắt đều cảm thấy áp lực, hắn vội vàng nói, đương nhiên là ngài xinh đẹp hơn. Hắn ngược lại là không có nói láo, bình tĩnh mà xem xét, Ninh Thải Hà mặc dù cũng là cao cấp dung mạo, nhưng, so với Nam Tiêu Ly còn kém một chút. Nam Tiêu Ly nghe vậy, hừ một tiếng nói, cái này còn kém không nhiều. Diệp Thần hỏi, hiện tại, có thể nói cho ta, tin tức kia rốt cuộc là cái gì chứ? Nam Tiêu Ly nói, Diệp Thần, người có nghe nói qua, sáu cánh thần xa sao? Sáu cánh thần xa. Diệp Thần lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Nam Tiêu Ly nói, cái này sáu cánh thần xa, chính là cuộc sống ở hư không tinh hải bên trong một loại thần vật, cực kỳ hiếm thấy. Cái này sáu cánh thần xa lưng mọc sáu cánh, tánh tình hung mãnh, sau khi trưởng thành, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng, nhất làm võ giả để ý, cũng không phải sáu cánh thần xa thực lực, mà là, cái này sáu cánh thần xa lục căn vi cá, đối với võ giả mà nói chính là chí bảo bên trong chí bảo. Diệp Thần ánh mắt sáng lên nói, chí bảo bên trong chí bảo. Có ý gì? Nam Tiêu Ly nói, Diệp Thần, người biết võ giả bước vào còn chân cảnh hậu kỳ sau đó, tu hành lúc đó, nhất cần chính là cái gì không? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, Huyền Hàn Ngọc đã từng cùng hắn nói qua chuyện này, hắn mở miệng nói, là căn nguyên quy luật. Nam Tiêu Ly cùng gật đầu nói, không tệ, là căn nguyên quy luật, mà ẩn chứa căn nguyên phép tắc năng lượng, được gọi là căn nguyên linh lực. Căn nguyên linh lực, cũng có thể nói, là chư thiên vạn đạo sinh ra căn bản, đạo tinh bên trong hàm chứa một chút yếu ớt căn nguyên linh lực, trong hư không vậy du lịch trước một ít căn nguyên linh lực, nhưng, vậy võ giả dựa vào những thứ này tu luyện, tiến cảnh nhưng là quá chậm. Mà thế gian, có một ít kỳ vật, hàm chứa cực kỳ tinh thuần căn nguyên linh lực, cái này sáu cánh thần xa vi cá, liền là một cái trong số đó, hiện tại, người biết thứ này giá trị chứ? Diệp Thần nghe vậy, mặt hiện vô cùng là vẻ hưng phấn, hỏi, ngươi nói là, vậy sáu cánh thần xa ở nơi này thiên chi đỉnh bên trong? Nam Tiêu Ly, nhưng là lắc đầu nói, không có ở đây. Diệp Thần khẽ cau mày nói, vậy chúng ta tại sao phải ở lại chỗ này? Nam Tiêu Ly cười nói, mặc dù không ở đây, nhưng, ngươi biết cái này thiên chi đỉnh là ở trong hư không phân ly, thỉnh thoảng, sẽ những thứ khác dị không gian giao nhau, mà khi nó hạ xuống lúc đó. Không chỉ là cùng vực ngoại liên thông, có lúc, vậy sẽ cùng tương giao dị không gian liên thông. Mà hôm nay, cái này thiên chi đỉnh liền cùng vậy giữ lại nuôi sáu cánh thần xa dị không gian liên thông. Diệp Thần nghe vậy vui mừng, ngay sau đó, lại là ánh mắt chớp mắt nói, giữ lại nuôi. Cái này sáu cánh thần xa lại là có người nuôi. Nam Tiêu Ly có chút cân nhắc cười nói, nhắc tới, thật đúng là đúng dịp, Diệp Thần. Cái này sáu cánh thần xa là ngươi một cái người quen cũ giữ lại nuôi, hơn nữa, cho đến ngày nay, đã qua mấy trăm ngàn năm, vậy sáu cánh thần xa, vậy từ bị bắt lấy được lúc con non, đến hiện tại sắp trưởng thành. Mà ngươi vị này người quen, chính là Đông Hoàng Thiên Điện Đế Quân, Đông Hoàng Vong Cơ. Chuyện này, là nàng phụ thân nói cho nàng, làm Thần Vân Võ Vương vừa nhắc tới vậy sáu cánh thần xa, Nam Tiêu Ly liền nhớ ra rồi. Diệp Thần nghe vậy, cười. Cười vui vẻ. Ừ, nếu như là những người khác giữ lại nuôi cái này sáu cánh thần xa, hắn có thể còn phải cân nhắc một tí, dẫu sao người khác vất vả nuôi nhiều năm như vậy, cầm một con cá mập nhỏ, nuôi đến trưởng thành, kết quả, sắp thu hoạch vi cá thời điểm, liền cho ngươi đoạt. Cái này có chút không nói được. Có thể, Đông Hoàng Vong Cơ. Ha ha, vậy phải cướp à. Lối trả thù này Đông Hoàng Thiên Điện, còn có chỗ tốt cầm cơ hội, đi nơi nào tìm. Bất quá, Diệp Thần lại là cau mày nói, nếu, cái này sáu cánh thần xa trọng yếu như vậy, Đông Hoàng Thiên Điện không có gì các biện pháp bảo vệ sao? Nam Tiêu Ly nói, tự nhiên là có. Cái này dị không gian, không chỉ có đếm đạo kết giới bảo vệ, hơn nữa, còn có rất nhiều còn chân cảnh cao thủ bảo vệ, vậy dưới tình huống,
chúng ta là căn bản không cơ hội xông vào trong đó, nhưng là... Lần này, hai cái không gian tương liên, ngược lại là cho chúng ta sáng lập cơ hội, không gian tương liên, đả thông một cái lối đi này không biết là không có ai phát hiện, vẫn là nguyên nhân gì, cũng không có người bảo vệ. Diệp Thần nghe vậy vui mừng, nhưng mà, Nam Tiêu Ly thần sắc nhưng là dần dần ngưng trọng nói, bất quá, ta nghe Thần Vân Võ Vương nói, cái này vào miệng sau đó tựa hồ cất giấu nguy hiểm to lớn. Diệp Thần sắc mặt hơi trầm xuống, liền Võ Vương đều nói là nguy hiểm to lớn. Lúc này, hắn mở miệng nói, Ly Nhi, lần này, vẫn là ta một người đi đi. Hắn không muốn để cho Nam Tiêu Ly thân vùi lấp hiểm cảnh. Nam Tiêu Ly nghe vậy, nhưng là không chút do dự lắc đầu nói, hừ, ngươi lấy là ta là như vậy tham sống sợ chết, một gặp phải nguy hiểm, liền vứt bỏ bằng hữu người sao. Ngươi không mang theo ta, ta cũng không cho ngươi chỉ đường. Diệp Thần nghe vậy, cười khổ lắc đầu một cái, con bé này quá tự do phóng khoáng, bất quá, nhìn Nam Tiêu Ly ánh mắt nhưng là bộc phát nhu hòa. Lúc này, hắn liền mở miệng nói, đã như vậy, Ly Nhi, chúng ta cũng nhanh cướp điểm vi cá đi. Nam Tiêu Ly vô cùng hưng phấn nói, không nghĩ tới, tới một lần thiên chi đỉnh, còn có thể gặp phải như thế chuyện thú vị. Dứt lời, Nam Tiêu Ly thân hình động một cái, liền cùng Diệp Thần hướng một cái hướng khác, bay vút đi. Nửa ngày sau, Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly đi tới thiên chi đỉnh biên giới vùng, lúc này, thiên chi đỉnh bên trong vắng ngắt, trên căn bản trừ bọn họ, liền không có người khác, võ vương mộ bên trong đạo vận võ ý vậy cơ hồ toàn bộ thu liễm. Nam Tiêu Ly ánh mắt nhỏ tránh, căn cứ Thần Vân Võ Vương ngày đó chỉ điểm, rất nhanh tìm được một nơi sâu thẳm ẩn núp thung lũng. Hai người bước vào thung lũng bên trong, hướng chỗ sâu đi tới thung lũng chỗ cuối. Nguyên bản, nơi này hẳn là một con đường chết, có thể, giờ phút này xuất hiện ở bọn họ trước mắt, chính là giống như ảo ảnh vậy, lóe lên không chừng cảnh tượng. Vậy ảo ảnh vậy không gian, nhìn qua phảng phất là một tòa vách đá. Mà ở vách đá trước chính là một cái vô cùng là to lớn nứt ra cốc bên trong phảng phất còn quát loại nào đó quỷ dị màu tím đen gió lớn. Nơi đó, chắc hẳn chính là giữ lại nuôi sáu cánh thần xa dị không gian sở tại. Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly nhìn nhau một cái, thân hình động một cái, liền tiến vào vậy ảo ảnh vậy hư ảnh bên trong. Một hồi mãnh liệt không gian ba động dâng lên, một khắc sau hai người bóng người liền từ cái này thiên chi đỉnh bên trong hoàn toàn biến mất. Làm Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một phiến vách đá. Cái này vách đá nhìn như giống như vậy hoa hạ tây bộ đại hạp gốc vậy, mà bọn họ trước mắt vậy đúng là một phiến thung lũng. Một phiến vô cùng là sâu thẳm thung lũng. Nhưng, hấp dẫn Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly chú ý lực cũng không phải vậy thung lũng, mà là, thung lũng bên trong thổi lất phất màu tím đen gió lớn. Diệp Thần khẽ cau mày. Cái này màu tím đen gió lớn, hắn lại là không nhìn thấu. Nhưng gió lớn bên trong nhưng mơ hồ để cho hắn có một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Hắn đối với Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão hỏi, Huyền Tiên Tử, Sóc Lão, các người biết cái này màu tím đen gió lớn là cái gì không? Ra Diệp Thần dự liệu phải, lần này, Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão lại là đồng thời nói, không biết. Cái này hai vị đều là có lai lịch lớn hạng người, liền bọn họ cũng không biết. Huyền Hàn Ngọc nói, vật này rất đặc thù, ta không có gặp qua, hơn nữa, thần niệm lại vậy rất khó phân biệt ra thứ này thuộc tính, bất quá, có một chút có thể khẳng định, chính là vậy màu tím đen gió lớn tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thần, cái này thung lũng bên trong chết qua rất nhiều người, hơn nữa đều là cường giả. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc cũng không khỏi được ngưng trọng. Nam Tiêu Ly nhìn vậy màu tím đen gió lớn, không khỏi cảm thấy một hồi sợ hết hồn hết vía. Nàng ánh mắt nhỏ tránh nói, chẳng lẽ, nơi này chính là truyền thuyết kia bên trong Tử Phong Tử Cốc. Diệp Thần nhìn về phía Nam Tiêu Ly nói, Tử Phong Tử Cốc. Là cái gì? Nam Tiêu Ly nói, nghe nói, mấy chục ngàn năm trước, thiên nhân vực bên trong một cái địa phương nào đó xuất hiện một loại tử hắc cuồng phong. Cái này cuồng phong lai lịch không người biết, nhưng cực kỳ khủng bố, vô số bị vậy gió lớn xâm nhập võ giả, bất luận mạnh yếu, đều chết ở trong đó. Mà vậy xuất hiện cuồng phong thung lũng, vậy biến thành cái gọi là Tử Phong Tử Cốc. Nếu như nơi này, thật chính là vậy đã từng là Tử Phong Tử Cốc mà nói, liền có thể giải thích tại sao không có ai canh giữ. Bởi vì, căn cứ ghi lại, trên lịch sử cho tới bây giờ không có ai thành công xuyên qua cái này Tử Phong Tử Cốc.
Diệp Thần Thần xác động một cái, nếu như mấy chục ngàn năm trước xuất hiện vật, vậy Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc không biết cũng bình thường. Có thể cái này cũng có chút khó làm. Nói thật, cho dù là Diệp Thần vậy không có nắm chắc thành công xuyên qua, cái này màu tím gió lớn cho hắn cảm giác quá quỷ dị. Có thể để cho hắn cứ như vậy buông tha vậy sáu cánh thần xa, buông tha trả thù Đông Hoàng Thiên Điện cơ hội. Hắn không muốn. Ngay tại hai người đứng bất động ở bên vách đá duyên có chút hết đường xoay sở lúc. Diệp Thần đầu óc bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo thần niệm âm, thanh âm kia nghe có chút cổ quái, tựa hồ mang âm trầm kinh khủng hơi thở, nhưng, Diệp Thần nhưng là trong lòng vui mừng nói Tiểu Hắc, ngươi tỉnh. Tiểu Hắc nói, đúng vậy, chủ nhân, ta đã thành công luyện hóa từ Bách Thải Thanh Tủy Cổ nơi đó lấy được sinh mạng căn nguyên lực, cái này Bách Thải Thanh Tủy Cổ lai lịch thật ra thì khá là bất phàm. Sinh mạng căn nguyên đi qua ta luyện hóa sẽ biến thành hai bộ phận, biến thành hỗn độn linh khí, cùng với khai thiên linh khí. Diệp Thần Thần xác động một cái nói, đây là cái gì? Chỉ là nghe tên chữ, hắn cũng biết cái này hai loại năng lượng tuyệt đối vô cùng là bất phàm. Tiểu Hắc nói, hỗn độn linh khí, đối với ta có trọng dụng có thể tăng tốc độ ta trưởng thành, ta càng cường đại, chủ nhân hỗn độn khí diễm, liền càng cường đại. Mà vậy khai thiên linh khí. Chính là chủ nhân chuẩn bị, chủ nhân huyết mạch vô cùng là thích hợp cái này khai thiên linh khí. Diệp Thần vui mừng nói, cái này khai thiên linh khí cụ thể có tác dụng gì? Tiểu Hắc nói, có thể trợ giúp chủ nhân, tạm thời kích hoạt một phần chia luân hồi huyết mạch. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy vô cùng vui mừng. Hắn luân hồi huyết mạch, nếu như kích hoạt, nhưng mà đủ để bộc phát ra vượt qua còn chân cảnh lực lượng à? Cái này khai thiên linh khí tương đương với để cho hắn nhiều một tấm trung cực lá bài tẩy à. Mặc dù, hắn cháy huyền yêu tinh huyết cũng có thể làm được, nhưng, một là hết sức là nguy hiểm, một cái không tốt sẽ chết, hai, quá lãng phí. Huyền yêu tinh huyết, hắn còn trông cậy vào hấp thu đây. Bất quá, Tiểu Hắc rất nhanh liền lần nữa mở miệng nói, chủ nhân, khai thiên linh khí, mặc dù có thể ngắn ngủi kích hoạt huyết mạch ngươi, nhưng... cũng không thể xem cháy huyền yêu tinh huyết kích thích lớn như vậy, sợ rằng, chỉ có thể đem ngươi thực lực tăng lên tới một phần chia. Hơn nữa, một đầu bách thải thanh tủy cổ năng lượng, vẫn là quá ít, ta có khai thiên linh khí, tạm thời còn chưa đủ để kích hoạt chủ nhân huyết mạch. Nếu như nói, có ích lợi gì mà nói, đó chính là thân thể của chủ nhân có thể chịu đựng một ít cực kỳ kinh khủng lực lượng và thuộc tính. Diệp Thần nghe vậy, hơi có chút thất vọng, bất quá, đây cũng tính là cực lớn tăng lên. Đáng tiếc, bây giờ khai thiên linh khí, còn chưa đủ. Nhưng, ngay tại lúc này, Tiểu Hắc trong thần niệm nhưng là bạo phát ra một hồi vô cùng là hỏa nóng, khát vọng ý. Mà mục tiêu chính là để cho Diệp Thần cảm thấy kiêng kỵ màu tím đen gió lớn. Diệp Thần hỏi, Tiểu Hắc, ngươi thế nào? Tiểu Hắc kinh ngạc vui mừng nói, chủ nhân, cái này màu tím đen gió lớn, ta có thể hấp thu, cái này gió lớn hẳn là đến từ bổn nguyên đồ, một loại vô cùng là mặt trái năng lượng. Cùng võ giả sức sống khắc chế lẫn nhau, bất kỳ vật còn sống muốn từ bên trong còn sống đi ra cũng rất khó. Bất quá, loại năng lượng này, chẳng biết tại sao, ta nhưng rất tin tưởng, tựa như ở cực kỳ lâu trước kia, ta chính là dựa vào loại năng lượng này lớn lên, điều này có thể tính cùng ta thân thể sẽ không sinh ra khắc chế cùng mâu thuẫn, ngược lại, hoàn mỹ dung hợp. Nếu như đem cái này màu tím đen gió lớn toàn bộ hấp thu, không chỉ có chủ nhân hỗn độn khí diễm, có thể tăng lên một cấp bậc, hơn nữa, ta hẳn liền có thể có được đủ để cho chủ nhân tạm thời kích hoạt huyết mạch khai thiên linh khí. Diệp Thần nghe vậy, lúc này mặt hiện đại hỉ vẻ. Đây là, Nam Tiêu Ly nhưng là cau mày mở miệng nói, Diệp Thần, nếu không chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, nếu như cái này màu tím đen gió lớn thật sự là vậy Tử Phong Tử Cốc bên trong quỷ dị cuồng phong nói, chân thực quá nguy hiểm. Có thể, giờ phút này Diệp Thần nhưng là khẽ mỉm cười nói, Ly Nhi, người yên tâm, chúng ta có thể thông qua cái này Tử Phong Tử Cốc. Nam Tiêu Ly cả kinh, phải biết tất cả loại ghi lại bên trong cũng từ không người nào có thể thông qua Tử Phong Tử Cốc à. Cái loại này tỷ lệ, quá nhỏ. Nhưng, nàng như cũng gật đầu một cái, đối với Diệp Thần vô cùng tin cậy. Diệp Thần nói, một hồi ôm chặt ta, không nên rời khỏi ta bên người nửa bước. Tiểu Hắc mặc dù có thể chiếm đoạt cái này màu tím đen gió lớn, nhưng... chỉ ở rất nhỏ trong một cái phạm vi hữu hiệu, vạn nhất, Nam Tiêu Ly cách xa mình, liền không cẩn thận dính liền cái này tím gió, liền nguy hiểm. Nam Tiêu Ly mặt đẹp hơi ửng đỏ, tim đập có chút tăng nhanh,
bất quá nhưng không có cự tuyệt, nàng đi tới Diệp Thần sau lưng, ôm thật chặt lấy Diệp Thần eo, cảm thụ Diệp Thần phần lưng truyền tới nhiệt độ cơ thể, Nam Tiêu Ly trong thân thể lại là nổi lên một loại cảm giác khác thường. Mà Diệp Thần giờ phút này cũng là không khỏi không biết làm sao, hắn không nghĩ tới Nam Tiêu Ly sẽ ôm được như thế chặt à. Vậy thân thể mềm mại thật là giống như là muốn chen vào Diệp Thần trong thân thể vậy, đặc biệt là vậy đối với mềm nhũn. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thiên Điện, Đông Hoàng Vong Cơ, Hứa Yến Linh, Vạn Vô Quang ba người như cũng ngồi ở trong đại điện. Bỗng nhiên, Đông Hoàng Vong Cơ nhưng là thần sắc động một cái, hắn vung tay lên, một đạo tinh thạch bình phong liền rơi vào ba người trước người, bình phong bên trên, hình ảnh một hồi biến đổi, trong phảng phất lại là hiện lên hai đạo thân ảnh mơ hồ. Đông Hoàng Vong Cơ thấy cái này hai đạo thân ảnh ngay tức thì, chính là không khỏi, con người có giúp một cái, cả người hơi thở đều có chút náo động. Vạn Vô Quang có chút hiếu kỳ hỏi, đế quân, đây là... Đông Hoàng Vong Cơ trầm giọng nói, ở cực kỳ lâu trước kia, ta từng ở hư không tinh hải bên trong bắt được một đầu sáu cánh thần sa con non. Hai người nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, nhưng không có nói gì, bọn họ đều biết chuyện này. Đông Hoàng Vong Cơ tiếp tục nói, cái này sáu cánh thần sa thời kỳ thơ ấu, nếu như cách hư không tinh hải, liền rất khó thành sống, trừ phi đem nuôi ở một ít đặc thù thần thủy bên trong. Trong đó, thì có một loại thần thủy tên là ám diệu chân thủy, cái này ám diệu chân thủy thật khó lấy dùng, cho nên, ta chỉ có thể đem cái này sáu cánh thần sa nuôi ở có rất nhiều ám diệu chân thủy địa phương. Hơn nữa, lấy chí bảo đem cái này không gian phân ngăn cách, hình thành một phiến dị không gian. Hai người nghe đến chỗ này, nhìn nhau một cái nói, đây chính là vậy phiến dị không gian hình ảnh. Đông Hoàng Vong Cơ nói, không tệ. Ngay sau đó, thần sắc chính là âm trầm xuống nói, lại có người xông vào cái này dị không gian bên trong. Ta ngược lại là phải xem, là ai lớn gan như vậy. Dám đánh ta sáu cánh thần sa chủ ý. Rất nhanh, vậy tinh thạch bình phong lên hình ảnh liền rõ ràng. Có thể ba người thấy rõ ràng hai đạo thân ảnh kia sau đó, đều là hơi sững sờ, ngay sau đó mặt hiện không tưởng tượng nổi vẻ. Cái này hai đạo thân ảnh, lại chính là Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly. Hứa Yến Linh kinh hô, thế nào lại là bọn họ? Lấy bọn họ thực lực là như thế nào tiến vào cái này dị không gian? Nàng nhưng mà rất rõ ràng, Đông Hoàng Vong Cơ ở dị không gian ra bày ra tầng tầng phòng ngự à. Chỉ là còn thật hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp võ giả liền vận dụng trên 10 người. Vạn Vô Quang cũng là gấp gáp nói, đế quân, nếu để cho Diệp Thần thằng nhóc này lấy được vậy sáu cánh thần sa vi cá, liền nguy rồi à. Diệp Thần vốn là vô cùng nghịch thiên, lại đạt được như vậy chí bảo, hắn tốc độ tiến bộ liền nhanh hơn. Có thể, ai ngờ, giờ phút này, Đông Hoàng Vong Cơ lại là bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Nhìn như không chỉ có một chút đều không lo lắng, ngược lại mừng rỡ tới cực điểm. Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh, đều là sửng sốt một chút, đế quân đây là thế nào? Chẳng lẽ là bị kích thích quá lớn? Đây là, Đông Hoàng Vong Cơ chỉ một cái Diệp Thần trước người vậy phiến thung lũng, đối với hai người nói, các người xem đây là cái gì? Vạn Vô Quang hai người hướng vậy thung lũng nhìn, mới vừa bọn họ sự chú ý toàn bộ đặt ở Diệp Thần trên mình, căn bản không có chú ý tới vậy thung lũng. Giờ phút này hai người nhưng là đồng thời sắc mặt biến đổi nói, đây chẳng lẽ là Tử Phong Tử Cốc? Không tệ, Đông Hoàng Vong Cơ gật gật đầu nói chính xác, không phải ghi lại bên trong chỗ kia Tử Phong Tử Cốc, nhưng, cái này màu tím đen gió lớn cùng vậy Tử Phong Tử Cốc bên trong tím gió là cùng một loại đồ. Nguyên nhân chính là phát hiện cái này tím gió tồn tại, cho nên, ban đầu ở chỗ này cũng không có bảy canh phòng, bởi vì, không thể nào có người xuyên qua cái này tím gió. Hứa Yến Linh trong mắt hiện lên vô cùng đậm đà sắc mặt vui mừng nói, các người xem, Diệp Thần và vậy Nam Tiêu nha đầu nhìn như một bộ phải mặc càng cái này tím gió hình dáng à. Đông Hoàng Vong Cơ cười nói, chính vì vậy, ta mới cao hứng. Cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thiên phú võ đạo mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì. Ha ha, không đầu óc đến liền Tử Phong Tử Cốc cũng dám xông, chỉ cần hắn thật dám mặc càng cái này Tử Phong Tử Cốc. Dù là, tánh mạng hắn lực mạnh hơn nữa cũng không khả năng còn sống từ trong đó đi ra. Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh nghe vậy, đều là cười, vô cùng đắc ý cười. Bọn họ ba người, giờ phút này cũng nhìn chăm chú Diệp Thần, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, để cho Diệp Thần nhanh chóng đi vào Tử Phong Tử Cốc bên trong chịu chết à. Có thể,
Đây là Hứa Yến Linh có chút không yên tâm nói, đế quân, nếu như. Chỉ là nói nếu như, thằng nhóc này đột phá tử phong tử cốc, nói như vậy, chúng ta há chẳng phải là có thể mất đi vậy sáu cánh thần sa vi cá sao? Đây chính là tổn thất lớn. Sáu cánh thần sa vi cá, đối với các nàng cũng rất hữu dụng chỗ à. Đông Hoàng Vong Cơ nghe vậy, nhưng là cười lắc đầu nói, chim Yến Linh, người có thể còn nhớ, quỷ sư huynh. Hứa Yến Linh ánh mắt chớp mắt nói, quỷ sư huynh. Ta, dĩ nhiên nhớ. Quỷ họ, ở thiên nhân vực là một người vô cùng hắn hiếm thấy họ, chỉ cần họ quỷ, vậy cũng sẽ cho người khác sâu ấn tượng. Hứa Yến Linh nói, triệu năm trước, ta Đông Hoàng Thiên Điện ra một cái trình độ cao nhất thiên tài, tên là Quỷ Hùng, khi đó, Thiên Điện đế quân, còn là của ngài phụ thân, mà Quỷ Hùng chính là lão nhân gia ông ta tỏa hạ đệ tử duy nhất. Hắn tư chất có thể tưởng tượng được, nhưng, Quỷ Hùng nổi danh nhất, nhưng là hắn thể chất, được gọi là bất diệt quỷ thể. Thể chất này, để cho hắn gần như là bất tử bất diệt, cho dù là cảnh giới xa cao hơn hắn cường giả, muốn giết hắn, đều là thật khó, có thể, chẳng biết tại sao, Quỷ Hùng, có một ngày nhưng là khó hiểu mất tích. Hơn nữa, không chỉ là hắn, không thiếu thiên nhân vực bên trong yêu nghiệt đều ở đây cùng trong chốc lát mất tích. Lúc ấy, còn ở toàn bộ thiên nhân vực bên trong đưa tới không nhỏ xôn xao. Đông Hoàng Vong Cơ trong mắt hiện lên lộ một cái vẻ phức tạp, nhìn vậy tử phong tử cốc nói, triệu năm trước, ở thiên nhân vực nơi nào đó hoang vu chi địa, xuất hiện một kiện dị bảo, lúc ấy, toàn bộ thiên nhân vực bên trong rất nhiều yêu nghiệt cũng tham dự vào dị bảo tranh đoạt bên trong. Vừa nói, hắn con người chỗ sâu lóe lên vẻ kinh hoàng nói, có thể, ai biết, vậy dị bảo chỗ chỗ, đột nhiên nổi lên một hồi tử hắc cuồng phong, không thiếu yêu nghiệt vì đạt được dị bảo rối rít tiến vào tử hắc cuồng phong bên trong, có thể không có một người còn sống từ trong đó đi ra. Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh nghe vậy, đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đông Hoàng Vong Cơ trầm giọng nói, quỷ sư huynh, năm đó liền chết ở trước thung lũng bên trong. Hơn nữa, tất cả người liền một cái hô hấp thời gian cũng không có kiên trì đến à. Hiện tại, các ngươi hẳn biết, cái này từ hắc cuồng phong có kinh khủng dường nào. Hứa Yến Linh tròng mắt khẽ run, phải biết, quỷ hùng lúc ấy đã là còn chân cảnh đỉnh cấp tồn tại à, hơn nữa hắn bất diệt quỷ thể, sinh mệnh lực mạnh đến không cách nào tưởng tượng, liền hắn đều không cách nào kiên trì một cái hô hấp. Vậy, Diệp Thần sinh mệnh lực mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Hơn nữa, Đông Hoàng Vong Cơ lại là cười một tiếng nói, cho dù giả thiết hắn có thể xuyên qua cái này tử phong tử cốc cũng vô dụng, vậy sáu cánh thần sa đã trưởng thành, thực lực không kém, hắn trời xanh tính hung tàn, là máu, hơn nữa, bị ta bắt được sau đó cực kỳ ghét loài người, ha ha, Diệp Thần và vậy Nam Tiêu nghe tiếng con gái muốn đánh sáu cánh thần sa chủ ý. Chỉ có bị nuốt ăn kết quả thôi. Vạn Vô Quang và Hứa Yến Linh cười, hoàn toàn cười, không sơ hở tí nào, cái này ẩn bên trong uy hiếp thật lớn liền phải biến mất, cho dù Diệp Thần bối cảnh mạnh mẽ đi nữa cũng vô dụng, đây cũng không phải là bọn họ đã hạ thủ à, là Diệp Thần tự tìm chết, trách được ai đâu. Còn như Nam Tiêu Ly cũng giống vậy, là tự tìm chết, cho dù vậy Nam Tiêu nghe tiếng biết, cũng chỉ có thể trách chính nàng, không trách được Đông Hoàng Thiên Điện trên đầu. Ha ha! Cái này ngu xuẩn nha đầu thích cùng Diệp Thần sống chung một chỗ. Vậy thì cùng chết đi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần động, hắn treo lơ lửng trên không trung, đạp không mà đi, hướng vậy màu tím đen gió lớn, đi. Đông Hoàng Vong Cơ ba mắt người ngay tức thì liền sáng lên, bọn họ nụ cười trên mặt đều phải liệt đến bên tai liền à. Ngu xuẩn đồ. Chân chính ngu xuẩn đồ. Thật vẫn phải mặc càng tử phong tử cốc à. Lần này tốt lắm. Bọn họ không cần lại làm cho này cái Diệp Thần phí tâm. Trong chốc lát, Đông Hoàng Vong Cơ ba người hô hấp cũng dồn dập, có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được Diệp Thần bị tím gió chiếm đoạt, phát ra gào thảm một màn à. Giờ phút này, tử phong tử cốc trước, Diệp Thần thần sắc hơi có chút ngưng trọng, đối với Tiểu Hắc xác nhận nói, Tiểu Hắc, chuẩn bị xong chưa? Dạ, chủ nhân. Giờ phút này, màu đen kia dấu vết lần nữa hiện lên Diệp Thần ấn đường. Mắt trắng ngay tức thì dính vào màu đen, nhìn như có chút tà dị, đây là Diệp Thần đem hóa thú thần thông vận chuyển tới trình độ cao nhất, cùng Tiểu Hắc hoàn mỹ dung hợp dấu hiệu. Diệp Thần hít sâu một hơi, rồi sau đó, một đầu chui vào tử phong tử cốc bên trong. Đông Hoàng Thiên Điện bên trong, hình ảnh bên trên, Diệp Thần bóng người biến mất, thay vào đó là vô tận tím gió. Đông Hoàng Vong Cơ ba người, trầm mặc một giây,
ngay sau đó, chính là cười to. Điên cuồng cười to. Thành công, thật thành công. Tiểu tử đáng chết này cuối cùng vẫn là tiến vào Tử Phong Tử Cốc, hắn hiện tại đã là một người chết gà. Đông Hoàng Vong Cơ vô cùng vui sướng nói, tối nay, ở trên trời trong điện cử hành cỡ lớn tiệc, tất cả thiên trong điện người cũng phát cho tưởng thưởng. Thằng nhóc này chết, chúng ta uy hiếp không có, cần phải thật tốt khánh chúc mừng một tí. Hứa Yến Linh hai người, cũng là cười chúm chím gật đầu, quá vẹn toàn ý. Bọn họ vì giết chết Diệp Thần hao tổn tâm cơ, làm Diệp Thần tiêu diệt Bạch Tử Kỳ lúc đó, nói thật, Đông Hoàng Vong Cơ ba người đều có chút luống cuống, Diệp Thần mang cho áp lực của bọn họ, khác thường lớn. Có thể ai có thể nghĩ tới, Diệp Thần cuối cùng là chết với mình ngu xuẩn đâu. Cái này một tí, Đông Hoàng Thiên Điện chân chính vô tư không lo. Đông Hoàng Vong Cơ đưa tay một cái, thì phải đem vậy tinh thạch bình phong thu hồi, dẫu sao vô dụng, đều biết Diệp Thần là người chết, còn có gì để nhìn. Có thể, ngay tại lúc này, Vạn Vô Quang nhưng là ánh mắt chớp mắt, dư quang khóe mắt mơ hồ liếc thấy cái gì. Hắn cặp mắt bỗng nhiên mở to nói, đế quân, chờ một chút. Ừ, Đông Hoàng Vong Cơ nói, thế nào? Vạn Vô Quang cau mày, chỉ Diệp Thần mới vừa tiến vào Tử Phong Tử Cốc vị trí nói, các người xem, cái vị trí này tím gió, có phải hay không nhìn như đạm bạc rất nhiều? Đông Hoàng Vong Cơ cùng Hứa Yến Linh hướng vị trí kia nhìn, quả thật đạm bạc mấy phần. Bất quá, hai người cũng không có để ở trong lòng, bởi vì Diệp Thần bóng người đã không thấy, nói cách khác, trên căn bản có thể kết luận tử vong. Có thể, Vạn Vô Quang nhưng là khẽ cau mày nói, chúng ta lại xem. Cùng lúc đó, Diệp Thần lại là đã lẻn vào vậy thung lũng phần đáy, hắn nhìn dưới chân, một cái to lớn màu tím đen gió bão vòng xoáy, khóe miệng dương lên một nụ cười nói, đây chính là mắt gió sao. Nam Tiêu Ly giờ phút này ôm thật chặt Diệp Thần, thân thể mềm mại đã có chút phát run, thân ở mắt gió vùng lân cận. Nàng mới cảm giác được liền cái này màu tím đen gió lớn kết quả có bao nhiêu quỷ dị, khủng bố. Có thể, kỳ diệu phải, bất luận cái này gió lớn như thế nào thổi lất phất nhưng thủy chung không cách nào xâm nhiễm đến Diệp Thần quanh thân vài thước phạm vi. Đây quả thực để cho Nam Tiêu Ly quá rung động. Liền vậy vô số võ giả cũng không làm được chuyện, Diệp Thần nhưng là dễ dàng làm được à. Người đàn ông này thật sự là thái đặc biệt. Chỉ có ôm thật chặt Diệp Thần. Mới để cho nàng có cảm giác an toàn. Nam Tiêu Ly thanh âm có chút run rẩy hỏi, Diệp Thần, người tại sao phải tới gần nơi này mắt gió? Các nàng không phải chỉ cần xuyên qua thung lũng là được sao? Diệp Thần trong mắt tinh quang chớp động nói, ta phải đem cái này thung lũng bên trong gió lớn chiếm đoạt hầu như không còn. Nam Tiêu Ly nghe vậy, cả người cũng bối rối. Người khác không kịp tránh đồ, Diệp Thần nhưng phải chiếm đoạt. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là đột nhiên quay đầu, hướng về phía Nam Tiêu Ly cười nói, Ly Nhi, chờ một chút đừng sợ, ôm chặt ta là được. Nam Tiêu Ly có chút khẩn trương, hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần không trả lời, chỉ là lộ ra nụ cười sáng lạn, một khắc sau, thân hình hắn động một cái, liền một đầu đâm vào vẫy mắt gió bên trong. À. Nam Tiêu Ly thật là giống như trên trái đất cô gái ngồi xe qua núi vậy phát ra một tiếng thét chói tai. Chặt chẽ ôm trước Diệp Thần, thậm chí, hai cái thon dài đùi đẹp, cũng bàn ở Diệp Thần ngang hông, giống như là bạch tuột vậy, cầm Diệp Thần quấn được gắt gao. Diệp Thần trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, thân ở mắt gió trung tâm, toàn lực vận chuyển hóa thú thần thông, mượn tiểu hắc lực lượng, điên cuồng cắn nuốt vậy màu tím đen gió lớn. Đông Hoàng Thiên Điện. Đông Hoàng Vong Cơ các người giờ phút này ngưng mắt nhìn vậy tinh thạch bình phong, có thể ước chừng một nén nhang công phu. Diệp Thần bóng người vẫn không có xuất hiện ở bình phong bên trong. Đám người hơi thở phào nhẹ nhõm, cái này Tử Phong Tử Cốc bên trong liền quỷ hùng đều không cách nào kiên trì một cái hô hấp thời gian, phải nói Diệp Thần có thể ở trong đó nghỉ ngơi một nén hương, vậy đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nói cách khác, Diệp Thần đã chết, trong một phần trăm chết vạn lần. Mới vừa hẳn chỉ là nhìn lầm mà thôi. Đông Hoàng Vong Cơ đang chuẩn bị đem vậy bình phong lần nữa thu hồi. Nhưng vào lúc này, Hứa Yến Linh lại là kinh hô một tiếng nói, các người xem. Cái này Tử Phong Tử Cốc, thật giống như có điểm kỳ quái. Ừ, Đông Hoàng Vong Cơ cùng Vạn Vô Quang nhướng mày một cái, hướng bình phong nhìn, rất nhanh, thần sắc của bọn họ đều là biến đổi. Mới vừa, một mực chú ý Diệp Thần biến mất vị trí không có phát hiện, giờ phút này, ở Hứa Yến Linh dưới sự nhắc nhở,
hai người lập tức đã nhìn ra. Cái này Tử Phong Tử Cốc bên trong màu tím đen gió lớn, giờ phút này, cũng hướng một vị trí, tụ tập đi, hơn nữa, một nén nhang công phu, toàn bộ bên trong hạp cốc tím gió đã là mắt thường có thể trình độ loãng mỏng hơn à. Cái này cũng không cách nào dùng nhìn lầm để giải thích. Đông Hoàng Vong Cơ thần sắc âm trầm nói, Tử Phong Tử Cốc bên trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nam Tiêu Ly đã trợn tròn mắt, nhìn vậy cuồn cuộn không ngừng, ở Diệp Thần bên người biến mất màu tím đen gió lớn, đầu óc của nàng cảm giác đều sẽ không vận chuyển. Truyền thuyết này bên trong, giết người vô hình, cực kỳ kinh khủng Tử Hắc Cuồng Phong, tựa như đang bị Diệp Thần điên cuồng chiếm đoạt. Trên thực tế, Nam Tiêu Ly đã bị Diệp Thần rung động qua vô số lần, biết Diệp Thần tuyệt không phải có thể theo lẽ thường để cân nhắc võ giả, nguyên bản nàng lấy là, Diệp Thần làm gì mình đều sẽ không kinh nhạ nữa. Có thể nàng sai rồi. Nàng lại một lần nữa đánh giá thấp Diệp Thần nghịch thiên. Nửa giờ sau đó, toàn bộ Tử Phong Tử Cốc bên trong màu tím đen gió lớn đã gần như bị Diệp Thần chiếm đoạt hầu như không còn. Đông Hoàng Thiên Điện bên trong, Đông Hoàng Vong Cơ các người, giờ phút này nhìn vậy trống rỗng thung lũng, cũng là một bộ khó tin hình dáng. Ở thung lũng bên trong, bất ngờ ngồi xếp bằng một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên, mà bên người thanh niên, từng luồng màu tím đen gió lớn cuốn qua, nhưng là quỷ dị đang đến gần hắn bên người lúc đó, mất đi bóng dáng. Thanh niên này, chính là bọn họ nguyên đã cho là chết ở Tử Phong Tử Cốc bên trong Diệp Thần à. Bọn họ nằm mơ vậy không nghĩ tới, Diệp Thần thật còn sống, hơn nữa, càng sợ hãi là còn nghĩ toàn bộ Tử Phong Tử Cốc tím gió chiếm đoạt không còn à. Toàn bộ đại điện cũng lâm vào tĩnh mịch. Đông Hoàng Vong Cơ cùng Vạn Vô Quang, Hứa Yến Linh, cái này ba tên thiên nhân vực cao cấp cường giả, nhìn Diệp Thần, trong lòng đều là cảm thấy vô cùng là to lớn áp lực. Liên quỷ dị này tím gió, Diệp Thần cũng có thể chiếm đoạt, có thể tưởng tượng được, tiềm lực khủng bố đến vì sao bước to như vậy, nếu để cho hắn còn sống, nói không chừng đừng nói là trăm năm, liền 10 năm hết Tết đến cũng không cần. Liền có thể đối với Đông Hoàng Thiên Điện tạo thành vô cùng to lớn uy hiếp à. Đông Hoàng Vong Cơ, giờ phút này cũng là hối hận đến không cách nào hình dạng, nếu như ngày đó, hắn có thể bảo vệ Diệp Thần, ngăn lại Hứa Yến Linh mà nói, cái này trình độ cao nhất yêu nghiệt cũng đã gia nhập hắn Đông Hoàng Thiên Điện à. Nhưng lại hối hận cũng không dùng, hôm nay, Đông Hoàng Thiên Điện và Diệp Thần đã là không chết không thôi. Hắn hít sâu một hơi nói, thằng nhóc này có thể chiếm đoạt tím gió. Quả thật quỷ dị, bất quá, hai vị yên tâm, Diệp Thần yêu nghiệt đi nữa, đối mặt 6 cánh thần xa lúc đó, vẫn là được chết. Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn một phần. Không tệ, còn có 6 cánh thần xa, Diệp Thần lại nghịch thiên, cũng không khả năng chiến thắng vậy thành niên 6 cánh thần xa chứ. Còn như Diệp Thần ngày đó đối mặt Hứa Yến Linh lúc đó, đột nhiên thực lực bạo tăng, lại bọn họ xem ra, hiển nhiên. Là sử dụng loại nào đó một lần duy nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nếu không, nếu như Diệp Thần có thể không ngừng thi triển như vậy bí thuật nói, Đông Hoàng Thiên Điện chỉ sợ sớm đã bị hắn lật ngược. Giờ phút này, Tử Phong Tử Cốc bên trong, Diệp Thần mở hai mắt ra. Hắn trên mặt hiện lên nồng nặc vui mừng, Tiểu Hắc đang không ngừng luyện hóa vậy tím gió năng lượng, đúng như hắn nói, nó cùng điều này có thể tính thuộc tính vô cùng là phù hợp, luyện hóa tốc độ thật nhanh, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được. Mình hỗn độn khí diễm đang nhanh chóng cường hóa. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị cùng Nam Tiêu Ly, rời đi cái này thung lũng bên trong, nhưng là đột nhiên nhẹ di một tiếng, hướng thung lũng phần đáy nhìn. Hắn ánh mắt rơi vào một cái tầm thường xó xỉnh, nơi đó có một cái loạn thạch đống. Diệp Thần thân hình động một cái, liền đi tới loạn thạch đống trước, theo vung tay lên, những cái kia loạn thạch liền biến thành nghiền, mà ở đá đống dưới, chôn giấu một viên hạt châu nhỏ. Nam Tiêu Ly, có chút bất ngờ nói, cái này thung lũng bên trong lại có đồ. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, mới vừa thần niệm bị vậy tím gió ngăn trở, không có phát hiện hạt châu này tồn tại, hôm nay tím gió đã bị hắn chiếm đoạt hầu như không còn, lập tức thì có phát hiện. Sợ rằng, cái này thế gian cũng chỉ có hắn có thể được hạt châu này, đổi bất kỳ một người nào tới, đừng nói là tiến vào bị tím gió bao phủ thung lũng, liền liên phát hiện hạt châu này sợ rằng cũng không làm được. Một khắc sau, Diệp Thần đem hạt châu này nhặt lên, cầm trong tay ngắm, hạt châu này đổ đúng rất đẹp, bên trong hạt châu giống như hàm chứa một phiến tinh vân vậy. Đây là, Huyền Hàn Ngọc có chút hưng phấn mở miệng nói, Diệp Thần, người được lợi lớn, hạt châu này là chí bảo. Chí bảo,
Diệp Thần đôi mắt sáng lên. Huyền Hàn Ngọc nói, hạt châu này tên là Ám Diệu Châu, Ám Diệu Châu bên trong có thể sinh ra một loại thần thủy, tên là Ám Diệu Chân Thủy. Thậm chí, có thể ngưng luyện ám chói lọi thủy tinh. Cái này ám chói lọi thủy tinh là chí bảo, một cái trong đó tác dụng, chính là luyện chế vũ khí. Sát kiếm sức nặng, hôm nay ngươi sử dụng đã là quá nhẹ chứ. Vừa vặn, có thể tăng thêm một ít ám chói lọi thủy tinh, cứ như vậy, sát kiếm sức nặng đem sẽ tăng nhiều. Diệp Thần nghe vậy vui mừng, lúc này đem một giọt máu tươi rơi vào vậy ám diệu châu bên trên, để cho bảo vật này nhận chủ, ngay sau đó liền bắt đầu luyện hóa. Sau đó, liền dẫn Nam Tiêu Ly rời đi cái này thung lũng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đông Hoàng Vong Cơ các người khẽ cau mày, từ tinh thạch bình phong bên trong, bọn họ không cách nào thấy rõ Diệp Thần lấy được cái gì. Vượt qua thung lũng sau đó, Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly đi tới một cái chật hẹp sơn đạo bên trong, đi chỉ chốc lát sau, hai người bên tai liền vang lên từng cơn vang lớn. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thần sắc động một cái, vậy vang lớn cùng sóng lớn vỗ vào bờ biển phát ra tiếng nổ, vô cùng làm tướng tựa như. Chân của hai người bước, tăng nhanh một phần, rất nhanh liền đi tới sơn đạo cuối. Từng cơn lớn gió thổi tới, hai người con ngươi hơi co rúc lại, giờ phút này, xuất hiện ở bọn họ trước mắt bất ngờ là một phiến rộng lớn đại dương. Hôm nay, bọn họ đang đứng ở một nơi cao nhai bên trên, mà phía dưới, chính là vừa nhìn vô tận nước biển, bất quá, nhưng cũng không là lớn bình thường biển. Nước biển này vô cùng là đặc thù, phơi bày màu tím nhạt, trong đó, lóe lên điểm điểm tinh quang, vô cùng vô tận, nhìn như, lộng lẫy và tuyệt vời. Mà nước biển hơi thở cùng vậy ám diệu châu bên trong tản ra lại là vô cùng làm tướng tựa như. Huyền Hàn Ngọc có chút kinh ngạc nói, cái này biển khơi lại là do ám chói lọi chân thủy hình thành. Khó trách, sáu cánh thần xa muốn ở hư không tinh hải tới bên ngoài địa phương trưởng thành, cũng chỉ có dựa vào loại này thần thủy. Diệp Thần, người đừng xem nhẹ cái này ám chói lọi thần thủy, số lượng như vậy thần thủy là hết sức hắn nặng nề, cũng chỉ có sáu cánh thần xa cái loại này mạnh mẽ sinh linh, mới có thể ở trong đó, tự nhiên di động. Ngay tại lúc này, toàn bộ màu tím biển khơi lại là ngay tức thì sôi trào lên, một cổ vô cùng kinh khủng hơi thở, ngay tức thì từ đáy biển chỗ sâu dâng lên, hơi thở này hiện lên nháy mắt, một đạo vô cùng mênh mông sóng lớn, chính là cuồn cuộn ra. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, cái này ám diệu chân thủy nặng nề như vậy, giờ phút này lại bị nhấc lên một đạo sóng lớn. Có thể tưởng tượng được, cái này đưa tới sóng lớn tồn tại, lực lượng có kinh khủng dường nào. Nháy mắt tức thì, vậy sóng lớn liền nhất kích hung hãn đụng vào vách núi bên trên, ầm một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, toàn bộ dị không gian đều tốt tựa như muốn sụp đổ vậy. Núi kia ven núi trên đất đá, cũng là vô cùng là cứng rắn loại hình, giờ phút này, cũng đã trải rộng đạo đạo liệt ngân. Tựa như, tùy thời cũng sẽ bể tan tành sụp đổ. Nhưng, hôm nay, Diệp Thần cùng Nam Thiêu Ly đều đã vô tâm để ý núi này ven núi, ánh mắt của hai người toàn bộ tập trung vào vậy trên mặt biển. Trong phảng phất có núi nhỏ vậy lớn nhỏ bàng nhiên hư ảnh, từ đáy biển dưới nhanh chóng lên cao trước. Mà vậy làm người ta tim phát rét hơi thở, vậy càng ngày càng rõ ràng, rung chuyển trước hai người thần kinh. Nam Tiêu Ly có chút kinh hoàng nói, Diệp Thần, cái này sáu cánh thần xa thực lực, thật giống như. Diệp Thần giờ phút này, cũng là mặt đầy vẻ ngưng trọng, mặc dù, còn không cách nào phán đoán hắn thực lực cụ thể, nhưng... Cái này sáu cánh thần xa mạnh mẽ, tựa hồ vượt xa hai người tưởng tượng à. Giờ phút này, Tiểu Hắc còn chưa luyện hóa xong thành khai thiên linh khí, nói cách khác, hắn lớn nhất lá bài tẩy kích hoạt luân hồi huyết mạch tạm thời không cách nào sử dụng, nếu là thật đối với cái này sáu cánh thần xa, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Đông Hoàng Vong Cơ các người nhìn Diệp Thần thần sắc, trên mặt đều là hiện lên vô cùng nụ cười mừng rỡ, xem ra, lần này Diệp Thần sẽ không lại không ngờ chứ. Ngay tại lúc này, mưa gió biến sắc, không khí bên trong, tràn ngập cuồn cuộn sát khí, một đạo to lớn bóng mờ, đi tới đến gần mặt nước vị trí, lục căn màu trắng bạc trải rộng đạo đạo màu xanh ra trời văn lộ vây lưng, giống như từ đáy biển dâng lên to lớn trăng bạc vậy, nhảy vào liền Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly trong tầm mắt. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, mặt nước bể tan tành, một đầu to lớn màu trắng bạc cá mập từ đáy nước nhảy ra, hướng Diệp Thần hai người lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Vậy cá mập trong mắt lóe lên máu ánh sáng màu đỏ, hắn sa hôn xòe ra, sắc bén bạo tránh, chỉ gặp,
vậy miệng lớn bên trong là từng cây một giống như núi kiếm giống vậy to lớn răng nhọn. Từng trận làm người ta nôn mửa máu tanh mùi hôi thối, từ vậy xa hôn bên trong sông ra, cho dù là Nam Tiêu Ly thực lực bực này, chỉ là ngửi thấy cái này mùi hôi thối chính là cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt, hơn nữa, trong mắt hiện lên một màn yêu thú kêu thảm thiết, kêu rên hình ảnh. Cái này sáu cánh thần xa lại là không biết cắn nuốt nhiều ít yêu thú. Bất quá, những thứ này đều không phải là điểm chính, Diệp Thần hai người giờ phút này để ý nhất chính là cái này sáu cánh thần xa thực lực à. Diệp Thần thần sắc ngay tức thì khó coi, sáu cánh thần xa quá hiếm thấy, trưởng thành thể lại là thật là ít ỏi, hơn nữa, cá thể tới giữa thực lực sai biệt cực lớn, đang đối mặt sáu cánh thần xa trước, căn bản không cách nào phán đoán thực lực, tình huống bây giờ không ổn. Nếu là có thể vận dụng khai thiên linh khí, còn có thể dựa vào luân hồi huyết mạch cùng đánh một trận, có thể hiện tại, Diệp Thần và Nam Tiêu Ly căn bản không đủ cho sáu cánh thần xa làm khai vị giao hà. Lúc này, Diệp Thần chợt bắt Nam Tiêu Ly, thì phải hướng phía sau thối lui, né tránh cái này sáu cánh thần xa nuốt ăn, có thể, bỗng nhiên tới giữa, vậy sáu cánh thần xa miệng to như chậu máu bên trong lại là trào động khởi một đoàn ánh sáng bạc, vậy ánh sáng bạc biến thành một cái màu bạc vòng xoáy. Điên cuồng xoay tròn, một cổ vô cùng hấp lực ngay tức thì bao phủ Diệp Thần quanh thân. Diệp Thần con người có giúp một cái, ở nơi này hấp lực trói buộc dưới, cho dù lấy hắn lực lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thân thể, không bị hút vào sáu cánh thần xa trong miệng mà thôi, căn bản không kịp chạy trốn à. Mắt thấy vậy sáu cánh thần xa khoảng cách hai người càng ngày càng gần, giờ phút này, Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly thậm chí có thể cảm nhận được vậy miệng to như chậu máu bên trong phun nóng bỏng hơi thở. Diệp Thần cổ tay lộn một cái, sát kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm sáu cánh thần xa, đôi mắt ứ máu, tựa như bị dồn đến tử địa bên trong dã thú, nếu là thật bị cái này sáu cánh thần xa nuốt ăn, cho dù lấy sinh mệnh lực của hắn cũng chưa chắc có thể sống sót. Chớ nói chi là, hắn bên người còn có Nam Tiêu Ly, cho dù hắn may mắn có thể còn sống, Nam Tiêu Ly vậy nhất định sẽ ngay tức thì chết ở vậy răng nhọn dưới. Dưới mắt, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Mà muốn cùng sáu cánh thần xa đánh một trận, xem ra cũng chỉ có thể lần nữa cháy huyền yêu huyết mạch. Đông Hoàng Vong Cơ nhìn Diệp Thần ở sáu cánh thần xa chiếm đoạt dưới không cách nào nhúc nhích một màn, đều là kích động, bọn họ hận không được lập tức thấy Diệp Thần bị nuốt ăn, kêu thảm thiết, máu thịt văng tung tóe một màn à. Hứa Yến Linh lại là cười lạnh nói, hừ, có chút thiên phú võ đạo, liền không biết trời cao đất rộng, hiện tại, phải chết chứ. Ha ha, loại người này. Cho dù gia nhập ta Đông Hoàng Thiên Điện, cũng không khả năng sống đến lớn lên, thậm chí, sẽ cho Thiên Điện rước lấy rất nhiều nhiều phiền toái. Nàng có thể kết luận Diệp Thần là người chết, kỳ tích có thể sáng tạo một lần, nhưng, không thể nào vô hạn sáng tạo, Diệp Thần xông qua tử phong tử cốc quả thật không tưởng tượng nổi, nhưng, cái loại này chuyện không có thể, chẳng lẽ còn có thể liên tục xuất hiện hai lần. Có thể, tựa như giống như là đang trả lời Hứa Yến Linh vậy, tinh thạch bình phong bên trên. Giờ phút này lại là xuất hiện vô cùng một màn quỷ dị. Chỉ gặp, vậy cơ hồ còn kém một tấc, thì phải đem Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly cắn giết, nuốt ăn sáu cánh thần xa, giờ phút này, lại là đột nhiên dừng lại thân hình, trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước người, một đôi huyết nhãn ngưng mắt nhìn hắn. Đông Hoàng Vong Cơ ba người, ngay tức thì hóa đá. Nói xong hung tàn là máu, nói xong căm ghét loài người đâu. Cái này sáu cánh thần xa, vì sao an tĩnh như vậy? Thật là giống như một cái khôn khéo cún con như nhau à. Đừng nói là Đông Hoàng Vong Cơ, liền liền Diệp Thần mình đều là hơi sững sờ, vô cùng kinh ngạc nhìn sáu cánh thần xa. Ngay tại mới vừa, ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần đều phải cháy huyền yêu tinh huyết thời điểm, Huyền Hàn Ngọc nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Thần, thử một chút ám rượu châu. Diệp Thần nghe vậy ngay tức thì phản ứng lại, cái này biển khơi là do ám trói lọi chân thủy nơi tạo thành à. Mà nơi này ám rượu chân thủy là làm sao tới? Rất có thể chính là và trong tay hắn vậy cái ám rượu châu có liên quan. Sáu cánh thần xa ở nơi này ám rượu chân thủy bên trong mới có thể trưởng thành, sinh tồn, nói cách khác, ám rượu chân thủy đối với sáu cánh thần xa mà nói, rất có thể vô cùng trọng yếu. Mà Diệp Thần trong tay nhưng mà có so ám rượu chân thủy càng là cao cấp ám trói lọi thủy tinh à. Giờ phút này, vậy ám rượu châu đi qua tế luyện. Mặc dù chưa chân chính hoàn thành, nhưng Diệp Thần đã có thể điều động trong đó bộ phận năng lượng. Sẽ ở đó sáu cánh thần xa răng nhọn, cơ hồ thì phải đâm vào Diệp Thần thân thể lúc đó,
màu máu cặp mắt bỗng nhiên ba động một tí, ngay tức thì ngưng công kích. Trong mắt hiện lên vô cùng là đậm đà vẻ khát vọng. Diệp Thần khẽ thở ra một hơi, trong lòng hơi buông lỏng một chút, hắn đánh cuộc đúng. Diệp Thần híp đôi mắt một cái này sáu cánh thần xa linh trí nhìn như khá là mạnh mẽ, dẫu sao là hư không tinh hải bên trong sinh linh, cũng không phải là phổ thông yêu thú, có linh trí vậy coi là bình thường. Diệp Thần hướng về phía sáu cánh thần xa, phát ra một đạo thần hồn tin tức, hỏi, ngươi muốn cái này ám trói lọi thủy tinh. Vậy sáu cánh thần xa ngưng mắt nhìn Diệp Thần, không có bất luận phản ứng gì, nhưng, trong mắt hung quang nhưng là lần nữa cường thịnh đứng lên. Rất hiển nhiên, hắn muốn cướp đoạt. Diệp Thần híp đôi mắt một cái, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, trong tay liền nhiều hơn một viên cực phẩm là sáng chói hạt châu. Thấy hạt châu này, vậy sáu cánh thần xa trong mắt lập tức hiện lên vô cùng là thần sắc tham lam. Nó khí tức quanh người cuồn cuộn, tựa như thì phải đối với Diệp Thần xuất thủ lần nữa. Nhưng, đột nhiên tới giữa, hạt châu kia bên trong bạo phát ra một đạo vô cùng là không yên năng lượng, tựa hồ thì phải nổ tung vậy. Diệp Thần đã luyện hóa bộ phận cái này ám diệu châu, chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể để cho cái này kiện chí bảo nổ. Trong chốc lát, sáu cánh thần xa trong mắt hiện lên lau một cái nhân tính hóa vẻ bối rối. Vội vàng thu liễm hơi thở, không dám lại chút nào dị động. Diệp Thần thấy vậy, cổ tay lộn một cái, đem ám diệu châu thu vào. Lần nữa thần niệm truyền âm nói, ta có thể dành cho ngươi một ít ám trói lọi thủy tinh, cũng chỉ có ta có thể làm được, nếu như ngươi muốn cái này ám trói lọi thủy tinh, chỉ có thể cùng ta tiến hành giao dịch, hiểu không? Nếu như, ngươi lại có cái gì nghĩ không an phận, ta sẽ lập tức nổ cái này ám diệu châu. Ám diệu châu có thể tự động sinh ra ám trói lọi thủy tinh, phân cho sáu cánh thần xa một ít, đối với hắn mà nói căn bản không tính là tổn thất. Mà hắn mục tiêu... dĩ nhiên là sáu cánh thần xa trên lưng lục căn vi cá. Sáu cánh thần xa do dự một tí, cuối cùng, hay là đối với Diệp Thần phát ra một đạo thần niệm, hai bên bắt đầu trao đổi. Đông Hoàng Vong Cơ các người cũng xem ngu à. Sáu cánh thần xa lại thật không có công kích Diệp Thần ý định. Thằng nhóc này rốt cuộc là làm sao làm được à. Nháy mắt tức thì, Đông Hoàng Thiên Điện trong đại điện bầu không khí chính là vô cùng là ngưng trọng, âm hàn liền đứng lên. Đông Hoàng Vong Cơ ba sắc mặt người đều là cực kỳ khó coi đứng lên. Đặc biệt là Đông Hoàng Vong Cơ, lại là lộ ra một bộ dường như muốn ăn thịt người giống vậy diễn cảm, vô cùng dữ tợn. Nếu là, Diệp Thần thật lấy được sáu cánh thần xa vi cá, vậy hắn qua nhiều năm như vậy tâm huyết đều uổng phí à? Hơn nữa, còn cầm trái cây bằng trắng đưa cho Diệp Thần. Phải biết, nuôi một đầu sáu cánh thần xa nhưng mà vô cùng là khó khăn, chỉ là thiên tài địa bảo. Cùng đủ loại làm thức ăn yêu thú, Đông Hoàng Vong Cơ cũng không biết ném vào nhiều ít. Kết quả thế nào? Mình đây là cho Diệp Thần làm việc. Cái này bảo hắn như thế nào có thể chịu đựng? Càng làm cho hắn lo lắng phải, Diệp Thần lấy được cái này sáu cánh thần xa vi cá, thực lực tăng lên tốc độ liền nhanh hơn à? Ngay tại lúc này, một tên thiên điện đệ tử đột nhiên đi tới cái này trong đại điện, hướng về phía Đông Hoàng Vong Cơ, vô cùng là cung kính mở miệng nói, đế quân. Dựa theo ngài phân phó, đã ngừng đối với hứa sát phong ấn cùng với trích dược tề, hiện tại, hắn thì phải thức tỉnh. Đông Hoàng Vong Cơ ánh mắt, hung hăng rung rung một tí, tùy tiện nói, biết, đi xuống đi. Đây là, hứa Yến Linh hỏi, đế quân, ngài là dự định. Đông Hoàng Vong Cơ hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên lau một cái tịch mịch vẻ nói, cũng là thời điểm, làm một chấm dứt, nếu như, hứa sát có thể trước khi chết là ta Đông Hoàng Thiên Điện. Giải quyết một cái đại họa tâm phúc, ngược lại cũng không uổng bản đế là áp chế liền vậy giết ma, nhiều năm như vậy. Vừa nói, hắn nhìn về phía Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đợi bản đế đem hứa sát phóng thích, chúng ta liền dẫn hắn đi dị không gian. Đông Hoàng Vong Cơ trong mắt, hiện lên lau một cái ngoan tuyệt vẻ nói, lần này, nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt Diệp Thần. Tiếng nói vừa dứt, Đông Hoàng Vong Cơ liền thân hình chớp mắt. Từ trong đại điện biến mất. Một khắc sau, hắn liền xuất hiện ở một nơi vô cùng là âm u hầm giam bên trong, mảnh đất này tù ở Đông Hoàng Thiên Điện bên trong, cũng chỉ có số ít mấy người biết được tồn tại. Đông Hoàng Vong Cơ hướng hầm giam chỗ sâu đi tới, một miếng màu máu cửa xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn khẽ thở dài một tiếng, tiện tay đẩy cửa ra, sau cửa là một ngôi đại điện, trong đại điện, không có gì cả, chỉ có một người.
một cái bị khóa ở liền một cây thiết trụ trên người đàn ông. Cái này người đàn ông cả người quấn vòng quanh xiềng xích, ở người hạ lại là bày ra mấy đạo phong ấn đại trận. Nhưng, nguyên bản hẳn linh quang lóng lánh đại trận, hôm nay cũng đã phai nhạt xuống. Thanh niên kia nhìn qua, tựa hồ cùng thường người không khác, ngược lại khá là thanh tú. Trong phảng phất, lại là cùng Đông Hoàng Vong Cơ còn có mấy phần tương tự. Cái này thiết trụ trên người đàn ông, nhìn qua hơn 20 tuổi, một đầu tóc đỏ, cả người trên dưới, mơ hồ minh in đạo đạo phù văn, ngay tại lúc này, nam tử kia nhướng mày một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Làm người ta sợ hãi phải, nam tử này cặp mắt bên trong lại là một mảnh màu máu, giống như hai cái to lớn máu tươi vòng xoáy. Mà ở nam tử mở hai mắt ra ngay tức thì, toàn bộ trong đại điện không khí ngay tức thì sình sệt liền đứng lên, máu tươi hơi thở bồng bềnh ở trong không khí, tản ra máu tanh nồng nặc vị, tựa như nơi này đã bị máu tươi bao phủ vậy. Người này chính là bị Đông Hoàng Vong Cơ phong ấn vô số năm tháng người đàn ông, Hứa Sát. Hứa Sát tỉnh lại sau đó, một cổ kiên quyết hơi thở khổng lồ từ trong cơ thể kích động ra. Hơi thở này cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, cái này còn là hắn bị phong ấn vô số năm, thực lực đại giảm dưới tình huống à. Có thể tưởng tượng được, Hứa Sát thời kỳ toàn thịnh, có kinh khủng dường nào. Hứa Sát một đôi huyết mâu, nhìn về phía Đông Hoàng Vong Cơ, khóe miệng, dương lên một nụ cười nói ca, thật lâu không gặp, lần này ta ngủ bao lâu. Hứa Sát lại là Đông Hoàng Vong Cơ đệ đệ. Nói chính xác, là cùng mẹ khác cha đệ đệ. Đông Hoàng Vong Cơ ở hắn thời kỳ thiếu niên không hề kêu danh tự này, mà là tên là rất nhiều quên cơ hội. Rất nhiều họ, là Đông Hoàng Vong Cơ cùng Hứa Sát họ của mẹ thị. Mà Đông Hoàng Vong Cơ, nguyên vốn chỉ là một tên con riêng. Năm đó, Đông Hoàng Vong Cơ phụ thân, bởi vì một lần bất ngờ, cùng hắn mẫu thân có đồng thời xuất hiện, nhưng, rất nhanh hai người liền bởi vì thân phận khác xa, mà rời đi, sau đó, hắn mẫu thân lại gả cho người khác. Sanh ra Hứa Sát. Khi đó, Đông Hoàng Vong Cơ phụ thân, còn không có thừa kế đế vị. Nhiều năm sau đó, Đông Hoàng Vong Cơ cùng Hứa Sát ở thiên nhân vực bên trong dần dần bộc lộ tài năng, mà lúc này, Đông Hoàng Vong Cơ phụ thân đã trở thành trên vạn người chí tôn tồn tại, thiên điện ngũ đế một trong, cũng đem Đông Hoàng Vong Cơ mang về Đông Hoàng thiên điện. Ở Đông Hoàng Vong Cơ khẩn cầu hạ, Hứa Sát vậy cùng nhau gia nhập Đông Hoàng thiên điện bên trong. Mặc dù, Đông Hoàng Vong Cơ là đế quân chi tử, nhưng, ở trên trời điện bên trong nhưng cũng không thuận buồm xuôi gió. Hoàng tộc bên trong, giống vậy tranh chấp không ngừng, Đông Hoàng đế quân cũng không chỉ hắn một cái con trai, tất cả hoàng tử đều là đạt được đế vị, minh tranh ám đấu trước. Mà Đông Hoàng Vong Cơ thân là con riêng, tình cảnh lại là khó khăn. Đông Hoàng Vong Cơ biết, mình muốn sống sót, thì nhất định phải đạt được đế vị. Mà Hứa Sát cũng vô cùng cảm kích ca ca đem mình mang vào thiên điện bên trong, trở thành Đông Hoàng Vong Cơ tâm phúc. Muốn có được đế vị, liền phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mà Hứa Sát là thi hành những cái kia không thấy được ánh sáng chuyện, thí sinh tốt nhất. Hứa Sát ở võ đạo có thể xưng yêu nghiệt, nhưng, ở yêu nghiệt này hoành hành thiên điện bên trong, hắn dần dần phát hiện mình lực lượng, đã không đủ để trợ giúp đại ca. Vì tiếp tục trợ giúp Đông Hoàng Vong Cơ, Hứa Sát làm một cái quyết định. Tu luyện giết ma quyết. Hứa Sát phụ thân ngược lại cũng khá là bất phàm, đến từ một người vô cùng là hiếm thấy thượng cổ gia tộc này bên trong, truyền thừa trước giết ma huyết mạch. Mà giết ma quyết, chính là thức tỉnh huyết mạch này công pháp. Thức tỉnh giết ma huyết mạch, có thể mang đến cường đại lực lượng, nhưng, giá phải trả cũng là to lớn. Đó chính là, một khi người tu luyện sử dụng quá nhiều giết ma huyết mạch lực lượng, liền sẽ bị giết ma cắn nuốt, hóa thân giết ma. Khi đó hắn, liền không phải hắn, mà là một cái chỉ biết giết hại quái vật, hơn nữa, muốn không được bao lâu, liền sẽ hao hết tinh nguyên mà chết. Cuối cùng, Hứa Sát mặc dù trợ giúp Đông Hoàng Vong Cơ leo lên đế vị, có thể, chính hắn nhưng cũng vì vậy nhập ma. Từ đó về sau, Đông Hoàng Vong Cơ liền nghĩ hết biện pháp, là Hứa Sát kéo dài tánh mạng, đem tống giam ở hầm giam bên trong. Đông Hoàng Vong Cơ nghe vậy, nhìn Hứa Sát nói, vượt quá vạn năm. Vượt quá vạn năm sao? Hứa Sát lẩm bẩm một câu, ngay sau đó cười nói ca, lần này tìm ta, nhưng mà có chuyện gì? Đông Hoàng Vong Cơ nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ do dự, nhưng, cuối cùng, vẫn mở miệng nói, ta muốn cho ngươi ra tay một lần. Hắn biết,
Hứa Sát chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, sẽ ra tay một lần, hắn liền sẽ hoàn toàn giết ma hóa. Khi đó, Hứa Sát tinh nguyên đem hoàn toàn hao hết. Hứa Sát biết, hôm nay Đông Hoàng Vong Cơ so mình đã mạnh rất nhiều, mà mình cũng chỉ còn dư lại một kích tối hậu xuất thủ cơ hội. Bất quá, hắn gì cũng không hỏi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng cam tâm tình nguyện, thành vì đại ca con cờ. Hứa Sát không chút do dự gật đầu nói, được. Đông Hoàng Vong Cơ vung tay lên, mở ra Hứa Sát trên mình xiềng xích nói, theo ta tới. Dứt lời, liền dẫn Hứa Sát trở lại Hứa Yến Linh hai người chỗ ở trong đại điện. Đông Hoàng Vong Cơ hai người mới vừa xuất hiện, Hứa Yến Linh chính là vô cùng lo lắng chỉ tinh thạch bình phong hô lớn, đế quân, không xong. Ừ, Đông Hoàng Vong Cơ khẽ cau mày, thân hình chớp mắt, liền đi tới vậy tinh thạch bình phong trước, hướng họa nhìn trên mặt. Nháy mắt tức thì, hắn con người chính là điên cuồng co rúc lại, con người đều phải chừng nổ. Chỉ gặp, hình ảnh bên trong, vậy sáu cánh thần xa lại là thật đem trên lưng lục căn vi cá tách ra thân thể, hơn nữa, cung thuận đem chúng giao cho Diệp thần à. Thấy một màn này, Đông Hoàng Vong Cơ cũng không nhịn được nữa, lúc này phẫn nộ quát, chúng ta đi chỗ đó dị không gian. Ngày hôm nay, ta muốn hắn chết. Một khắc sau, bốn đạo linh quang từ Đông Hoàng Thiên Điện, phóng lên cao, hướng một cái hướng khác bay đi chớp mắt rồi biến mất. Nam Tiêu Ly, mắt thấy trước người thực lực cực kỳ kinh khủng thần xa lại là đem mình chân quý nhất vi cá từng cái tháo xuống, vậy vi cá lóe lên linh quang rơi vào Diệp thần trước người. Nàng mặt đẹp bên trên tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ, óc đều có muốn hòa tan cảm giác. Nàng hiện tại thậm chí cảm thấy Diệp thần là không gì không thể thần à. Liền cái này vô cùng kinh khủng thần xa, ở trước mặt hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời. Diệp thần cũng là mặt đầy vẻ mừng rỡ, hắn nhận vậy sáu cái vi cá, rồi sau đó, hướng về phía sáu cánh thần xa, điểm liên tiếp mấy cái, hắn đầu ngón tay chỗ, hiện lên ba giọt long lanh trong suốt chất lỏng màu tím. Hướng sáu cánh thần xa bay đi sáp nhập vào trong cơ thể. Mới vừa giao dịch kết quả chính là ba giọt ám chói lọi thủy tinh. Cái này ám rượu châu bên trong, tổng cộng cũng chỉ chứa đựng 10 giọt, bất quá, cũng may còn có thể lần nữa sinh ra. Vậy sáu cánh thần xa trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Trên thực tế, đối với cái này thần xa mà nói, đem vi cá giao cho Diệp thần cũng không thể coi như thua thiệt. Dẫu sao, hắn rất rõ ràng cho dù đạt được vi cá không phải Diệp thần, vậy đem bắt được loài người vậy sẽ lấy đi hắn vi cá. Cái này ngược lại không như dùng để đổi lấy ám chói lọi thủy tinh. Sáu cánh thần xa mặc dù mạnh mẽ, nhưng, có một cái nhược điểm, chính là phải ở hư không tinh hải bên trong mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Một khi rời đi tinh hải, sáu cánh thần xa thực lực liền sẽ giảm bớt nhiều. Cho dù ở nơi này ám chói lọi thần thủy hình thành trong biển khơi, cũng giống như vậy. Nhưng, có cái này ba giọt nước tinh liền bất đồng. Đem hấp thu sau đó, hắn không chỉ có thực lực sẽ có tăng lên, hơn nữa, mấu chốt nhất là, cái này ám chói lọi thủy tinh có thể làm cho hắn ở tinh hải ra vậy phát huy ra toàn bộ thực lực. Cứ như vậy, nó mới tăng lên một phần chạy ra khỏi cái này dị không gian có thể. Có thể nói, đều là lớn vui mừng. Giữa lúc Diệp thần chuẩn bị cùng Nam Tiêu Ly rời đi nơi này lúc đó, nhưng là bỗng nhiên con người co rúm một cái, hướng xa xa nhìn. Chỉ gặp, chân trời chỗ, một đạo huyết quang đang hướng hắn chỗ chỗ, bắn nhanh tới. Đông Hoàng Vong Cơ cùng Hứa Yến Linh, Vạn Vô Quang, ẩn thân ở trong hư không, xa xa nhìn phía xa Diệp thần. Hứa Yến Linh trong mắt sắc bén chớp động nói, đế quân, vì sao chúng ta không đồng nhất cùng ra tay? Đông Hoàng Vong Cơ lắc đầu nói, chúng ta tạm thời ở chỗ này ngắm nhìn, nếu như không ra ngoài dự liệu, Diệp thần bị Hứa Sát chu diệt, tốt nhất biết bao. Căn cứ dùng Trần Khúc Tô tiến hành thí nghiệm tới xem, vậy ba vị trí cường, rất có thể đã không cách nào ra tay, nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, trước hết để cho Hứa Sát động thủ, nếu như Hứa Sát thật thất bại, chúng ta sẽ ra tay cũng không muộn. Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang gật đầu một cái, bất quá. Trên mặt bọn hắn nhưng đều là lộ ra một vẻ cười nhạt. Mặc dù, có một ít không yên tâm, nhưng, ở bọn họ xem ra, Diệp thần trên căn bản là không thể nào từ Hứa Sát trong tay sống sót. Giờ phút này, huyết quang kia vậy rốt cuộc tới Diệp thần cùng Nam Tiêu Ly trước mặt, huyết quang kia thu lại, liền hóa thành một tên hai mắt đỏ như máu thanh niên này bất ngờ chính là Hứa Sát. Hứa Sát xuất hiện ngay tức thì, ầm một tiếng.
tuyệt cường khí tức chính là từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, bách tà thể, hỗn độn khí diễm, thái thượng thiên sư vân. Vân, tất cả đều thi triển, hoàn toàn không có một tia một hào nương tay, hướng Hứa Sát, một kiếm chém tới. Giờ phút này, Diệp Thần trong mắt là hết sức là ngưng trọng, thậm chí còn điên cuồng thần sắc. Nam Tiêu Ly hơi biến sắc mặt, vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nàng rất hiểu Diệp Thần tính cách, thông thường mà nói, Diệp Thần sẽ không vừa thấy được người cứ như vậy đột nhiên động thủ à. Có thể gặp, cái này Hứa Sát cho Diệp Thần áp lực bao lớn. Sự thật vậy đúng là như vậy. Diệp Thần thấy Hứa Sát ngay tức thì, trong lòng chính là điềm báo sinh nhiều, mặc dù, cái này tóc đỏ huyết mâu thanh niên thần sắc nhàn nhạt, thậm chí, còn mang mỉm cười, đối với mình cũng không có lộ ra cái gì địch ý, nhưng, Diệp Thần lại có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa như mình giờ phút này đã bị trăm nghìn tên đối với mình ôm vô cùng sát ý cường giả bao vây vậy. Cơ hồ là theo bản năng liền trực tiếp ra tay. Hứa Sát thấy vậy, huyết mâu chớp động một tí, mỉm cười nói, trực giác, ngược lại không tệ. Tiếp theo, hắn hướng về phía Diệp Thần chém tới đạo kiếm quang kia, vung tay lên, một đạo phù văn xuất hiện ở trước người của nó, phù văn này chính là đạo ấn. Diệp Thần con ngươi hơi co rúm lại. Cái này ấn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, chính là hắn đã từng tu luyện qua sát thần đạo sở ngưng kết ra đạo ấn. Sát thần nói, mặc dù không như hủy diệt mộ đạo, nhưng, hắn có lên cấp là hủy diệt mộ đạo tiềm lực, liền có thể thấy được, cũng là một loại vô cùng là cường đại thiên đạo. Mà càng mấu chốt chính là, người này đạo ấn lại là cùng mình như nhau chính là ngũ trọng thiên tầng thứ. Giờ phút này, vậy đạo ấn ánh sáng chớp mắt, liền hóa thành một dấu bàn tay, cùng Diệp Thần chém ra kiếm quang đụng vào một nơi. Không có kinh thiên động địa vang lớn, không có lẫn nhau đánh va chạm. Diệp Thần chém ra kiếm quang cơ hồ là đang cùng dấu tay kia tiếp xúc ngay tức thì liền trực tiếp bể tan tành. Hai người đạo ấn, mặc dù đều là ngũ trọng thiên tầng thứ, chỉ từ mộ đạo uy lực mà nói, hủy diệt mộ đạo, lại là hoàn toàn áp đảo sát thần đạo bên trên. Có thể, Diệp Thần cùng Hứa Sát cảnh giới, chân thực chênh lệch quá lớn. Diệp Thần sắc mặt ngay tức thì khó coi, vậy màu máu đỏ trưởng ấn, hướng mình chấn áp tới lúc đó, lại là để cho hắn. Phảng phất có trăm nghìn tòa núi to thêm thân giống vậy cảm giác, căn bản không cách nào né tránh, bị phong tỏa được gắt gao. Diệp Thần hung hãn cắn răng một cái, gào thét nói, phá cho ta. Hồn thể đổi thành vận chuyển, cuồn cuộn hồn lực, ngay tức thì biến thành thân xác lực lượng, cuồng bạo cự lực ở trong người dâng trào, hắn cả người chấn động một cái, quanh thân không gian bạo phát ra một đạo kịch liệt chập chờn, tung lên gió lớn. Hứa Sát ánh mắt chớp mắt. Huyết mâu bên trong hiện lên bất ngờ vẻ, Diệp Thần lại là phá vỡ hắn một trường này phong tỏa. Mặc dù, cái này là mình tiện tay một trường, nhưng, vậy căn bản không phải một tên càn khôn cảnh tích chữ tại có thể phá vỡ à. Thậm chí, còn chân cảnh trung kỳ võ giả, ở hắn xem ra cũng hoàn toàn không có cơ hội tránh thoát mình trường ý chân áp. Có thể, Diệp Thần nhưng là làm được. Nhưng giờ phút này Diệp Thần cũng không có bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội sẽ tiến hành né tránh, mà là dùng hết toàn lực bước ra một bước, chắn Nam Tiêu Ly trước người. Mặc dù, một trưởng này không là hướng về phía Nam Tiêu Ly mà đến, có thể chỉ là đứng ở Diệp Thần bên người, Nam Tiêu Ly cũng là được ảnh hưởng đến, không cách nào nhúc nhích. Nếu như một trưởng này rơi xuống, chỉ là dư âm liền ít nhất có thể để cho Nam Tiêu Ly trọng thương. Nam Tiêu Ly thấy vậy, sắc mặt biến đổi. Kinh hô, Diệp Thần. Ngươi đang làm gì vậy? Mau tránh ra à, không muốn lo lắng ta, ta có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Có thể, Diệp Thần nhưng tựa như không nghe được vậy, chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt vậy đạo trưởng ấn. Nam Tiêu Ly tim hung hãn vừa kéo. Nàng gấp gáp, hối hận, hốc mắt đã đỏ bừng, mơ hồ có hơi nước hòa hợp trong đó. Nàng cuống cuồng, là Diệp Thần lại là muốn liều mạng kinh khủng này một trưởng, hối hận. Là hối hận mình tại sao phải quấn Diệp Thần, nếu không phải là theo hắn cùng đi mưu cầu cái này sáu cánh thần sa vi cá à. Buồn cười nàng còn muốn lấy mình thân phận bảo vệ Diệp Thần, làm Diệp Thần bia đỡ đạn, hiện tại, nhưng thành phiền toái, liên lụy Diệp Thần. Đời người tới nay lần đầu tiên, Nam Tiêu Ly hận mình không có sức, hận mình không đủ mạnh. Diệp Thần trong mắt bạo phát ra một hồi hồng mang, hồng mông đại tinh không và thông thiên minh bia thi triển. Muốn tìm được Hứa Sát trưởng ấn bên trong sơ hở, có thể. Càng nhìn tiếp, Diệp Thần tim liền càng trầm. Cho dù là Hứa Sát tiện tay đánh ra một trường,
nhìn như đều đang tựa như không chê vào đâu được vậy à. Hắn cắn răng một cái, dưới mắt chớ không có cách nào khác, đành phải liều mạng. Nháy mắt tức thì, hủy diệt đạo ấn, hủy diệt hắc dương, hỗn độn khí diễm, rất nhiều luân hồi huyền bi vân. Vân, 200% bùng nổ, trình độ cao nhất bên trong trình độ cao nhất, trong cơ thể chỉ có huyền linh lực, cũng là bơm vào đến sát kiếm bên trong. Nhan Tuyền Nhi giờ phút này cũng biết đến sống chết trước mắt, lượn lờ ở Diệp Thần quanh thân vàng bạc ngọn lửa, ngay tức thì ánh sáng lớn thả, đạo linh lửa uy lực không giữ lại chút nào chút xuống ra. Tinh hồn chém, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, chém xuống một kiếm, vô cùng sợ hãi kiếm quang, lấy nhanh như chớp thế hướng huyết sắc kia trưởng ấn, gào thét đi. Ầm một tiếng vang thật lớn. Lần này, kiếm quang đứng ở trưởng ấn bên trên, rốt cuộc, không phải ngay tức thì bể nát. Cuồn cuộn tiếng sóng ở nơi này dị không gian bên trong phun trào ra, vô số núi đá sụp đổ, vậy ám diệu biển cũng là điên cuồng cuồn cuộn. Có thể chỉ là một cái hô hấp sau đó, đạo kiếm quang này nhưng là lại lần nữa mất đi, huyết sắc kia trưởng ấn hung hăng đánh vào Diệp Thần trên thân hình. Âm cả người, mưa máu phân bay, Diệp Thần thân thể lại là bị đánh được gần như nổ tung, hắn chỗ đứng vách núi cũng là hoàn toàn biến thành bụi đất, một hồi gió lớn tung lên. Đem Diệp Thần cùng Nam Tiêu Ly tung được về phía sau bay đi, đem một mặt vách núi đụng ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Nam Tiêu Ly trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ, nhưng, giờ phút này nàng nhưng hoàn toàn không có để ý mình thương thế, mà là mặt đầy kinh hoàng cùng lo âu hướng Diệp Thần nhìn, kinh hô, Diệp Thần, ngươi như thế nào? Giờ phút này, Diệp Thần đã hoàn toàn hóa thành một cái người máu, cả người trên dưới một phiến bể tan tành, xương cốt bể. Nội tạng bể, bắp thịt bể, thậm chí ngay cả tay cũng tại bể tan tành bên bờ, chỉ dựa vào từng tia máu thịt, miễn cưỡng nối liền. Cơ hồ đều muốn không còn hình người. Nam Tiêu Ly tim lập tức rơi đến đáy cốc, Diệp Thần tựa hồ còn lại một hơi, rất yếu ớt một hơi, nhưng, loại trạng thái này, không người nào có thể còn sống chứ. Mà Đông Hoàng Vong Cơ các người chính là Đại Hỷ. Kinh Thiên Đại Hỷ. Ha ha, và bọn họ dự liệu như nhau. Diệp Thần cái này lòng chó, quả nhiên đã là nghèo nỏ cuối cùng à. Căn bản không có cái gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Mà những cái kia chí cao đại năng, nhìn như cũng thì không cách nào ra tay. Ba người trong mắt đều là hiện lên vẻ hung tàn vẻ, không kịp chờ đợi muốn thấy được Diệp Thần tắt thở, thậm chí, bọn họ quanh thân linh lực phun trào, tựa hồ cũng muốn không nhịn được tự mình ra tay à. Bất quá, bọn họ vẫn là cưỡng ép đem cái này xung động chế trụ. Ai biết quỷ dị này tiểu tử còn có thủ đoạn gì nữa? Vạn nhất, trước khi chết còn cầm bọn họ kéo xuống nước đâu? Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Dù sao, dưới mắt dưới tình huống này, dựa vào Hứa Sát giải quyết Diệp Thần dư sức có thừa. Nguyên bản cũng chuẩn bị rời đi Hứa Sát, huyết mâu bên trong lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Diệp Thần lại vẫn còn lại một hơi. Một cái càn khôn cảnh tiểu tử, có thể chịu đựng ở mình nhất kích. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn không có để ở trong lòng, lại không thể tưởng tượng nổi cũng không cách nào đền bù hai người tới giữa thực lực chênh lệch. Diệp Thần kết cục đã quyết định. Hứa Sát nâng lên tay thì phải ra lại một trưởng hoàn toàn rõ ràng Diệp Thần, nhưng vào lúc này, vậy nhìn như đã mệnh ở khoảnh khắc Diệp Thần, trong cơ thể lại là bỗng nhiên xuất hiện một loại vô hình năng lượng, ở nơi này năng lượng bồi bổ hạ, vậy bể tan tành thể xác lấy tốc độ bất khả tư nghị. Nhanh chóng phục hồi như cũ. Lần này, Nam Tiêu Ly, Đông Hoàng Vong Cơ các người, cùng với Hứa Sát đều là không khỏi được tâm thần chấn động một cái. Còn có thể khôi phục. Thằng nhóc này là thật thân bất tử sao? Trong chốc lát, Đông Hoàng Vong Cơ các người có chút khẩn trương, rất sợ Diệp Thần lần nữa sáng tạo kỳ tích. Giờ phút này, Diệp Thần sắc mặt âm trầm một phiến, hắn mặc dù có thể khôi phục là vận dụng lục đạo luân hồi pháp và luân hồi hơi thở. Có thể hiện tại, luân hồi hơi thở vậy đã tiêu hao hết. Hứa Sát trong mắt huyết quang chớp mắt, liền phải thừa dịp Diệp Thần vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục xuất thủ lần nữa, nhưng vào lúc này, Diệp Thần nhưng là đối vậy ám diệu biển quá to, sáu cánh thần xa, nếu như ngươi muốn thoát khốn, liền giúp ta giúp một tay, hơn nữa, ta lại cho ba ngươi giọt ám diệu thủy tinh. Giờ phút này, mai phục ở đáy nước dưới sáu cánh thần xa, đậu đỏ vậy ánh mắt lóe lên một tí. Một cổ vô cùng cừu hận thần sắc ở hắn con người chỗ sâu hiện lên, cuồn cuộn lửa giận dâng lên trong lòng. Nếu như vậy dưới tình huống, lấy Hứa Sát cho thấy thực lực,
có cực cao linh trí sáu cánh thần xa chưa chắc sẽ xuất thủ, có thể hết lần này tới lần khác, năm đó đem bắt được loài người, trừ Đông Hoàng Vong Cơ, một cái khác chính là Hứa Sát à. Nó đối với Hứa Sát sát ý có thể tưởng tượng được. Chỉ là, ban đầu, sợ hãi tại Hứa Sát lực lượng, cưỡng ép nhịn được thôi. Giờ phút này, Diệp Thần lời nói giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, nháy mắt tức thì, sáu cánh thần xa hoàn toàn bộc phát. Ầm một tiếng, chục nghìn tấn ám diệu chân thủy đồng thời cuốn ngược lên, hóa là một đầu thủy hình cá mập, dương ra miệng to như chậu máu, hướng Hứa Sát hung hăng cắn xé đi. Diệp Thần thấy vậy, khóe miệng nâng lên từng tia nụ cười, nguyên bản căng thẳng nội tâm cũng là có từng tia buông lỏng. Hứa Sát thật rất khủng bố, nếu như hắn xuất thủ lần nữa, cho dù là Diệp Thần cũng không có lòng tin đón thêm hạ một chiêu. Trừ phi cháy huyền yêu huyết mạch. Trên thực tế, mới vừa hắn cũng đã làm xong thiêu đốt chuẩn bị, nhưng, bỗng nhiên, hắn cường đại thần niệm nhưng là bắt được đáy biển dưới truyền đến một cổ cừu hận chập chờn. Cho nên, mới xảy ra nói để cho sáu cánh thần xa tương trợ. Cũng may thành công. Diệp Thần ánh mắt chớp động, sáu cánh thần xa thực lực rất cường đại, người là giả không tinh biển bên trong sinh linh, lại lấy được ba giọt đối hắn trợ giúp cực lớn ám diệu thủy tinh, cho dù đối mặt Hứa Sát cái loại này tồn tại, cần phải cũng có sức đánh một trận. Dầu gì, cũng hẳn đủ để chống đỡ tạm thời. Mà Diệp Thần hiện tại, cần nhất chính là thời gian. Cho đến, tiểu hắc đem màu tím kia gió lớn luyện hóa xong thành. Nếu như thực lực đạt được ngắn ngủi tăng lên, cùng sáu cánh thần xa liên thủ, nói không chừng có cơ hội đánh bại cái này Hứa Sát. Đồng thời, Diệp Thần chậm rãi dương ra nắm chặt quả đấm, trong tay mơ hồ có một ít mảnh vỡ đánh mất. Hôm nay, hắn tựa hồ đã bị đẩy vào tuyệt cảnh bên trong, ngược lại không phải là hắn hà tiện huyền yêu tinh huyết, mà là bởi vì cháy huyền yêu tinh huyết cũng không thể bảo đảm 100% có thể còn sống. Giờ phút này, Hứa Sát nhìn về phía vậy hướng mình nhào tới thủy hình cá mập, khẽ cau mày, hướng vậy cá mập đánh ra một chưởng, một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy cá mập liền trực tiếp bị một chưởng này đánh thành nghiền. Nhưng, ở đó thủy hình cá mập sau đó, nhưng là cất giấu một đầu đồ vật khổng lồ, chính là vậy sáu cánh thần xa. Giờ phút này, sáu cánh thần xa lần nữa dương ra miệng to như chậu máu, trong miệng ánh sáng màu trắng bạc phun trào, lần này, nhưng không còn là như vậy hấp lực vòng xoáy, mà là biến thành một đạo cột sáng, trực tiếp hướng Hứa Sát đánh tới. Hứa Sát nhìn đạo cột sáng kia, sắc mặt vô cùng là bình thản, cổ tay lộn một cái, một chuôi yêu dị cực kỳ trường kiếm màu đỏ như máu, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Một khắc sau, một đạo vô cùng kinh khủng sát ý chập chờn từ Hứa Sát trong cơ thể, bộc phát ra, ngay tức thì bao phủ toàn bộ dị không gian, vậy ám diệu biển, tựa như đều phải ở sát ý này dưới đông. Ngũ trọng thiên cảnh giới sát thần đạo ấn, lần nữa hiện lên, một đạo cực kỳ lạnh thấu xương sát ý kiếm mang, hướng sáu cánh thần xa cuộn sạch đi. Màu đỏ thấm kiếm mang, cùng vậy bạc cột sáng màu trắng, ầm ầm đụng nhau, đúng cái trời đất phảng phất như ngừng lại cái này nháy mắt. Theo tới, chính là làm đáy lòng người phát rét một màn. Chỉ gặp, hai đạo ánh sáng mang lẫn nhau đánh sâu vào chỉ chốc lát sau, vậy bạc cột sáng màu trắng lại là giống như Diệp Thần kiếm mang vậy, bể nát. Sáu cánh thần xa thấy vậy, còn người ngay tức thì có giúp một cái, cả người toát ra một tầng tinh huy, cùng lúc đó, màu máu kiếm quang đã chém vào nó thân thể cao lớn tiếng. Một tiếng vô cùng thê thảm gào thét vang lên. Mảng lớn màu trắng bạc máu, trên không rơi xuống, thân thể to lớn nặng nề đổ bay mà quay về, ngã ở vậy ám diệu trong biển, nổ lên lớn oành nước biển. Diệp Thần thấy vậy sắc mặt biến đổi, nhìn vậy cầm kiếm máu phát nam tử, trong mắt cũng là hiện lên lau một cái vẻ rung động. Sáu cánh thần xa, lại là ở người này dưới một kiếm, liền đã làm trọng thương. Hắn hiển nhiên là đánh giá thấp hai bên thực lực chênh lệch. Liền sáu cánh thần xa lại là cũng không cách nào ngăn cản Hứa Sát sao. Hứa Sát lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt màu máu tựa hồ đậm đà một ít, hắn đem trường kiếm trong tay thu hồi, mang trường, thì phải hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cái này Hứa Sát hiển nhiên không phải cái gì thích nương tay người, cho dù là đối mặt mình cũng hẳn thi triển toàn lực mới đúng, nhưng vì cái gì thu kiếm. Cái này Hứa Sát mặc dù mạnh mẽ, nhưng, chỉ sợ cũng không cách nào tùy ý ra tay. Bất quá, rất nhanh, Diệp Thần khóe miệng chính là hiện lên vẻ cười khổ, cho dù biết liền thì thế nào. Cho dù là Hứa Sát một trưởng,
hắn giống vậy không cách nào tiếp. Tựa hồ đã không có bất kỳ lật bàn có thể. Chẳng lẽ, mình thật phải chết ở chỗ này? Diệp Thần trong mắt bên trong hiện lên nồng nặc vẻ không cam lòng. Hắn trên mặt lóe lên một màn điên cuồng, sau đó, thân hình động một cái, chính là tay cầm trường kiếm hướng vậy Hứa Sát phi thân lên, trong miệng phát ra như dã thú gào thét, chủ động hướng Hứa Sát phát khởi công kích. Nam Tiêu Ly đến giờ phút này mới miễn cưỡng có thể đứng dậy, nhìn Diệp Thần gần như tự sát cử động, nước mắt ngay tức thì từ vẻ đẹp của nàng mâu bên trong sông ra, nàng lo lắng hô lớn, Diệp Thần, không muốn. Đông Hoàng Vong Cơ các người, hưng phấn. Cái này ngu xuẩn tiểu tử, muốn hợp lại. Ha ha, xứng sao? Chỉ có thể tăng tốc độ cái chết của mình mất thôi. Bọn họ tim đập cũng gia tốc, tựa như đã thấy Diệp Thần bị đánh thành huyết vụ một màn. Hứa Sát mặt không thay đổi nhìn liều chết xung phong Diệp Thần, một chưởng đánh ra. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng là chém xuống một kiếm. Một khắc sau, huyết sắc kia chưởng ấn cùng Diệp Thần kiếm quang lần nữa đụng nhau. Nam Tiêu Ly thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. Mà Đông Hoàng Vong Cơ đám người nụ cười chính là đều phải liệt đến bên tai, trong mắt là đậm đà tới cực điểm hung tàn cùng vui sướng. Đại hòa tâm phúc, rốt cuộc phải diệt trừ à? Loại cảm giác này quá thoải mái. Giống như, có một cây cá gai cắm ở cổ họng của ngươi bên trong, mà ngươi rốt cuộc phải đem nhổ xong vậy. Có thể, ngay tại lúc này, không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện. Đông Hoàng Vong Cơ các người trên mặt nụ cười, ngay tức thì đọng lại, trong mắt mơ hồ run rẩy, mặt đầy đều là kinh ngạc tới cực điểm thần sắc. Bọn họ trong lòng sinh ra từng tia cực kỳ yếu ớt, nhưng quả thật tồn tại sợ hãi ý. Chẳng lẽ, ngày đó ở Viêm Chân vực bên trong loại tình huống đó lại phải xuất hiện lần nữa sao? Diệp Thần lại phải một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Mà Nam Tiêu Ly chính là đờ đẫn, ngây ngốc khó có thể tin nhìn một màn này. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy gì? Chỉ gặp huyết sắc kia trưởng ấn trong chốc lát lại là cùng Diệp Thần kiếm quang rằng co ở giữa không trung. Mặc dù, màu máu trưởng ấn tựa như đang không ngừng áp chế Diệp Thần kiếm quang, kiếm kia mang không ngừng lóe lên, tựa hồ kế cận bể tan tành. Nhưng, trưởng ấn bản thân cũng là tiêu hao năng lượng to lớn, bộc phát ảm phai nhạt. Diệp Thần lại là miễn cưỡng chặn lại Hứa Sát nhất kích. Một tên càn khôn cảnh tồn tại ngăn trở Hứa Sát nhất kích. Hứa Sát cho dù là tiện tay nhất kích, vậy đủ làm người ta kinh sợ à? Nói ra, sợ rằng sẽ đem vậy võ giả cũng hù chết chứ. Vào thời khắc này, biển sâu bên trong, một đạo ánh sáng bạc lần nữa nổ bắn ra ra, đụng vào huyết sắc kia trưởng ấn lên, xuống một khắc, ầm một tiếng, ba đạo công kích đồng thời mất đi. Một đạo thân ảnh khổng lồ, lao ra đáy biển, treo lơ lửng ở Diệp Thần sau lưng, ở bụng bị chém ra một đạo lỗ to lớn. Nội tạng đều rõ ràng có thể thấy. Chính là vậy bị thương sáu cánh thần xa. Bất quá, rất hiển nhiên, nó như cũ lựa chọn chiến đấu. Mà giờ khắc này Diệp Thần cả người vòng quanh từng cơn hắc khí, cặp mắt bên trong hiện lên hai quả huyền ảo phù văn, một loại tựa như làm thiên đạo, cũng làm thần phục khí vận, từ trong cơ thể kích động ra. Tựa như, hắn chính là thiên địa này chân chính nắm giữ vậy. Bộ dáng kia, thà ngày đó ở Viêm Chân vực bên trong kích hoạt luân hồi huyết mạch lúc đó, như da vừa rút lui. Bất đồng chính là, lần này hắc khí lãnh đạm, uy thế yếu bớt, nhưng, Diệp Thần cặp mắt bên trong cũng là duy trì trong sạch vẻ. Bỗng nhiên, Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên một đạo thần niệm truyền âm nói, chủ nhân, cảm giác như thế nào? Diệp Thần cặp mắt bên trong, lóe lên vô cùng là chói mắt thần mang, cười nói cũng không tệ lắm, đáng tiếc chỉ có một lần. Giờ phút này, trong cơ thể hắn phun trào ra nổ tính lực lượng à. Lực lượng này, để cho hắn vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Hôm nay Diệp Thần, có một loại vung tay lên liền có thể đem toàn bộ dị không gian lau sạch giống vậy ảo giác. Đây là hắn lần đầu tiên, ở trạng thái thanh tỉnh hạ cảm thụ cái này luân hồi huyết mạch lực lượng. Loại cảm giác này, thật đẹp tốt. Nguyên bản, Diệp Thần xông về Hứa Sát là chuẩn bị đến gần hắn, cháy huyền yêu tinh huyết. Cho dù không cách nào thành công kích hoạt luân hồi huyết mạch, cũng phải tự bạo cùng Hứa Sát lấy mạng đổi mạng. Nhưng, vừa vặn ngay tại lúc này, tiểu hắc thức tỉnh. Nháy mắt tức thì, một cổ không biết, mạnh mẽ, hơn nữa, thà vô cùng là thân thiện năng lượng ngay tức thì sáp nhập vào huyết mạch hắn bên trong, vậy ngủ say ở thân thể bên trong luân hồi huyết mạch, ngay tức thì liền bị cái này cổ xưa lực lượng thức tỉnh.
luân hồi huyết mạch lại một lần nữa ngắn ngủi kích hoạt. Chỉ bất quá so lần trước huyền yêu kích hoạt, yếu đi quá nhiều. Nhưng cũng đủ rồi. Một khắc sau, Diệp Thần hướng sáu cánh thần xa nhìn, ánh mắt chớp mắt, tay run một cái, mấy đạo ánh sáng hướng sáu cánh thần xa bay đi. Chính là vậy ám diệu thủy tinh. Nhưng, không phải ba viên, mà là bảy viên. Diệp Thần đem toàn bộ ám diệu thủy tinh đều phải cho liền sáu cánh thần xa. Nước này tinh cùng sáu cánh thần xa thuộc tính, vô cùng là phù hợp, cần phải, có thể giúp hắn tu bổ bộ phận thương thế. Dưới mắt đã không phải là trốn lúc. Cho dù hắn đã ngắn ngủi kích hoạt luân hồi huyết mạch, tạm thời có càng lực lượng mạnh, cũng phải làm hết sức tăng lên mấy phe thực lực, mới có cùng hứa sát đánh một trận vốn. Sáu cánh thần xa thấy vậy vui mừng, lúc này, đem vậy ám diệu thủy tinh toàn bộ nuốt vào trong miệng. Trong chốc lát, hắn vết thương bụng chậm rãi khôi phục. Mà hứa sát, nhìn Diệp Thần cùng sáu cánh thần xa, ánh mắt nhưng là có chút ảm phai nhạt. Cùng lúc đó, một giọng nói, một đạo nóng nảy, tức giận, điên cuồng thanh âm, ở hắn đầu óc bên trong gào thét nói, hứa sát, vận dụng giết ma quyết, toàn lực ra tay, không tiếc giá phải trả, cũng phải đem thằng nhóc này, cho ta hoàn toàn tiêu diệt. Thanh âm này, hắn rất quen thuộc, từ nhỏ cũng đã nghe thói quen. Thanh âm này đến từ Đông Hoàng Thiên Điện chí cao vô thượng tồn tại. Ngũ đế một trong Đông Hoàng Vong Cơ. Đồng thời, cũng là hắn hứa sát cùng mẹ khác cha tay chân, lòng hắn bên trong đã từng đối với hắn quan tâm chu toàn, khắp nơi che chở hắn đại ca. Hứa sát biết, hắn trong lòng cái đó rất nhiều quên cơ hội đã sớm không có ở đây, nhưng, dù vậy, hắn vậy như cũ cam nguyện vì hiện nay Đông Hoàng đế quân mà chết. Một đạo vô cùng chói mắt huyết quang, từ hứa sát cặp mắt bên trong, bộc phát ra, phảng phất có hai cái màu máu nắng gắt ở mắt khuông bên trong dâng lên vậy. Thật giống như đến từ cửu u vậy, vô cùng trầm thấp, âm lãnh thanh âm, ở nơi này dị không gian bên trong vang vọng nói, giết ma quyết, mở. Nháy mắt tức thì, khủng bố sát ý ở giữa trời đất phun trào, tựa như, một cái phải đem cái này dị không gian xé thành mảnh vụn bàn tay vậy, siết chặt Diệp Thần đám người tim. Chuôi này yêu dị trường kiếm màu máu, xuất hiện lần nữa ở hứa sát trong tay, điên cuồng cùng lý trí ở cặp mắt bên trong thay nhau thoáng hiện. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng sáu cánh thần xa, thanh tú gương mặt, cực nhanh vặn vẹo, hiện lên một loại vô cùng là khát dị thường vọng vẻ. Hắn đang khát vọng trước cướp đi Diệp Thần cùng sáu cánh thần xa tánh mạng. Đông Hoàng Vong Cơ thần sắc dữ tợn, khóe miệng là một màn điên cuồng nụ cười, hắn biết, hứa sát sở dĩ vẫn không có chân chính vận dụng toàn bộ thực lực, chính là bởi vì phòng ngừa thức tỉnh trong cơ thể giết ma. Mà hắn thi triển giết ma quyết sau đó, không nghi ngờ chút nào sẽ hoàn toàn nhập ma mà chết, nhưng, nếu là có thể giết Diệp Thần, cũng đáng giá à? Nếu không phải hắn, hứa sát sớm ở chục nghìn năm trước sẽ bị giết ma chiếm đoạt mà chết, không phải sao? Diệp Thần sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Vốn là hắn lấy hôm nay thực lực, cộng thêm sáu cánh thần xa, nói không chừng có cùng hứa sát đánh một trận cơ hội. Có thể giờ phút này, chỉ là đứng ở hứa sát trước mặt, liền để cho hắn cảm thấy một loại hơi thở tử vong. Trước mắt thanh niên tóc đỏ giống như từ địa ngục đi ra giết hại thần. Mấu chốt nhất là, cái này hứa sát hơi thở lại là mơ hồ còn ở leo lên. Diệp Thần hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng nói, động thủ. Một khắc sau, cổ tay lộn một cái, một kiếm hướng hứa sát chém tới, thời khắc này Diệp Thần bất luận là linh khí chất lượng, thân xác lực lượng, sinh mệnh lực, vẫn là thần hồn lực. Mỗi cái phương diện đều có vô cùng đại trình độ tăng lên. Mới vừa kiếm thứ nhất, Diệp Thần cũng không hoàn toàn nắm giữ tốt lực lượng của hôm nay, giờ phút này, một đạo màu đen tuyền ngân hà kiếm quang, từ sát kiếm bên trên, bộc phát ra, hướng hứa sát chém tới, uy lực lại là cường thịnh hơn liền một phần. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, hôm nay, luân hồi huyết mạch mặc dù chỉ là đem hắn thực lực ngắn ngủi tăng lên, nhưng, cộng thêm một thân thủ đoạn vân. Vân. Thực lực đã có chất bay vọt. Cùng lúc đó, sau cánh thần xa, cũng là phun ra một đạo màu bạc trùm tia sáng, hai đạo công kích ngay tức thì bao phủ hứa sát. Hứa sát quanh thân sát khí đông lại một cái, một đạo màu máu kiếm quang ngay tức thì bung ra. Kiếm quang kia dâng lên ngay tức thì, Diệp Thần sắc mặt hung hăng biến đổi. Một kiếm này, nhìn như tựa hồ không có lúc trước hứa sát đối với sáu cánh thần xa ra tay lúc như vậy ngút trời uy thế. Nhưng lại làm Diệp Thần sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn biết,
một kiếm này sở dĩ không có tạo thành kinh thiên uy thế, là bởi vì là Hứa Sát cầm lực lượng, hoàn toàn ngưng tụ ở kiếm quang bên trong, không có một chút tiết ra ngoài à. Càng cường đại lực lượng, càng khó mà nắm trong tay, có thể gặp, Hứa Sát đang đối với sát thần đạo nắm trong tay bên trên, đã đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ. Một khắc sau, đen nhánh kia kiếm mang cùng với màu trắng bạc chùm tia sáng lại là tựa như đất cát xếp thành vậy, ở huyết sắc kia kiếm quang ăn mòn dưới, thật nhanh phong hóa, vỡ vụn trước, mà kiếm quang kia ngay chớp mắt lại là hóa thành một mảnh màu máu đợt sóng, hướng Diệp Thần cùng sáu cánh thần xa cuồn cuộn tới. Đáng chết! Diệp Thần mắng nhỏ một tiếng, hóa huyết thần sợi bông, lục đạo luân hồi pháp, sáu diệt chân quyết sinh chữ thiên vân. Vân, trình độ cao nhất vận chuyển, thực lực bạo tăng sau đó, hóa huyết thần sợi bông uy năng, cũng là đi theo bạo tăng. Mà sáu cánh thần xa, bề mặt bên trên cũng là nổi lên một hồi thủy quang, nước kia quang bên trong tản ra một loại tinh thần hơi thở, chính là ám diệu thủy tinh. Ám diệu thủy tinh, cùng thuộc tính cực kỳ phù hợp, vậy 10 giọt ám diệu thủy tinh, hôm nay đã bị sáu cánh thần xa hấp thu một phần lớn, mà nó vậy vì vậy có một ít càng cường đại hơn thần thông. Rất nhanh, huyết sắc kia đợt sóng liền đem Diệp Thần cùng sáu cánh thần xa bóng người chìm ngập. Dị không gian bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Thần cùng sáu cánh thần xa chỗ ở vị trí. Chỉ chốc lát sau, huyết quang tiêu tán, tại chỗ hiện ra hai đạo thân ảnh, chính là Diệp Thần cùng sáu cánh thần xa. Đông Hoàng Vong Cơ các người thấy vậy, ngay tức thì lại là cười. Diệp Thần cùng sáu cánh thần xa, mặc dù còn chưa chết, nhưng, thời khắc này trạng thái cũng là cực kỳ không xong. Hai đạo thân ảnh, cả người đều là máu tươi. Chảy ra rách thịt, gãy xương đứt gân. Diệp Thần khá hơn một chút, dựa vào luân hồi huyết mạch và khủng bố thân xác, thương thế cực nhanh khôi phục, có thể sáu cánh thần xa đâu. Nguyên bản cũng đã bị trọng thương, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, hôm nay, cả người máu thịt lại là mảng lớn đi xuống. Nhìn như cũng sắp trở thành cá mập bộ xương. Nếu không phải người là dị thú, sinh mệnh lực vốn là sợ hãi nói, giờ phút này, đã sớm chết rồi. Hứa Yến Linh cười lạnh nói, ha ha, xem ra, lần này, quỷ dị này tiểu tử vậy rốt cuộc không cách nào lại sáng tạo cái gì kỳ tích, không cần chúng ta mạo hiểm ra tay, dựa vào Hứa Sát liền có thể đem giải quyết. Vạn Vô Quang cũng là hài lòng gật đầu một cái. Còn như Hứa Sát chết, bọn họ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hứa Sát thật ra thì chính là một cái mìn định giờ, vạn nhất ngày nào đó phong ấn và dược tề không cách nào áp chế trong cơ thể hắn giết ma, hắn bị giết ma vào cơ thể, ngược lại, nhìn trời điện mà nói là cái uy hiếp. Ngược lại không như sẽ để cho hắn ở chỗ này, giết ma vào cơ thể, chết tại đây dị không gian bên trong tới thật tốt, còn có thể đem Diệp Thần cái này mối họa giải quyết, đế quân cái này quyết đoán thật là một hòn đá hạ hai con chim, vô cùng anh minh à. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn sáu cánh thần xa một mắt, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Đột nhiên, hắn ánh mắt chớp mắt đối với sáu cánh thần xa thần niệm truyền âm nói, thần xa, người có thể hay không đem người này tạm thời trói buộc. Chỉ cần, một cái hô hấp thời gian. Sáu cánh thần xa giờ phút này vô cùng thô trọng thở hào hển, dựa vào nhanh chóng luyện hóa vậy ám diệu thủy tinh năng lượng chữa trị thân thể, hắn nghe được Diệp Thần nói, một đôi đỏ mắt hướng Diệp Thần nhìn, mặc dù... Diệp Thần nhìn như tựa hồ là hắn chán ghét nhất loài người rất giống, nhưng, chẳng biết tại sao, hắn đối với Diệp Thần nhưng là có loại vô hình tín nhiệm. Một khắc sau, trong mắt hiện lên một loại tràn đầy thú tính ngoan tuyệt vẻ, hướng về phía Diệp Thần gật đầu một cái. Hắn biết mình làm như vậy, rất có thể sẽ chết, nhưng, trước khi chết kéo cái này đem mình bắt được, nhốt vô số năm tháng thù người ra tay, cũng là một cái lựa chọn tốt, không phải sao. Hứa Sát trên gương mặt hiện lên lau một cái vẻ rằng co, tựa hồ còn đang cực lực áp chế vậy giết ma cắn trả, coi như phải bị giết ma ăn mòn, cũng phải ở tiêu diệt Diệp Thần sau đó. Bởi vì, nếu như giết ma vào cơ thể sau đó, hắn liền sẽ không lý trí chút nào địa đối quanh thân hết thảy vật còn sống tiến hành công kích, nói cách khác, có thể vậy sẽ đối với ẩn giấu Đông Hoàng Vong Cơ các người ra tay. Cái này, hiển nhiên không phải Đông Hoàng Vong Cơ muốn thấy. Ngay tại lúc này, vậy sáu cánh thần xa thân hình động một cái, đột nhiên, hướng đáy biển lẻn đi, cái này ám diệu chân thủy đối với vậy võ giả mà nói, tiến vào trong đó sẽ cảm thấy vô cùng là to lớn trọng lực, làm thực lực hạ xuống, nhưng, sáu cánh thần xa, ở trong đó nhưng là như cá gặp nước, hành động tự nhiên. Hứa Yến Linh thấy vậy, ha ha phá lên cười nói, xem ra,
cái này sáu cánh thần xa ngược lại là thông minh, bị trọng thương sau này cũng biết sợ chết, hiện tại, bỏ qua thằng nhóc này trốn đi, ha ha, không có cái này sáu cánh thần xa, cái này tiểu phế vật phỏng đoán sẽ bị Hứa Sát nháy mắt dây chứ. Vạn Vô Quang cũng là mỉm cười nói, Diệp Thần cùng sáu cánh thần xa hợp lực, mới có thể miễn cưỡng tiếp Hứa Sát nhất kích, bây giờ thế nào? Yếu ớt thăng bằng đã bị đánh vỡ, trong vòng ba chiêu, Diệp Thần thất bại. Đông Hoàng Vong Cơ cười không nói, nhưng, trong mắt vẻ đắc ý cũng đã rất rõ ràng. Quả nhiên, mình phán đoán không có sai. Hiện tại, thằng nhóc này coi như còn có cái gì liều mạng thủ đoạn cũng không cách nào phiên bản chứ. Tối đa cũng chỉ kéo Hứa Sát cùng chết mà thôi. Đông Hoàng Vong Cơ đoán được không hề sai, hôm nay, đơn độc đối mặt Hứa Sát, Diệp Thần tựa hồ chỉ có cháy huyền yêu huyết mạch con đường này có thể đi. Ngay tại lúc này, Hứa Sát xuất thủ lần nữa, một đạo màu máu kiếm quang giống như tia chớp, bắn nhanh tới, chỗ đi qua, không gian lớn phiến vỡ vụn, lại là một kiếm chém ra vô tận mất đi không gian. Cái này còn là ở một kiếm này vô cùng là nội liếm dưới tình huống. Nếu là có thể tính ngoại phóng, sợ rằng toàn bộ dị không gian đều có hỏng mất nguy hiểm. Theo giết ma quyết vận chuyển, Hứa Sát thực lực cũng là càng kinh khủng hơn. Đối mặt một kiếm này, cái này tản ra trình độ cao nhất khí tức nguy hiểm một kiếm, Diệp Thần nhưng là điên cuồng hét lên một tiếng, lần nữa một kiếm hướng kiếm quang chém xuống, hắn vẫn không có cháy huyền yêu huyết mạch. Thấy một màn này, Đông Hoàng Vong Cơ các người hai mắt nhìn nhau một cái, hoàn toàn yên tâm, ừ, Diệp Thần tựa hồ không có bất kỳ hậu thủ nào liền à, có thể an tâm chết đi. Đen nhánh kia ngân hà vậy kiếm quang, ở màu máu kiếm mang trước, lại một lần nữa bể tan tành, chọc thủng đen nhánh kia ngân hà. Hứa Sát kiếm mang ngay tức thì đánh vào Diệp Thần trên thân hình. Giờ phút này, Diệp Thần hóa huyết thần sợi bông, Trần Bia cùng với mậu thổ nguyên phù vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, cả người tựa như bị bọc ở một tầng máu loãng và vách tường bên trong vậy. Có thể, mặc dù có hóa huyết thần sợi bông những vật này bảo vệ, Diệp Thần như cũ ở chúng kiếm sau đó cả người tuôn ra một hồi xương máu. Hắn cầm kiếm hai tay không ngừng bể tan tành, toàn bộ thân thể giống như hỏa tiễn vậy đổ bay ra. Trùng trùng đập vào núi kia vách đá bên trên, đem cả ngọn núi vách đá đập ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Nam Tiêu Ly mặt đẹp một phiến trắng bệch, thân hình trước mắt, liền xuất hiện ở Diệp Thần bên người, vô cùng đau lòng nhìn trọng thương Diệp Thần nói, Diệp Thần, người có tốt không? Diệp Thần khó khăn gật đầu một cái, ánh mắt chớp động nói, không chết được, Ly Nhi, rời đi nơi này, ngươi là Nam Tiêu đế quân con gái, ngươi nếu như rời đi, hắn hẳn không sẽ ngăn trở. Thừa dịp, còn có thể rời đi. Hắn nhìn ra được, Hứa Sát tựa hồ muốn mất lý trí. Có thể, Nam Tiêu Ly nhưng là kiên định lay động đầu, chắn Diệp Thần trước người, ngưng mắt nhìn Hứa Sát nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, hiện tại, cho ta dừng tay. Ta là Nam Tiêu đế quân con gái, ngươi nếu như giết Diệp Thần, ta thể coi như vận dụng toàn bộ Nam Tiêu thiên điện lực lượng, vậy sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Miễn cưỡng duy trì lý trí Hứa Sát, nghe vậy nhưng là cười. Hơi mỉa mai cười, nhưng, cái này châm chọc lại tựa hồ như không phải là đối Nam Tiêu Ly, mà là đối với chính hắn. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, đưa ta vào chỗ chết. Không cần như vậy phiền toái, giết thằng nhóc này sau đó, ta tự nhiên sẽ chết. Nam Tiêu Ly nghe vậy, tim ngay tức thì rơi đến đáy cốc. Cái loại này ôm quyết chí chết người, uy hiếp gì cũng không có bất kỳ tác dụng. Hứa Sát nhìn còn đang khôi phục thân thể Diệp Thần. Giơ lên trường kiếm trong tay, trong mắt vẻ điên cuồng, càng ngày vậy đậm đà, lý trí, cơ hồ thì phải hoàn toàn tiêu tán. Có lẽ, chém ra một kiếm này sau đó, hắn cũng sẽ bị giết ma hoàn toàn chiếm đoạt chứ. Sau đó, đang điên cuồng giết hại sau đó, mình liền sẽ chết đi. Có thể, ngay tại Hứa Sát sắp xuất kiếm nháy mắt, dị biến phát sinh. Toàn bộ ám diệu biển, đều là ở ngay tức thì sôi trào lên, cuồn cuộn nước biển điên cuồng khuấy động. Một khắc sau, khó tin một màn xuất hiện. Chỉ gặp, cả tòa biển khơi lại là ngay tức thì rời đi thềm lục địa, treo lơ lửng ở không trung. Đây chính là số lượng khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng ám diệu chân thủy à. Số lượng như vậy ám diệu chân thủy, chỉ là sức nặng cũng đã đạt đến một người vô cùng hắn sợ hãi bước, cho dù là Đông Hoàng Vong Cơ các người thấy, đều là không nhịn được khẽ cau mày. Ám diệu chân thủy uy năng mạnh mẽ, vận dụng toàn bộ ám diệu biển. Tiến hành công kích. Liền bọn họ cũng mơ hồ cảm thấy từng tia uy hiếp. Mà có thể làm được chuyện này,
trừ bọn họ lúc trước cho rằng chạy trốn sáu cánh thần xa cái này cùng tinh hải dị thú bên ngoài, còn có cái gì tồn tại. Đông Hoàng Vong Cơ các người đều là sắc mặt trầm xuống, cái này sáu cánh thần xa lại không phải chạy trốn, ngược lại, hiển nhiên vận dụng loại nào đó liều mạng thủ đoạn à. Giờ phút này, cả tòa ám diệu biển trung tâm là một đầu toàn thân bị màu tím nhạt ánh sao lượn quanh đồ sộ cá mập lớn, nếu như đã từng đi qua hư không tinh hải người, nhất định cũng sẽ phát hiện, cái này ánh sao cùng vậy hư không ánh sao bên trong tinh thần năng lượng vô cùng làm tướng tựa như. Mà theo cái này ánh sao, bộc phát sáng rực đứng lên, vậy sáu cánh thần xa sức sống cũng là điên cuồng hạ xuống. Đồng thời, trong cơ thể ám diệu thủy tinh vậy đang nhanh chóng cháy. Cho dù là sáu cánh thần xa muốn dẫn động cái này một mảnh tối diệu biển, vậy tuyệt không phải chuyện dễ, mới vừa Diệp Thần đối mặt Hứa Sát chốc lát, chính là sáu cánh thần xa thiêu đốt hết thảy nơi tranh thủ thời gian. Một khắc sau, vậy vô cùng nước biển lại là thật nhanh co rút lại ngưng luyện trước, ngay chớp mắt liền biến thành một đạo tràn đầy tinh thần lực, màu tím nhạt xiềng xích, hướng Hứa Sát bắn nhanh đi. Khóa tốc độ vô cùng nhanh chóng, hơn nữa, giờ phút này Hứa Sát đang chuẩn bị đối với Diệp Thần ra tay, căn bản không né tránh kịp nữa. Ám diệu biển, có thể ngăn trở thần niệm, đừng nói là Hứa Sát, liền Đông Hoàng Vong Cơ các người mới vừa cũng không có phát hiện sáu cánh thần xa phản công. Cơ hồ là nháy mắt tới giữa, vậy xiềng xích liền đem đang chuẩn bị xuất thủ Hứa Sát, bó buộc được nghiêm nghiêm thật thật. Hứa Sát sắc mặt, hơi đổi, ổ khóa này quấn quanh ở hắn trên thân hình ngay tức thì, chính là có một đạo khủng bố cự lực, ngay tức thì trấn áp xuống, đồng thời, ngôi sao kia năng lượng tràn vào trong cơ thể, lại là chế trụ hắn linh lực trong cơ thể. Hắn cảnh giới lại là ở rơi xuống. Trong chốc lát, Hứa Sát lại tựa như bị giam cầm ở giữa không trung bên trong vậy, không cách nào nhúc nhích. Hứa Yến Linh thấy vậy, hừ lạnh một tiếng nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, cái này sáu cánh thần xa cháy hết thảy, mới có thể miễn cưỡng điều khiển cái này ám diệu biển, phỏng đoán chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì một cái hô hấp thời gian. Cái này giam cầm thì phải không đánh tự thua liền chứ. Ha ha, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, chỉ là, để cho bọn họ sinh mạng kéo dài một cái hô hấp. Vạn Vô Quang cũng là gật đầu nói, cái này sáu cánh thần xa tuy là dị thú, nhưng, xúc sinh cuối cùng là xúc sinh, linh trí kém hơn loài người, vậy họ Diệp tiểu tử đã trọng thương, ngay cả tay cũng bị mất, lúc này, cầm giữ Hứa Sát thì có ích lợi gì. Căn bản, không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp. Có thể, ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, ở giữa thiên địa đột nhiên nhiều hơn một loại trình độ cao nhất mất đi mùi vị. Cái này chập chờn xuất hiện ngay tức thì, Đông Hoàng Vong Cơ ba người đều là con ngươi co rúm một cái, ngay tức thì hướng Diệp Thần nhìn. Chỉ gặp, giờ phút này Diệp Thần hai tay, mặc dù chưa khôi phục, nhưng, mắt màu bên trong, một đạo vô cùng là thâm thúy hắc quang, đang nhanh chóng ngưng tụ. Bất ngờ là vậy diệt tuyệt thần quang. Hơn nữa còn là cường hóa bản diệt tuyệt thần quang. Chỉ là, mặc dù kỳ đạo ấn đột phá ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng, diệt tuyệt thần quang, nhưng vẫn là không cách nào ngay tức thì phát ra. Cần nhất định thời gian nổi lên, nhìn như rất ngắn, nhưng, đối với cao thủ mà nói, nhưng đủ né tránh dù sao cũng lần. Hơn nữa, kỳ đạo ấn sau khi đột phá, thi triển diệt tuyệt thần quang cũng đã không giới hạn hai tay. Cảm nhận được diệt tuyệt thần quang lực lượng, Đông Hoàng Vong Cơ ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ khinh thường. Lấy là Diệp Thần không có tay, cho dù Hứa Sát bị trói buộc, vậy không tạo nổi sóng gió gì mới đúng. Nếu không, mới vừa, bọn họ chỉ phải ra tay, tuyệt đối có thể thay Hứa Sát đánh vỡ vậy xiềng xích giam cầm à. Có thể hiện tại nhưng không còn kịp rồi. Giờ phút này, Diệt Tuyệt Thần Quang đã giống như màu đen sấm sét vậy, hướng Hứa Sát bắn xong đi. Diệp Thần trong mắt, thần mang bạo tránh, hắn yêu cầu chính là cái này một cái hô hấp thời gian. Quyết định sinh tử một cái hô hấp. Cho dù thân ở đường cùng, vậy không có nghĩa là hắn không cách nào lật bàn. Cơ hồ là trong phút chốc, vậy Diệt Tuyệt Thần Quang liền xuyên thủng Hứa Sát ấn đường. Nam Tiêu Ly thấy vậy, mặt đẹp bên trên hiện lên nồng nặc vui mừng. Mà Đông Hoàng Vong Cơ các người, sắc mặt chính là khó coi tới cực điểm. Chỉ thiếu chút xíu nữa, Hứa Sát liền có thể hoàn toàn chu diệt Diệp Thần liền à. Có thể, lại vẫn là ở một khắc cuối cùng sắp thành lại hỏng. Ba người ánh mắt đồng thời lạnh lùng xuống, lúc này cũng chỉ có ba người cùng ra tay, đem Diệp Thần hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Thần có lẽ còn có một chút nghịch thiên hậu thủ, nhưng,
cho dù chịu trách nhiệm nguy hiểm, ngày hôm nay bọn họ vậy không giết Diệp Thần không thể. Cái loại này yêu nghiệt, ở lâu một ngày, đối với bọn họ mà nói, đều là một loại hành hạ à. Có thể, ngay tại lúc này, một tiếng vô cùng là kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên ở nơi này dị không gian bên trong vang lên. Chỉ gặp, Hứa Sát mặt mũi ở hủy diệt lực ăn mòn dưới giống như cây nến vậy, thật nhanh hòa tan trước, có thể làm người ta sợ hãi phải, hắn lại không có chết. Hơn nữa, ngay tại lúc này, ầm một tiếng nổ vang, một đạo tuyệt cường khí tức phóng lên cao, mãnh liệt linh áp cơ hồ phải đem Hứa Sát quanh thân không gian chấn thành hư không. Hứa Sát lại là đang bị diệt tuyệt thần quang đánh trúng nháy mắt, đột phá. Không chỉ có như vậy, hắn cả thân lực lượng, đều là ngay tức thì sôi trào lên, trong chốc lát, cả người giống như là hồi quang phản chiếu vậy, sinh cơ bên trong cơ thể mặc dù đang bay nhanh tiêu hao, nhưng là bạo phát ra làm người ta rung động dốc sức, tựa như, ở 200% phát huy vậy, trong chốc lát, mặc dù thể xác cũng hòa tan được không còn hình dáng, nhưng cố dựa vào vậy cháy bên trong sức sống, còn sống. Dĩ nhiên, như thế cháy đi xuống, Hứa Sát rất nhanh sẽ chết. Có thể, thời khắc này Hứa Sát hoàn toàn không có dừng lại thiêu đốt ý, tựa hồ đã hoàn toàn bị giết ma vào cơ thể, biến thành chỉ biết giết hại quái vật, lại cũng không có lý trí có thể nói. Hắn hiện tại chỉ cần lực lượng, để cho nó tận tình giết hại lực lượng. Ầm một tiếng, vậy ám diệu biển biến thành xiềng xích, rốt cuộc nổ tung, lần nữa biến thành vô cùng ám diệu nước, rơi vào thềm lục địa bên trên. Sáu cánh thần xa, cả người máu tươi, vô cùng yếu ớt, sức sống cơ hồ đều đã tiêu hao hết, hắn nặng nề ngã ở trên mặt biển, hoàn toàn mất đi chiến lực, có thể sống sót hay không cũng là một cái vấn đề. Mà Diệp Thần xuất hiện trước mặt một cái vô cùng kinh khủng quái vật. Nguyên bản mặt mũi thanh tú Hứa Sát, giờ phút này cả người ở hủy diệt lực dưới sự xung kích không ngừng thối rữa, hòa tan trước, nhưng, thân thể, chẳng những không có tan vỡ, ngược lại, tản ra sức sống bộc phát cường thịnh đứng lên. Hơn nữa, nguyên bản tản ra sát khí bên trong, hỗn hợp vô cùng là tinh thuần ma khí. Giết ma vào cơ thể. Thời khắc này Hứa Sát, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng, ở đem hết thảy cháy hết trước, gần như có bất tử bất diệt sinh mệnh lực à. Vốn nên ở hủy diệt lực ăn mòn cực kỳ thống khổ Hứa Sát, nhưng tựa như chút nào không cảm giác được đau đớn trên thân thể vậy, khóe miệng liệt khai một cái nụ cười dữ tợn, lẩm bẩm nói, giết, giết, giết. Thảo. Diệp Thần không nhịn được mắng nhỏ một tiếng, Hứa Sát lại là ở một khắc cuối cùng giết ma vào cơ thể. Chỉ cần lại trễ một phần vạn cái hô hấp thời gian, hắn cũng đã chết chứ. Diệp Thần thân hình động một cái, thì phải về phía sau tránh đi, hắn rất rõ ràng, Hứa Sát cái loại này bùng nổ có thời gian hạn chế, chỉ cần mình có thể trì hoãn nữa, chết thì sẽ là Hứa Sát. Sau lưng ngọn lửa động một cái, phần huyết quyết toàn lực vận chuyển, tốc độ chợt tăng, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng Nam Tiêu Ly phi độn đi. Hắn phải dẫn Nam Tiêu Ly, cùng đi, giết ma vào cơ thể Hứa Sát cũng không sẽ quản Nam Tiêu Ly có phải hay không Nam Tiêu Thiên Điện đế quân con gái. Có thể, ngay tại lúc này, Hứa Sát bóng người nhưng là quỷ dị chớp mắt, từ trước mắt biến mất không gặp. Diệp Thần con người co rúm một cái, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, ở trong lòng tràn ngập. Một khắc sau, trước người của nó liền hiện lên một đạo ma khí cuồn cuộn, sát ý gầm thét, giống như quái vật vậy cả người hòa tan bóng người, chính là Hứa Sát. Tốc độ kia lại là xa xa vượt qua thời khắc này Diệp Thần. Vậy một đôi huyết mâu, nhìn chằm chằm Diệp Thần, bạo phát ra vô cùng là vẻ hưng phấn. Giết! Hứa Sát điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay tà dị trường kiếm trên không chém chết. Ung ung, vô tận huyết quang chớp động. Toàn bộ dị bên trong không gian cũng nổi lên một hồi màu máu gió lớn, vết nứt không gian, không ngừng xuất hiện, vách núi bể tan tành, nước biển cuốn ngược, bầu trời mờ tối, một bộ ngày tận thế cảnh. Nếu không phải cái này dị không gian có Đông Hoàng Vong Cơ dùng trí bảo củng cố, giờ phút này, sợ rằng đều đã ở Hứa Sát một kiếm này dưới uy thế, hoàn toàn hỏng mất. Diệp Thần đối mặt một kiếm này, còn người điên cuồng co rúm lại. Một kiếm này mặc dù không có xem mới vừa vậy nội liễm đến mức tận cùng, nhưng, lực lượng nhưng là mạnh mẽ gấp mấy lần à. Giết ma vào cơ thể Hứa Sát, một luận võ đạo có lẽ không có ủng có lý trí Hứa Sát cường đại như vậy, có thể, bản thân lực lượng, lại xa xa vượt qua dưới trạng thái bình thường Hứa Sát. Căn bản không ở một tầng thứ bên trên. Giống như, một cái trẻ con 3 tuổi như thế nào đi nữa luyện tập vật lộn,
ở một cái rắn chắc người trưởng thành trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Diệp Thần tay đã khôi phục mấy phần, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đem hết toàn lực, hết thảy thủ đoạn cũng thi triển đến trình độ cao nhất, hướng Hứa Sát một kiếm chém tới. Kiếm quang cùng kiếm ảnh, ngay tức thì va chạm, trời đất phảng phất như ngừng lại một tích tắc này. Một đạo cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động, hướng bốn phía, tràn ngập đi, chỗ đi qua, không gian tất cả đều bể tan tành. Liền vậy vô tận ám diệu biển, nước biển đều là nhanh chóng bốc hơi cái này, thời gian đảo mắt, mặt biển liền giảm xuống một tấc. Có thể, loại trạng thái này chỉ kéo dài không tới nửa hô hấp thời gian, rồi sau đó, Diệp Thần kiếm mang chính là nhanh chóng bể tan tành trước, thậm chí, liền trong tay hắn sát kiếm đều đã rời tay bay ra, mà thân thể của nó lại là biến thành một đạo màu máu sao rơi, hướng còn sót mặt đất, chết xuống. Tại sao là màu máu? Bởi vì, giờ phút này Diệp Thần thân thể, gần như sụp đổ, máu tươi đầm đìa một phiến à. Nhìn như, thật là so lần đầu tiên bị Hứa Sát công kích lúc đó, còn muốn thê thảm. Ngay chớp mắt, ầm một tiếng, Diệp Thần liền đập vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất cũng trải rộng vô số vết rách, gần như bể tan tành, Diệp Thần rơi xuống chỗ lại là xuất hiện một cái to lớn trong cái hố sâu. Hắn nằm ở trong cái hố sâu bên trong, chặt chẽ cắn răng, dựa vào vậy luân hồi huyết mạch lực nhanh chóng khôi phục. Giết ma vào cơ thể, đột phá Hứa Sát, thực lực chấn động tủng đến không cách nào tưởng tượng bước, lấy Diệp Thần luân hồi huyết mạch lực lượng, lại vẫn bị nặng thương tổn tới như vậy trình độ. Mà giờ khắc này, Hứa Sát lại là chút nào dừng lại cũng không có, thân hình chớp mắt, liền hướng Diệp Thần vọt tới, tựa như vậy thủ đoạn nghịch thiên, đối hắn căn bản không có bao lớn tiêu hao vậy. Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái ngoan tuyệt vẻ, trong cơ thể máu, xu hướng tại sôi trào, hắn muốn cháy huyền yêu tinh huyết. Nhưng đột nhiên gian, một đạo thân ảnh nhưng là chắn Diệp Thần trước người. Diệp Thần trong mắt, hung hãn hỗn loạn liền một tí, thân ảnh này nhìn qua vô cùng thướt tha, đẹp, bất ngờ chính là Nam Tiêu Ly. Diệp Thần dùng hết lực lượng toàn thân gào thét nói, Ly Nhi, tránh ra. Hôm nay người này đã mất đi lý trí, căn bản không hiểu sẽ ngươi thân phận. Có thể, Nam Tiêu Ly nhưng là một hơi một tí, vô cùng kiên định chắn Diệp Thần trước người, quanh thân của nàng lượn lờ nổi lên một đạo kiếm quang, rất đặc thù kiếm quang, nhìn qua, uyển như một cây màu sắc rực rỡ sợi tơ vậy, vô cùng là nhỏ hết sức, nhưng lại vô cùng linh động. Nam Tiêu Ly đối mặt trước mắt siêu tuyệt còn chân cảnh cường giả, nhưng là không chút nào lùi bước, trong cơ thể linh lực kích động, đưa tay một chút, vậy sợi tơ vậy kiếm quang, liền hóa thành một đạo cầu vòng, hướng Hứa Sát bắn nhanh đi. Đáng chết! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hơi thở vô tận nóng nảy, trong cơ thể huyền yêu tinh huyết bắt đầu thiêu đốt. Có thể, cho dù hiện đang cháy huyết mạch cũng có chút không còn kịp rồi à. Chỉ gặp, Hứa Sát đối mặt Nam Tiêu Ly phát ra một tiếng cười như điên, trong tay huyết kiếm, không chút do dự hướng Nam Tiêu Ly chém tới. Màu máu kiếm quang phun trào, vậy tơ nhỏ vậy kiếm quang biến thành cầu vòng, nháy mắt tức thì bể tan tành, liền liền vậy sợi tơ kiếm nhỏ bản thân, đều là ánh sáng ảm đạm, linh tính bị tổn thương, mà một kiếm này, cũng ở đây nháy mắt tới giữa liền đem Nam Tiêu Ly nuốt mất. Diệp Thần mắt chừng sắp nứt, cặp mắt đã phủ đầy tia máu, hắn chặt chẽ cắn răng. Răng đều muốn cắn nát à. Hắn nhất không muốn nhìn thấy, ngay cả có quan tâm người hắn, bạn hắn và người thân vì hắn mà chết. Giờ phút này, hắn huyền yêu tinh huyết đã sắp bắt đầu cháy, sôi trào đến 90% trình độ, có thể cuối cùng chậm một phần. Nhưng, đột nhiên tới giữa, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, chỉ gặp, một đạo tuyệt mạnh linh quang từ huyết sắc kia kiếm quang bên trong, bộc phát ra, linh quang bên trong lại là hàm chứa loại nào đó vô cùng cường thịnh thần ý. Vậy thần ý hiển nhiên đến từ một tên vượt qua còn chân cảnh cường giả. Cùng lúc đó, Nam Tiêu Ly bóng người tiếp liền lùi lại sau đó, mỗi lùi một bước mặt đẹp liền trắng bệch liền một phần, khóe miệng cũng là xông ra máu tươi, mà theo nàng lùi về phía sau, cổ tay trên, một cái nhìn như khá là so với mắt xanh biếc vòng tay thật nhanh vỡ vụn trước, cuối cùng hóa thành nghiền. Nhưng, Nam Tiêu Ly nhưng là thành công đỡ được Hứa Sát một kích này. Diệp Thần hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Nam Tiêu Ly nói không ngoa, trong tay quả thật có bảo vệ tánh mạng chí bảo, đáng tiếc, chí bảo này bây giờ nhìn lại cũng đã hư hại. Bất quá, đối với Diệp Thần mà nói cũng là đủ rồi, hắn sẽ ở Hứa Sát lần kế ra tay trước, hoàn thành huyết mạch cháy, coi như không thể thành công, vậy sẽ dựa vào tạm thời lực bộc phát vào tới Hứa Sát trước mặt tự bảo thả lấy mạng đổi mạng.
Ngay tại Diệp Thần trong mắt hung quang lớn thả, huyền yêu tinh huyết sôi trào độ đạt tới 99% lúc đó, một đạo vô cùng uy nghiêm hơi thở bỗng nhiên hạ xuống cái này dị không gian bên trong. Đông Hoàng Vong Cơ, Hứa Yến Linh, cùng Vạn Vô Quang ba người, cảm nhận được hơi thở này ngay tức thì, đều là sắc mặt biến. Đông Hoàng Vong Cơ thần sắc trầm xuống nói, hắn làm sao tới? Cơ hồ là ở nháy mắt tới giữa, một đạo phi hồng chính là trực tiếp bể nát không gian, rơi vào Hứa Sát trước người, đồng thời, một đạo kim sắc mây màu, từ cầu vồng kia bên trong bay ra, hướng Hứa Sát bay trào đi. Đối mặt cái này cầu vồng, Hứa Sát lại là như cũ cười lớn, cả người ma khí gào thét, lần nữa chém ra chí cường một kiếm. Màu máu kiếm quang cuộn sạch ra. Nhưng, lần này, cái này nhìn như không chỗ nào bất lợi có thể tan biến hết thảy sát ý kiếm mang. Nhưng là đọng lại ở màu vàng kia mây màu trước. Một khắc sau, màu máu kiếm mang lại là bị vậy nhìn như nhuyễn miên miên, không có chút lực lượng nào màu vàng mây màu trực tiếp nghiền vì nghiền, cùng lúc đó, cái này màu vàng mây màu lướt nhẹ đụng vào Hứa Sát trên thân hình. Làm người ta khó tin phải, đột phá hơn nữa giết ma vào cơ thể, đốt đốt tới trình độ cao nhất, thực lực chợt tăng Hứa Sát, lại là bị cái này nhìn mềm nhũn đụng một cái, trực tiếp đụng được xương cốt tan vỡ, cả người xương máu tràn ngập. Cả người cũng là giống như mũi tên vậy đổ bay ra, rơi vào vậy ám rượu trong biển. Âm một tiếng, tựa như hỏa tiễn nổ, đồ sộ tính nước biển, bị nổ hướng không trung, toàn bộ dị không gian bên trong giống như hạ nổi lên mưa như chút nước mưa to vậy. Đây là, màu vàng kia cầu vòng tản đi hiện ra một đạo nam tử bóng người, cái này nam tử mặc một kiện trên ấn vân văn, vô cùng đắt tiền cẩm bào, mặt mũi trắng nõn, tướng mạo tuấn tú, tuổi tác, nhìn qua hơn 40 tuổi hình dáng. Có thể, cặp mắt nhưng là vô cùng bể dâu, cả người hơi thở lại là uy nghiêm dâng trào tới cực điểm. Hơn nữa, người này cảnh giới vượt xa mới vừa đột phá Hứa Sát. Ngay tại lúc này, Nam Tiêu Ly nhưng là vô cùng mừng rỡ mở miệng nói, cha, người rốt cuộc đã tới. Người này, bất ngờ chính là Nam Tiêu Thiên Điện chủ nhân, Nam Tiêu Đế Quân. Ẩn thân tại trong hư không Đông Hoàng Vong Cơ các người, thấy vậy, thần sắc đều là âm trầm xuống. Nam Tiêu Đế Quân nhúng tay, dựa vào cái này Hứa Sát, căn bản không có cơ hội chu diệt Diệp Thần liền à. Thậm chí, coi như bọn họ ba người cũng không thể thật cùng Nam Tiêu Đế Quân đối với, cho dù ba người cùng ra tay, cũng chưa chắc lưu lại được Nam Tiêu Đế Quân, còn sẽ hoàn toàn cùng Nam Tiêu Thiên Điện kết thù, mấu chốt nhất là. Đông Hoàng Trung bị tổn thương, tạm thời không cách nào sử dụng, có thể, Nam Tiêu Đế Quân Trấn Thiên Chi Bảo lại không có bị tổn thương à. Nếu như hắn vận dụng Trấn Thiên Chi Bảo, ngược lại có thể để cho Đông Hoàng Vong Cơ ba người giao phó ở chỗ này. Trong chốc lát, Đông Hoàng Vong Cơ ba người, nội tâm đều là vô cùng được bực bội, chỉ thiếu chút xíu nữa cũng có thể diệt giết Diệp Thần liền à, có thể đây là, Nam Tiêu nghe tiếng lại tới. Mà Nam Tiêu Đế Quân sở dĩ xuất hiện ở nơi này, là bởi vì là từ vừa mới bắt đầu, gặp phải Hứa Sát, Nam Tiêu Ly liền thông báo cho phụ thân. Cho tới giờ khắc này. Nam Tiêu Ly rốt cuộc yên tâm xuống, phụ thân tới, nàng và Diệp Thần an toàn. Mà Diệp Thần, cũng là ở thời khắc tối hậu, cưỡng ép cầm máu mạch cháy, liền hắn cũng không khỏi được mặt lộ nụ cười, hắn miễn cưỡng chống đỡ mới vừa khôi phục một chút thân thể, đứng lên, hướng về phía Nam Tiêu Đế Quân thi lễ một cái nói, vãn bối Diệp Thần, gặp qua Đế Quân. Nam Tiêu Đế Quân nghe vậy, hơi quay đầu lại, nhìn Diệp Thần một mắt, nhưng là không có bất luận phản ứng gì. Nam Tiêu Ly thấy vậy, trong lòng lộp bộp một tí, mơ hồ có một loại vô cùng là dự cảm xấu. Nàng vội vàng kéo Diệp Thần, hướng về phía Nam Tiêu Đế Quân giới thiệu, phụ thân, người cũng không muốn bởi vì Diệp Thần tu vi mà xem nhẹ hắn. Mặc dù, Diệp Thần chỉ là càn khôn cảnh tồn tại, có thể, mới vừa, Diệp Thần nhưng là tiếp nhận vậy bị ngươi đánh bay người mấy chiêu đâu. Hắn tư chất, là ta gặp qua nhất tươi đẹp, không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Nam Tiêu Thiên Điện, có thể có được Diệp Thần gia nhập, không cần bao lâu, nhất định có thể cường thế quật khởi. Trở thành thiên nhân vực thế lực cường đại nhất. Nàng thật sự là bị Diệp Thần một lần lại một lần hù dọa, Nam Tiêu Ly bản thân chính là một cái trình độ cao nhất thiên tài, có thể ở nàng nhìn lại, mình so với Diệp Thần, chỉ có đáng thương, tự ti phân. Đông Hoàng Vong Cơ ba người, trong mắt lại là run lên, nếu như Diệp Thần gia nhập Nam Tiêu Thiên Điện. Vậy bọn họ chỉ sợ cũng không có cơ hội tiêu diệt Diệp Thần liền à. Hơn nữa, Nam Tiêu Thiên Điện còn sẽ cường thế quật khởi, Diệp Thần muốn tiêu diệt Đông Hoàng Thiên Điện vậy sẽ hơn nữa ung dung.
Đây cũng không phải là bọn họ hy vọng thấy. Có thể, Nam Tiêu đế quân nghe vậy, trên mặt nhưng là không có hiện lên bất kỳ vẻ kinh ngạc, tựa như đã sớm biết rồi những thứ này. Hắn đột nhiên, nhàn nhạt mở miệng nói, Ly Nhi, người biết, muốn để cho hắn gia nhập thiên điện, ý vị như thế nào sao? Nam Tiêu Ly nghe vậy, mặt đẹp hơi ửng đỏ, cúi đầu nói, ta biết, bất quá. Bất quá, lấy Diệp Thần tư chất, ta cho rằng cho dù là đánh vỡ truyền thống, cũng là đáng giá. Hơn nữa, hơn nữa. Nói tới chỗ này, Nam Tiêu Ly thanh âm, đã giống như mũi một loại, liền trắng nõn ngọc cảnh đều đã dính vào ánh nắng đỏ rực nói, nếu như, nếu không phải là như vậy, Diệp Thần mới có thể gia nhập Nam Tiêu Thiên Điện nói. Ta cũng, nguyện ý. Cái này nguyện ý là chỉ cái gì, lại không rõ lắm, gia nhập Thiên Điện, trừ thông qua Thiên Điện khảo hạch, hoặc là tiếp nhận thần sứ trăm năm khảo sát ra, cũng chỉ có cùng hoàng tộc kết là liền cành. Dĩ nhiên, nếu như là đế quân mở miệng, đánh vỡ truyền thống cũng không phải không thể nào. Nam Tiêu đế quân nghe vậy, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên trầm xuống, hắn không có để ý Nam Tiêu Ly, mà là lạnh lùng mắt nhìn xuống Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi cùng vậy Tần Tử Vi liên hiệp, cố ý giả bộ như bất ngờ, đến gần Ly Nhi, bản đế liền không tra ra. Ngươi gạt được Ly Nhi, không lừa được bản đế. Bản đế thừa nhận ngươi thiên phú rất tốt, nhưng, vì gia nhập thiên điện liền khiến cho dùng này cùng thủ đoạn bị ổi, lợi dụng bản đế con gái, bản đế hiện tại nói cho ngươi, ngươi cùng Ly Nhi tuyệt không thể nào, bản đế vậy tuyệt sẽ không cho phép ngươi gia nhập Nam Tiêu thiên điện. Ngươi, không xứng với. Lời vừa nói ra, toàn bộ dị không gian, tựa hồ cũng yên lặng xuống. Diệp Thần hơi sững sờ, hắn cùng Nam Tiêu đế quân đối mặt, ánh mắt hơi chớp động, ngay sau đó, cười, khinh thường cười. Hắn biết, Nam Tiêu đế quân xem thường hắn. Vậy không xứng với ba chữ, Diệp Thần thật sâu ghi tạc trong lòng. Nguyên bản, bởi vì Nam Tiêu Ly, hắn đã làm xong gia nhập Nam Tiêu thiên điện chuẩn bị, có thể hiện tại sẽ không. Nam Tiêu đế quân cũng xem thường hắn, chẳng lẽ, hắn còn muốn quỳ xuống đất xin hắn, cần phải gia nhập. Hiện tại coi như là Nam Tiêu đế quân quỳ xuống. Hắn đều sẽ không gia nhập Nam Tiêu Thiên Điện. Không phải nhìn lên ta sao? Tốt, rất tốt, ngày hôm nay ngươi xem thường ta, coi ta là bụi đất, ngày khác, ta nhất định để cho ngươi hối hận, để cho ngươi liền đối ta cúi đầu thần xưng cơ hội, đều là một loại hy vọng xa vời. Giờ phút này, Đông Hoàng Vong Cơ các người đều là mặt lộ đại hỉ vẻ. Bây giờ nhìn lại, Nam Tiêu đế quân cũng không phải là dự định đối với Diệp Thần xuất thủ cứu giúp à. Nam Tiêu Ly nới rộng ra mắt đẹp, nhìn mình phụ thân, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nàng không biết, gần đây anh minh phụ thân làm sao sẽ hồ đồ thành cái bộ dáng này. Diệp Thần cố ý đến gần nàng. Có lẽ, ban đầu hai người gặp nhau không là thuần túy trùng hợp, nhưng, nàng có thể bảo đảm, Diệp Thần tuyệt không có bất kỳ như vậy ý tưởng à. Thậm chí, dọc theo đường đi, đều là nàng kéo Diệp Thần, nếu không phải là đi theo Diệp Thần bên người. Cái này làm sao lại thành Diệp Thần sai rồi? Phụ thân nếu điều tra qua Diệp Thần, làm sao sẽ liền những chuyện này cũng không biết? Đột nhiên, Nam Tiêu Ly ánh mắt đông lại một cái nói, hô lớn, phụ thân, có phải hay không Lục Băng tên kia đối với ngươi nói cái gì? Ngươi không nên tin hắn, hắn là tên lường gạt, hắn mới thật sự là hèn hạ vô sỉ vậy một cái. Nam Tiêu nghe tiếng nghe vậy, nhưng là trách mắng, Ly Nhi, Lục Băng là bản đế đệ tử. Vậy coi như ngươi nửa một trưởng bối, ngươi sao nhưng đối với hắn không tiếc lời. Ngay tại lúc này, bầu trời bên trong lại là xuất hiện một đạo phi hồng, rơi vào Nam Tiêu nghe tiếng bên người, ánh sáng thu liếm, hiện ra một tên anh tuấn nam tử, chính là Lục Băng. Giờ phút này, hắn nhìn Nam Tiêu Ly, mặt lộ ân cần nói, nhỏ Ly, ngươi không có sao chứ, ta mang theo một ít dùng chữa thương bảo vật, mau, đem ăn vào. Vừa nói, thì phải hướng Nam Tiêu Ly đi tới. Có thể, giờ phút này Lục Băng mặt mũi lại để cho Nam Tiêu Ly chán ghét tới cực điểm. Nàng giận dữ hét, ngươi cho ta cút. Vừa nói, Nam Tiêu Ly hướng Nam Tiêu nghe tiếng nhìn nói, phụ thân, ngươi tin tưởng ta. Cái này Lục Băng là cái trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân, hắn thậm chí còn muốn cõng ta, len lén sát hại Diệp Thần đâu. Ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Hắn mới là một mực cố ý đến gần ta, muốn lợi dụng ta người kia à. Nếu như ngươi không tin con gái nói như vậy, có thể hỏi Vân Lão. Lục Băng nghe vậy, nhưng là mặt mỉm cười, hoàn toàn không thèm để ý hình dáng. Mà Nam Tiêu đế quân,
ánh mắt mặc dù lóe lên một tí, nhưng là lập tức trách mắng im miệng. Một tiếng này dày, để cho Nam Tiêu Ly thân thể mềm mại rung rung một tí, nàng nhìn vậy không chung người đàn ông trung niên, lòng nguội lạnh tới cực điểm, thật là có chút không nhận biết mình cái này cha. Nam Tiêu nghe tiếng nhàn nhạt nói, Lục Băng phát hiện thằng nhóc này mưu đồ gây rối, cho nên mới sẽ đối với hắn hạ sát thủ, về tình thì có thể lượng thứ, ngược lại là ngươi, không muốn u mê không tỉnh. Nam Tiêu Ly một đôi mắt đẹp đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, hướng về phía Nam Tiêu nghe tiếng hỏi, phụ thân, ngươi tình nguyện tin tưởng hắn, cũng không muốn tin tưởng ngươi con gái ruột. Nàng không biết, tại sao mình phụ thân lại đột nhiên như thế không nói phải trái. Chẳng lẽ, Lục Băng ở lòng hắn bên trong, thì thật như vậy trọng yếu. Diệp Thần giờ phút này, nhưng là đối Nam Tiêu Ly nói, Ly Nhi, không cần nói nhiều. Hắn khá là khinh miệt nhìn Nam Tiêu nghe tiếng, khóe miệng dương lên một tia cười lạnh. Nam Tiêu nghe tiếng là thật không biết hết thảy, bị Lục Băng chẳng hay biết gì sao. Tuyệt đối không phải, liền Tần Tử Vi an bài cũng có thể nhìn thấu người, thì như thế nào sẽ bị Lục Băng nơi lừa. Sở dĩ, Nam Tiêu nghe tiếng quyết định đứng ở Lục Băng bên kia, cuối cùng còn chưa coi trọng hắn Diệp Thần chứ. Sự thật, vậy đúng là như vậy. Ngày đó, Lục Băng tự mình nói Diệp Thần tồn tại sau đó, hắn liền âm thầm điều tra hắn bối cảnh, rất nhanh liền Nam Tiêu đế quân cũng có chút không dám tin. Hắn thấy không chỉ là Diệp Thần trình độ cao nhất sợ hãi thiên phú võ đạo, đồng thời, còn có Diệp Thần vậy cuồng ngạo đến không thể một đời tính cách à. Diệp Thần tựa hồ là những vực khác người, mà hắn có lẽ là trước kia, lại cũng đã đắc tội thiên nhân vực gia tộc. Thậm chí rất có thể sẽ tấn thăng là ngày thứ 6 điện lãnh ra. Không chỉ như vậy, còn có một cái Minh Long thần điện. Điên cuồng đến khó tin. Mà hắn tiến vào vực ngoại sau đó, lại là một đường trêu chọc cường độ, cho dù lấy hắn thiên phú võ đạo có thể sống sót, đều là thuộc về một cái kỳ tích. Mấu chốt nhất là, cho dù đối mặt bốn đại thiên điện một trong Đông Hoàng thiên điện, Diệp Thần vậy như cũ vì cái gọi là tôn nghiêm thả không chết không thôi. Liền bốn đại thiên điện đều không coi vào đâu. Trời mới biết, Diệp Thần tương lai sẽ trêu chọc đến cái gì à? Loại người này, ở Nam Tiêu nghe tiếng xem ra chính là một cái mìn định giờ à? Chẳng biết lúc nào liền sẽ trêu chọc tới thiên đại tai họa. Liền Nam Tiêu thiên điện cũng chưa chắc có thể gánh vác nổi tai họa. Một cái không tốt, chính là đầy bàn đều là thua, toàn bộ thiên điện cũng có thể bởi vì tiêu diệt. Loại người này cho dù thiên phú lại khủng bố, lại nghịch thiên, Nam Tiêu nghe tiếng đều sẽ không nguyện ý để cho hắn gia nhập Nam Tiêu thiên điện. Chớ nói chi là trở thành con gái chồng. Dù là Diệp Thần không có sai, cho dù là Đông Hoàng thiên điện hèn hạ xấu xa. Nhưng cái thế giới này quy tắc, liền sẽ không có người để ý ngươi đúng sai. Trên thực tế, hắn rất rõ ràng, Diệp Thần cũng thật không có tận lực đến gần Nam Tiêu Ly, đối hắn mưu đồ gây rối vân, tối đa. Cũng chính là Tần Tử Vi sáng lập một cái cơ hội, hơn nữa, từ đạo lý đi lên nói, Diệp Thần cùng nhau đi tới, tựa hồ cũng không có làm sai một chuyện. Có thể, hắn nhưng vẫn lựa chọn chống đỡ Lục Băng. Một mặt, là bởi vì là Lục Băng là đệ tử của hắn, cho dù Lục Băng thật sự là một thứ bại hoại, Nam Tiêu nghe tiếng đối hắn còn có cảm tình, giống như con cái đã làm sai chuyện, phụ mẫu mặc dù tức giận, nhưng vẫn là sẽ tha thứ vậy. Mặt khác, so với Diệp Thần, Lục Băng thiên phú võ đạo mặc dù không như, nhưng cũng không có Diệp Thần như vậy điên cuồng, ngạo đến đột phá chân trời tính cách à. Hơn nữa, hắn đối với Nam Tiêu Ly vậy coi như thật tâm thích, vì vậy, ở Nam Tiêu nghe tiếng trong mắt, Lục Băng là thích hợp hơn Nam Tiêu Ly thí sinh. Nếu không phải là nói, Diệp Thần đã làm sai điều gì, đó chính là, Diệp Thần quá kiêu ngạo. Võ giả ngạo, là chuyện tốt, có thể, phải có hạn độ. Một khi vượt qua hạn độ liền không cách nào bị người đón nhận. Khi đó, ngạo liền sẽ trở thành là điên cuồng. Giờ phút này, Lục Băng nhìn Diệp Thần, trên mặt là một bộ vô cùng đùa cợt nụ cười, tựa như nói, đáng chết phế vật, Nam Tiêu Ly thích người thì thế nào? Còn không phải là muốn thành là người phụ nữ của lão tử. Ha ha, mà ngươi đâu? Thiên phú võ đạo tốt nghịch thiên A, bổn công tử đều bị ngươi sợ xón đái, đáng tiếc, ngày hôm nay vẫn là phải chết ở chỗ này. Ha ha, có phải hay không không cam lòng, tức giận tới cực điểm đâu. Có thể, ngay tại lúc này, Nam Tiêu Ly nhưng là chặt chẽ nhìn chằm chằm Nam Tiêu nghe tiếng, nghỉ ngơi để bên trong vậy hô to nói, phụ thân,
ngươi thế nào? Tại sao không chịu thấy rõ ràng sự thật? Tại sao, muốn bêu xấu Diệp Thần? Phụ thân, Diệp Thần có thể gia nhập Nam Tiêu Thiên Điện là cả Nam Tiêu Thiên Điện chuyện may mắn, có lẽ, là Nam Tiêu Thiên Điện trên lịch sử lớn nhất cơ hội à, coi như ngươi không tin con gái, vì Thiên Điện tương lai, cũng hẳn bảo vệ Diệp Thần, để cho Diệp Thần, gia nhập Nam Tiêu Thiên Điện mới là. Nàng không rõ ràng, thật không rõ ràng, phụ thân tại sao sẽ làm ra như vậy ngu muội lựa chọn. Đủ. Nam Tiêu nghe tiếng khẽ quát một tiếng nói, Ly Nhi, ngươi ra tới lâu như vậy, lần này, còn suýt nữa bởi vì thằng nhóc này bỏ mạng, hiện tại theo ta xoay chuyển trời đất điện. Nam Tiêu Ly, chợt ôm chặt lấy Diệp Thần, mắt đẹp bên trong chảy xuống nước mắt trong suốt hét lớn, ta không đi. Ngươi nếu như không mang theo Diệp Thần đi, ta ngày hôm nay coi như chết ở chỗ này cũng không cùng ngươi đi. Diệp Thần nhìn trong ngực thiếu nữ, ánh mắt nhu hòa một phần, hắn vuốt ve Nam Tiêu Ly đầu nhỏ, mỉm cười nói, Ly Nhi, yên tâm, ta không có việc gì. Nam Tiêu Ly, nhưng là khóc sụt sùi nói, Diệp. Diệp Thần, ta không muốn cách, rời đi ngươi. Nàng luôn cảm giác, lần này rời đi thì thật sẽ không còn được gặp lại Diệp Thần. Nam Tiêu nghe tiếng thấy vậy, ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, ẩu tả. Một khắc sau, một đạo kim sắc mây màu ngay tức thì tràn vào Nam Tiêu Ly trong cơ thể. Sắc mặt nàng biến đổi, thậm chí liền làm ra phản ứng cơ hội cũng không có, trong cơ thể linh lực liền bị hoàn toàn phong ấn, đồng thời, liền ý thức vậy dần dần tiêu tán, đã ngủ mê man. Tiếp theo, Nam Tiêu nghe tiếng vung tay lên, một chiếc vô cùng xa hoa cổ kiệu liền xuất hiện ở trước người, Nam Tiêu Ly thân thể mềm mại liền rơi vào vậy cổ kiệu bên trong. Sau đó, Nam Tiêu nghe tiếng, nhìn về phía nơi nào đó hư không nói, Đông Hoàng Đế Quân, có thể hay không đi ra vừa gặp. Đây là, trong hư không, chập chờn cùng nhau, Đông Hoàng Vong Cơ ba người liền xuất hiện ở Nam Tiêu nghe tiếng trước mặt. Ba người trên mặt, đều là mang nụ cười, hướng về phía Nam Tiêu nghe tiếng hỏi thăm sức khỏe nói, Nam Tiêu Đế Quân, vẫn khỏe chứ? Nam Tiêu nghe tiếng nhàn nhạt nói, các ngươi cùng tiểu tử này ân oán, ta Nam Tiêu Thiên Điện sẽ không nhúng tay, hiện tại, ta mang Ly Nhi rời đi, các ngươi không có gì ý kiến chứ? Đông Hoàng Vong Cơ lúc này gật đầu liên tục nói, tự nhiên không có, Nam Tiêu Đế Quân xin cứ tự nhiên. Nếu như Nam Tiêu nghe tiếng không biết phát sinh cái gì khá tốt, hôm nay đã biết, như vậy bọn họ tự nhiên không thể nào thật muốn giết Nam Tiêu Ly, cùng Nam Tiêu Thiên Điện kết thù. Ngay tại lúc này, vậy đáy biển bên trên bốc lên một hồi màu máu bọt, một khắc sau, ầm một tiếng, một đạo thân ảnh từ đáy nước bay ra. Thân ảnh kia nhìn như, vô cùng kinh khủng. Cả người gần như hòa tan, hơn nửa xương cốt cũng bể nát, có thể, quỷ dị chính là, rõ ràng là cái này một bộ trọng thương sắp chết hình dáng, bóng người này hơi thở ngược lại bộc phát cường thịnh đứng lên. Chính là Hứa Sát. Lấy hôm nay gần như bất tử bất diệt trạng thái, Nam Tiêu nghe tiếng muốn giết hắn, có thể làm được, nhưng tuyệt đối cần phải ra tay một lần trở lên. Ngay tại Nam Tiêu nghe tiếng chuẩn bị rời đi lúc đó. Lục Băng nhưng là mặt đầy vẻ hưng phấn mở miệng nói, sư tôn, có thể hay không vân? Vân! Huyết dịch hắn đều bắt đầu sôi trào, nếu như có thể thấy Diệp Thần bỏ mình một màn, đối với hắn mà nói là một loại cao nhất hưởng thụ à. Cái này đáng chết phế vật, giết Lục Trường Phong, thiếu chút nữa làm hại mình mất đi Nam Tiêu Ly, chết được càng thảm, càng tốt. Nam Tiêu nghe tiếng khẽ cau mày nói, làm sao, người muốn nhìn hắn chết? Ở hắn xem ra. Lục Băng quả thật có chút nhỏ mọn, nói thật, Diệp Thần cũng không có làm cái gì đáng hắn oán hận chuyện, Lục Trường Phong chết cũng là lỗi do tự mình gánh thôi. Có thể, Lục Băng nhưng oán hận Diệp Thần đến loại trình độ này. Mấu chốt nhất là, hắn còn không dám tự tay cùng Diệp Thần đánh một trận, mà là, ở bên cạnh nhìn. Loại tâm tính này, cũng không tốt. Cái này làm cho Nam Tiêu nghe tiếng, đối với Lục Băng thất vọng một phần. Lục Băng thấy Nam Tiêu nghe tiếng thần sắc, vội vàng thu liếm lại liền sắc mặt vui mừng nói, không phải vậy, sư tôn, ta chỉ là muốn xem cường giả loại này ra tay, có lẽ, có thể có chút lĩnh ngộ thôi. Nam Tiêu nghe tiếng nghe vậy, không có mở miệng nói gì, đứng ở tại chỗ. Trên thực tế, hắn vậy có chút hiếu kỳ, Diệp Thần còn có cái gì không hậu thủ có thể thi triển. Như vậy yêu nghiệt, đối với bất kỳ cường giả mà nói đều là cảm thấy hứng thú, cho dù... Nam Tiêu nghe tiếng không coi trọng Diệp Thần, cảm thấy Diệp Thần căn bản không có thể sống đến lớn lên ngày hôm đó, càng không muốn để cho loại người này gia nhập mình thế lực, trở thành con gái chồng.
Diệp Thần ánh mắt âm trầm một phiến, Đông Hoàng Vong Cơ ba người vậy xuất hiện, hôm nay, coi như là hắn cháy Huyền Yêu huyết mạch, thành công kích hoạt thần ma máu, chỉ sợ cũng không cách nào còn sống. Dẫu sao, hắn rất rõ ràng, Thiên Yêu các người chỉ có thể cứu hắn một lần. Bất quá, Diệp Thần như cũ lựa chọn đánh một trận, hắn Huyền Yêu huyết mạch lần nữa bắt đầu sôi trào, cho dù, hắn ngày hôm nay định trước phải chết ở chỗ này, cũng phải kéo Đông Hoàng Vong Cơ các người xuống nước. Coi như giết không chết bọn họ, cũng phải cắn bọn họ một miếng thịt. Có thể, ngay tại lúc này, Hứa Sát nhưng là chợt thân hình động một cái, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Hắn còn sót lại từng tia lý trí, tựa hồ để cho hắn như cũ lựa chọn Diệp Thần, làm vì mình giết hại mục tiêu, một kiếm hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần cắn răng một cái, miễn cưỡng ra tay, một quyền đánh ra, đỡ được Hứa Sát một kích này. Hắn sát kiếm rơi vào trong biển. Chưa thu hồi. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thân thể lần nữa bị đánh bay, máu tươi giống như suối phun vậy xông ra, nhiễm đỏ mặt đất, hắn nửa bên thân thể, hoàn toàn tàn tạ, nhìn như thê thảm tới cực điểm. Lục Băng thấy vậy, nếu không phải là Nam Tiêu nghe tiếng ở bên cạnh, thật là, đều phải vui mừng kêu thành tiếng liền à. Một màn này, nhìn quá đã. Hắn thậm chí cũng không hy vọng, Diệp Thần nhanh như vậy sẽ chết. Muốn cho hắn bị thật tốt hành hạ một phen. Nam Tiêu nghe tiếng cũng là lắc đầu một cái, xem ra, Diệp Thần đến mức tận cùng, đây chính là kiêu ngạo kết quả. Hắn không có lựa chọn Diệp Thần quả nhiên là chính xác, nếu không, cho dù ngày hôm nay, Đông Hoàng Thiên Điện giết không chết Diệp Thần, tương lai Diệp Thần vậy tuyệt đối sẽ lần nữa rơi vào như vậy hiểm cảnh, đến lúc đó, hắn còn có thể chạy khỏi sao. Đông Hoàng Vong Cơ các người cũng là mặt mày hớn hở, ừ. Xem ra kết cục đã định trước, liền bọn họ cũng không có xuất thủ cần thiết. Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, ánh mắt dần dần bắt đầu ảm đạm, một kích này để cho hắn bị thương quá nặng, liền ý thức tựa hồ cũng muốn tiêu tán. Nhưng, nhất làm hắn khó mà tiếp nhận phải, luân hồi huyết mạch lực lượng hôm nay lại là bắt đầu lui đi. Khai thiên linh lực đã tiêu hao hết, cái này ngắn ngủi huyết mạch kích hoạt vậy đến thời gian. Như vậy thứ nhất. Hắn sợ rằng liền hoàn toàn cháy Huyền Yêu tinh huyết đều không cách nào chống đỡ đến, thì sẽ hoàn toàn bị Hứa Sát giết chết à. Hắn tầm mắt có chút mơ hồ, nhìn nhanh chóng hướng mình chớp động mà đến Hứa Sát, trong lòng là cực hạn không cam lòng. Hắn còn có rất nhiều cam kết không có thực hiện, tuyệt không thể chết ở chỗ này à. Nhưng, hết thảy tựa hồ cũng đã thành định số. Liền liền Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc đều là phát ra thâm trầm than thở. Hứa Sát tới. Đứng ở Diệp Thần trước mặt, giơ tay lên ở giữa trường kiếm màu máu, hắn thân thể vậy thuộc về ranh giới tan rã, xem ra, giết ma vào cơ thể vậy đến trình độ cao nhất, lại phải chết. Có thể, ở hắn trước khi chết, vẫn còn có thể sẽ ra tay một lần. Lần này, nhưng là Diệp Thần mang đến chết nhất kích. Diệp Thần cắn răng, hắn liều mạng phun trào ra trong cơ thể còn sót lại linh lực, muốn tự bảo, làm ra sau cùng vùng vẫy, có lẽ, vận khí tốt. Dựa vào tự bạo tiêu diệt Hứa Sát, còn có thể lưu lại một ít thân thể bộ phận, chờ đợi Nhâm Tiền Bối chạy tới, có cơ hội lần nữa sống lại. Dĩ nhiên, xác suất cực thấp, bởi vì, còn có Đông Hoàng Vong Cơ đám người tồn tại, lấy thần của bọn họ niệm mạnh, không thể nào coi thường Diệp Thần thân thể còn sót lại bộ phận. Ở đã thật sâu lãnh hội qua liền Diệp Thần nghịch ngày sau, bọn họ còn sẽ bỏ qua cho những thứ này thân thể không lành lặn. Căn bản, không có khả năng. Hơn nữa. Hứa Sát một kích tối hậu, tựa hồ, so hắn tự bảo tới được nhanh hơn. Diệp Thần dùng hết thủ đoạn, tựa hồ như cũng không cách nào nghịch chuyển cái chết của mình cục. Liền tại tất cả người, cũng cho rằng Diệp Thần chết chắc thời điểm, ngay tại lúc này, một đạo tràn ngập sát khí thanh âm, ở nơi này dị không gian bên trong vang lên nói, Diệp Thần, không nghĩ tới, nhanh như vậy, chúng ta liền lần nữa gặp nhau. Thanh âm này vang lên ngay tức thì, mọi người tại đây đều là tròng mắt run lên. Mà cùng lúc đó, Hứa Sát kiếm quang vậy cơ hồ phải đem Diệp Thần chìm ngập. Có thể, liền tại sát na này tới giữa, vạn vật định cách. Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ từ ngoài bầu trời bay tới, thoáng qua rơi vào Diệp Thần trước người, đối mặt Hứa Sát chém xuống kiếm mang, hắn chỉ là đưa tay một chút, một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm này mang khoảnh khắc bể tan tành. Mà Hứa Sát thân thể cũng là tựa như bị trăm nghìn tấn trọng chùy đánh trúng vậy, đổ bay ra, lần này. Hắn sinh mạng rốt cuộc đốt đốt tới trình độ cao nhất, không có lại chịu đựng ở kinh khủng này một kích lực lượng, cả người ầm một tiếng muốn nổ tung lên,
biến thành một phiến xương máu. Hứa Sát, chết. Ra hiện tại Diệp Thần trước người, là một cô gái, một tên ấn đường có một viên ngục ruồi son, nhìn như, đẹp bên trong mang nghiêm nghị anh khí cô gái. Đông Hoàng Vong Cơ giờ phút này đã là mặt giận dữ, hướng về phía phụ nữ kia gào thét nói, Ninh Xích Âm. Người đang làm gì? Cô gái này bất ngờ chính là Ninh Thải Hà Tỷ Tỷ, được gọi là Tu La Tuyệt Sát Ninh Xích Âm. Ban đầu, cùng Hứa Sát đánh một trận lúc đó, Diệp Thần trong tay xuất hiện mảnh vỡ, chính là Thiên Âm Thần Loa mảnh vỡ. Hắn cứu Ninh Thải Hà, lấy được Ninh Xích Âm cam kết, là hắn ra tay một lần, bất quá, Diệp Thần không nghĩ tới, nhanh như vậy liền dùng tới. Vậy may mà hắn không chút do dự thông báo cho Ninh Xích Âm, hiện tại, nàng mới có thể kịp thời chạy tới. Diệp Thần dừng lại sao động linh khí, lần này, chân chính nhẹ thở một hơi, xem ra, mạng hắn là giữ được. Đồng thời, hắn nhìn về phía Đông Hoàng Vong Cơ đám người thần sắc, trầm ngưng tới cực điểm, hôm nay sổ nợ này, hắn sẽ thật tốt đòi lại. Ninh Xích Âm nghe vậy, hướng về phía Đông Hoàng Vong Cơ cười lạnh nói, làm gì? Ngươi xem không hiểu sao? Diệp Thần mệnh, ta bảo vệ, các ngươi nếu như có ai, còn muốn giết hắn mà nói, hết thảy có thể đối với ta ra tay thử một chút. Đông Hoàng Vong Cơ đám người sắc mặt ngay tức thì khó coi tới cực điểm. Chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể đem Diệp Thần hoàn toàn xóa bỏ à, lúc này tại sao lại chạy ra cái Ninh Xích Âm tới tham gia náo nhiệt? Nhưng, mấy người còn thật không dám tùy tiện ra tay, cái này Ninh Xích Âm tuổi tác tuy nhỏ, thực lực nhưng nghịch thiên cực kỳ, hơn nữa, và Diệp Thần có chút tương tự phải, cái này Ninh Xích Âm cũng là một bà điên à. Chiến đấu, hoàn toàn không để ý hết thảy. Đông Hoàng Vong Cơ sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Ninh Xích Âm, uy hiếp nói, Ninh Xích Âm, ngươi có biết, tiểu tử họ Diệp này đã cùng ta Đông Hoàng Thiên Điện kết tử thù, ta Đông Hoàng Thiên Điện nhất định phải đem chu diệt. Nếu như ngươi muốn bảo hắn, liền Bắc Lăng Thiên Điện cũng sẽ bị ngươi kéo xuống nước, cùng ta Đông Hoàng Thiên Điện trở thành đối nghịch, ngươi xác định vì thằng nhóc này, đáng. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn Ninh Xích Âm, đặc biệt là Nam Tiêu nghe tiếng, hắn đã làm ra lựa chọn, ở hắn xem ra, Ninh Xích Âm chỉ cần còn có một chút lý trí thì sẽ làm ra và giống như mình quyết định. Có thể, ngay tại lúc này, Ninh Xích Âm nhưng là nhoẻn miệng cười, ừ, ta cảm thấy, đáng, hiện tại, ngươi muốn như thế nào? Muốn giết ta, ngươi vậy phá Đông Hoàng vỏ rùa còn không sử dụng. Đám người nghe vậy, trên mặt đều là hiện lên lau một cái vẻ khó tin. Cái này Ninh Xích Âm, lại là không chút do dự, liền vì Diệp Thần đánh cuộc liền toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện. Trong chốc lát, Đông Hoàng Vong Cơ các người thật là đều phải bị khí được tắt thở. Có thể, nhưng không thể làm gì. Bọn họ ba người liên thủ, coi như thực lực vượt qua Ninh Xích Âm, có thể, cũng không đủ lấy ngăn cản Ninh Xích Âm rời đi. Hơn nữa, cái này bà điên nếu là phát điên lên tới liều mạng, bọn họ ba người không làm được còn sẽ bị thương. Thấy Đông Hoàng Vong Cơ đám người thần sắc, Ninh Xích Âm trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, nàng nhìn về phía Nam Tiêu nghe tiếng, cùng với vậy cổ kiệu bên trong, mất đi ý thức Nam Tiêu Ly, liền đại khái rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ninh Xích Âm có chút cân nhắc hướng về phía Nam Tiêu nghe tiếng cười nói, xem ra, Nam Tiêu đế quân là lựa chọn buông tha Diệp Thần à. Ha ha, đối mặt cái này cùng yêu nghiệt, liền đem nhận lấy dũng khí cũng không có, vậy đáng đời lấy Nam Tiêu Thiên Điện căn cơ nhưng cũng chạy không thoát xa sút vận mệnh. Ngược lại là con gái ngươi, nhìn như ánh mắt so ngươi thật tốt hơn nhiều, bất quá, ta ngược lại là phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta Bắc Lăng Thiên Điện như thế nào có thể đạt được một cái như vậy yêu nghiệt. Nam Tiêu nghe tiếng nghe vậy, sắc mặt đã dần dần âm trầm xuống. Nam Tiêu nghe tiếng, bất luận tài trí, hay là thực lực, đều là tốt nhất chọn, nhưng chính là làm người quá lý trí, thiếu thiếu huyết tính, đối với võ giả mà nói, đặc biệt là trông coi một cái đại thế lực võ giả mà nói. Cái này không có thể tính là một cái khuyết điểm, nhưng, vậy tuyệt không phải một cái ưu điểm. Vì vậy, Nam Tiêu Thiên Điện một mực không nóng không lạnh, sẽ không lâm vào to lớn nguy cơ bên trong, nhưng, cũng không cách nào bắt to lớn cơ hội. Võ đạo thế giới, không tiến ngược lại thụt lùi, Nam Tiêu Thiên Điện, vậy vì vậy có sa sút khuynh hướng. Giờ phút này, Ninh Xích Âm bỗng nhiên mở miệng nói, từ bây giờ về sau, Diệp Thần, chính là ta Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử. Nếu người nào sẽ đối hắn ra tay, hỏi trước qua ta Bắc Lăng Thiên Điện, có đồng ý hay không? Đông Hoàng Vong Cơ, ngươi, chiến không chiến? Không chiến mà nói, bổn cô nương,
cũng không có thời gian và ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đông Hoàng Vong Cơ nghe vậy, khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn liền em trai mình mệnh cũng hy sinh, vẫn còn không có giết chết Diệp Thần. Trong lòng không cam lòng, lửa giận, có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, hắn cả người nhìn qua giống như ác quỷ vậy, đối với Ninh Xích Âm uy hiếp nói, Ninh Xích Âm, bản đế bảo đảm, ngươi sẽ hối hận, không chỉ là ngươi, toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện cũng sẽ vì ngươi quyết định mà hối hận. Ninh Xích Âm khẽ mỉm cười, đối với Đông Hoàng Vong Cơ uy hiếp, hoàn toàn không có để ở trong lòng, một khắc sau, liền dẫn Diệp Thần, trực tiếp rời đi cái này dị không gian, đồng thời, đem vậy trọng thương sáu cánh thần xa vậy mang đi. Đây là Diệp Thần mời nàng giúp. Sáu cánh thần xa mất đi sáu cánh, đã không có giá trị gì, Đông Hoàng Vong Cơ các người vậy tội gì ngăn cản. Nhưng, giờ phút này, bọn họ trơ mắt nhìn Ninh Xích Âm, mang đi Diệp Thần, cũng là căm hận tới cực điểm. Lại một lần nữa, bị Diệp Thần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc à. Hơn nữa đi về sau, Diệp Thần chính là Bắc Lăng Thiên Điện người, muốn tru diệt Diệp Thần, sợ rằng cũng không có gì cơ hội. Nam Tiêu nghe tiếng thấy vậy, cũng là hừ lạnh một tiếng, mang Nam Tiêu Ly cùng Lục Băng rời đi. Giờ phút này, Đông Hoàng Vong Cơ, Vạn Vô Quang, Hứa Yến Linh ba người, đứng bất động ở dị không gian bên trong, thật lâu không nói. Hứa Yến Linh cau mày nói, đế quân, làm sao bây giờ? Lần này, bọn họ là thật tổn thất thảm trọng à, Hứa sát chết, sáu cánh thần xa sáu cánh bị mang đi, hơn nữa, còn không có giết Diệp Thần. Đông Hoàng Thiên Điện, đã rất lâu không có bị thua thiệt lớn như vậy. Đông Hoàng Vong Cơ, ánh mắt nhỏ tránh, đột nhiên, lộ ra một tia cười lạnh nói, thằng nhóc này, lấy vì mình được sáu cánh thần xa sáu cánh, lượm tiện nghi lớn. Ha ha, hắn có phiền toái. Phiền toái. Vạn Vô Quang ánh mắt chớp mắt nói, đế quân ý là. Đông Hoàng Vong Cơ nói, người có biết, cái này sáu cánh thần xa sáu cánh, trên thực tế cũng không phải là thuộc về bản đế một người. Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh nghe vậy, đều là thần sắc động một cái. Mà Đông Hoàng Vong Cơ, thì là tiếp tục nói, năm đó, có thể tìm được cái này sáu cánh thần xa, trên thực tế, may mà một người trợ giúp, cũng là do hắn dẫn đầu, mà ta, vừa vặn biết có thể uẩn dưỡng sáu cánh thần xa ám diệu biển chỗ, cho nên, ta cùng đối phương đạt thành một cái hiệp nghị, chúng ta bắt được cái này sáu cánh thần xa sau đó, do ta giữ lại nuôi sáu cánh thần xa, cuối cùng, hai bên chia đều cái này sáu cánh. Vừa nói, hắn trong mắt hàn mang lóe lên nói, có thể, hiện tại, Diệp Thần đoạt cái này sáu cánh. Ha ha, vậy thì trêu chọc tới người này, mà này tên của người, các người vậy rất quen thuộc, đó chính là. Bên trong Nguyên Đế Quân, bên trong Nguyên Đồ Sát. Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh nghe vậy, đều là thần sắc biến đổi. Bên trong Nguyên Thiên Điện, chính là năm đại thiên điện bên trong, thực lực mạnh nhất tồn tại. Mà bên trong Nguyên Đồ Sát, cho dù ở thiên nhân vực cường giả bên trong, đều có thể coi như là nổi danh. Còn có lời đồn đãi, bên trong Nguyên Đồ Sát gần đây bế quan, tựa hồ hắn tu vi còn sẽ có đột phá. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể trở thành thiên nhân vực nấc thang đầu tiên cường giả à. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, bên trong Nguyên Đồ Sát cái này trong mắt người xoa không được cát, chừng mắt phải trả. Diệp Thần đoạt bên trong Nguyên Đồ Sát sáu cánh. Hắn căn bản không sẽ từ bỏ ý đồ, mà lấy Diệp Thần tính cách, có thể cầm sáu cánh giao ra. Đến lúc đó, ha ha. Cho dù là Bắc Lăng Thiên Điện, cũng chưa chắc có thể bảo vệ Diệp Thần chứ. Rất nhanh, ba người đều là cười. Bọn họ rất muốn biết, Ninh Xích Âm đối mặt bên trong Nguyên Đồ Sát thời điểm, còn dám hay không, cường thế như vậy. Đông Hoàng Vong Cơ cười nói, đến khi bên trong Nguyên Đồ Sát xuất quan, ta liền đem tin tức nói cho hắn. Lần này, có lẽ không cần phí ta Đông Hoàng Thiên Điện một binh một chốt, liền có thể giải quyết tiểu tử đáng chết này. Bầu trời bên trong, Ninh Xích Âm mang Diệp Thần bay trên không, vậy sáu cánh thần xa đã bị nàng thả lại trong hư không? Mặc dù sáu cánh thần xa trạng thái không được tốt lắm, nhưng, hư không có thể nói là sáu cánh thần xa quê quán, hắn có thể tìm được nơi an toàn tiến hành tu dưỡng. Mà Diệp Thần, dựa vào nghịch thiên kia sinh mệnh lực, bể tan tành thân thể vậy đang chậm rãi khôi phục. Diệp Thần ánh mắt chớp động, hướng về phía Ninh Xích Âm nghiêm túc nói, cảm ơn, Xích Âm tỷ. Ninh Xích Âm cười nói, ta thiếu ngươi một cái mạng, có cái gì tốt cảm ơn. Bất quá, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một tí, gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện sau đó, tốt nhất,
liền ở thiên điện bên trong, tăng lên thực lực, tùy tiện không nên rời khỏi. À, vì sao? Ninh Sích Âm nói, nguyên bản, Đông Hoàng Vong Cơ các người không dám đối với ngươi ra tay, là bởi vì là đối với ngươi có cái gì kiêng kỵ chứ? Nhưng hiện tại, kiêng kỵ sợ rằng đã tiêu trừ, hơn nữa, một điểm khác phải, ngươi biết bọn họ cấp bậc này tồn tại, trên thực tế là sẽ phải chịu nhất định thiên đạo chế ước, bởi vì, lực lượng càng cường đại, thiên nhân vực thậm chí còn vực ngoại thiên đạo cũng sẽ ước thúc. Đây cũng là ngươi tại sao có thể ở đó một giết ma vào cơ thể võ giả trong tay kiên trì lâu như vậy nguyên nhân, còn chân cảnh cùng phía sau cảnh giới chênh lệch, vượt xa ngươi tưởng tượng. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi một hồi bộ dạng sợ hãi. Ninh Sích Âm sắc mặt có chút ngưng trọng tiếp tục nói, có thể hiện tại, chẳng biết tại sao, thiên đạo chế ước tựa hồ có bắt đầu suy nhược dấu hiệu, phỏng đoán và thái thượng thế giới cùng với trong truyền thuyết vạn khư hai chữ có liên quan, đây là bí văn, ngươi có thể chưa nghe nói qua. Tiếp tục như vậy, xem vậy mấy cái lão già kia, sợ rằng thực lực sẽ thật to tăng lên, thiên nhân vực thăng bằng cũng có thể sẽ bị đánh vỡ. Mà ngươi, nếu là ở thực lực chưa đủ dưới tình huống, gặp lại Hứa Yến Linh các người, tuyệt không có sống sót cơ hội. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta biết. Hắn nhìn Ninh Sích Âm, trong mắt hiện lên lau một cái vẻ cảm kích, hắn biết ở nơi này loại dưới cục thế Ninh Sích Âm bảo vệ hắn, gánh chịu bao lớn nguy hiểm. Nói đến, thật đúng là thế sự vô thường, không nghĩ tới, hắn cuối cùng gia nhập nhưng là cái này ban đầu cự tuyệt Bắc Lăng Thiên Điện. Bất quá, Diệp Thần cũng đã quyết định, nếu Ninh Sích Âm cứu mạng hắn, chỉ cần Bắc Lăng Thiên Điện không ruồng bỏ hắn, hắn liền sẽ đem Bắc Lăng Thiên Điện làm là nhà của mình. Ninh Sích Âm nhưng là lơ đễnh, ở nàng nhìn lại, đừng nói mình thiếu Diệp Thần một cái mạng, chính là không có, Diệp Thần cũng đáng được nàng làm như vậy. Nàng cùng Nam Tiêu nghe tiếng khác biệt chính là, nàng dám vì một cái yêu nghiệt, đánh cuộc toàn bộ thiên điện, nếu như liền điểm này cũng không làm được, thì như thế nào để cho đệ tử thành tâm gia nhập thiên điện? Không thể không nói, Ninh Sích Âm cái loại này tính cách ngược lại là vô cùng đối với Diệp Thần khẩu vị. Ninh Sích Âm chui tốc tuyệt mau, không lâu lắm, cũng đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, rất nhanh, Diệp Thần cùng Ninh Sích Âm liền đi tới một nơi bầu trời cuối, nơi này, cho Diệp Thần một loại cảm giác kỳ quái, mây trắng lững lờ, mơ hồ có lưu quang lóe lên, nhìn như phổ thông, lại tựa hồ như tồn tại loại nào đó thở mạnh voi, có thể tỉ mỉ cảm giác đứng lên, cho dù lấy hắn thần niệm vậy không có gì đặc biệt phát hiện. Chỉ có thể mơ hồ phát hiện, nơi đây khá là bất phàm, không giống ngoài mặt, đơn giản như vậy. Mà đi qua khoảng thời gian này khôi phục, hắn mặc dù còn không có đạt tới khỏe hẳn trạng thái, nhưng, thân thể ngược lại cũng lần nữa hoàn chỉnh. Đây là, Ninh Sích Âm đối với Diệp Thần mở miệng nói, ở ta Bắc Lăng Thiên Điện bên trong, tổng cộng chia 7 điện, theo thứ tự là, Mặt Trời Điện, Thái Âm Điện, Thái Huyền Điện, Quá Chân Điện, Thái Hạo Điện, Quá Thanh Điện, cùng với Thái Tuyệt Điện. Mỗi một điện, đều có hắn chuyên về một môn phương hướng, ví dụ như, Mặt Trời Điện, chủ tu sát phạt kiếm đạo, chiến lực siêu phàm, Thái Huyền Điện, chủ tu bên trong luyện công pháp, linh lực như biển, Thái Hạo Điện, chủ võ kỹ muôn vàn, lấy phá vỡ lực vân. Vân, trong này, Mặt Trời Điện, ở trên trời điện bên trong cường đại nhất, mà Thái Tuyệt Điện, nhất là suy yếu, bất quá. Nếu là ngươi nói, ở ta xem ra, gia nhập Thái Tuyệt Điện, là sự chọn lựa tốt nhất. Diệp Thần thần sắc động một cái nói, Thái Tuyệt Điện. Vì sao? Ninh Sích Âm mắt đẹp hơi chớp mắt nói, ở thời đại thượng cổ, Thái Tuyệt Điện chính là Bắc Lăng Thiên Điện cường đại nhất một điện, mà hiện nay, sở dĩ sa sút, nguyên nhân, đặc biệt phức tạp. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi là Thái Tuyệt Điện bên trong chân truyền công pháp, chính là Bắc Lăng Thiên Điện bên trong nhất là cao đẳng tồn tại, hơn nữa, đối với ngươi vô cùng là thích hợp. Nàng ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn tu hành thân xác thành thánh mộ đạo, hơn nữa, đã vượt qua thành thánh ngưỡng cửa, phải không? Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, không sai. Hắn tu luyện thánh thể huyền công, hôm nay vậy tiến vào cổ trai kỳ. Ninh Sích Âm nói, như vậy, ta có thể khẳng định, công pháp này đối với ngươi mà nói tuyệt đối hữu dụng. Diệp Thần không do dự, liền nói ngay, vậy ta liền gia nhập cái này Thái Tuyệt Điện. Ninh Sích Âm nhắc nhở một câu, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, Thái Tuyệt Điện là nhỏ yếu nhất một điện, Bắc Lăng Thiên Điện cái loại này thế lực lớn, tất cả điện tới giữa minh tranh ám đấu vô cùng nghiêm trọng, cho nên, Thái Tuyệt Điện đệ tử sợ rằng phiền toái tương đối nhiều, trên căn bản, là Bắc Lăng Thiên Điện tầng dưới chót nhất,
được cái khác mấy điện đệ tử chung nhau lấn áp, người nghĩ được chưa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần gật đầu nói, không sao. Hắn nhất không thèm để ý chính là những thứ này, nhỏ yếu nhất, nhất bị lấn ép một điện. Vậy thì như thế nào? Dù sao, đến cái khác mấy điện bên trong, lấy hắn tính cách vậy sẽ chọc tới phiền toái đi. Diệp Thần từ trước đến giờ đều là, người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, gấp vạn lần trả lại. Cho nên, gia nhập vậy một điện không có khác biệt, có người tự tìm cái chết, trấn áp là được. Ninh Xích Âm gật đầu một cái, tiện tay lấy ra một quả ngọc phù, giao cho Diệp Thần nói, ngươi cầm ngọc phù này, đi Thái Tuyệt Điện bên trong, tìm được Thái Tuyệt Điện điện chủ, Lý Vô Vọng, hắn sẽ đem ngươi thu là môn hạ đệ tử. Ở ta Bắc Lăng Thiên Điện, đệ tử cấp bậc tổng cộng chia là 12 phẩm, phẩm cấp càng cao, có thể có được tu võ tài nguyên, đạo tinh vân. Vân liền càng nhiều, ví dụ như, nhất phẩm đệ tử, tương đương với tạp dịch, mỗi tháng, chỉ có đáng thương một quả đạo tinh, hơn nữa, phẩm chất cực thấp. Nhưng, 10 cấp đệ tử, lại bất đồng, đã là thiên điện bên trong, vạn chúng chúc mục tinh anh tồn tại, mỗi tháng, 1.000 cái đạo tinh, hơn nữa, còn có rất nhiều quá mức lấy được đạo tinh cơ hội. Bất quá, ta lần này ngoại lệ để cho ngươi gia nhập thiên điện, đã là cực hạn, sợ rằng, còn có rất nhiều phiền toái phải xử lý, không thể lại cho ngươi mở cửa sau, ngươi gia nhập thiên điện sau đó, hết thảy cũng đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tối đa, lại để cho Lý điện chủ chiếu cố một chút ngươi, mà tất cả điện điện chủ, cao nhất cũng chỉ có thể đem đệ tử thân truyền tăng lên tới cấp 9. Muốn trở thành cấp 9 trên đệ tử, liền cần phải tiếp nhận thiên điện cử hành khảo hạch,